cái kia màu trắng trên váy dài trang trí lấy tử sắc điểm sao, váy dài chủ nhân cái kia uyển chuyển dáng người tại trong hắc ám chập chờn, cái này vô cùng quen thuộc tư thái, giờ phút này lại có một số lạ lắm, tựa như rất khó tới gần. Nàng càng chạy càng nhanh. Không thể vịn một chút ta à. Diệp Thần ho khan một tiếng, cắn răng nói ra, thần sắc phai nhạt xuống. Há, tốt à, ta cho là ngươi không cần. Phía trước thần dụ công chúa dừng bước lại, quay đầu nhìn đến héo rút tại vách tường bên trên hắn lúc, con mắt của nàng nhỏ hơi run lên một cái. Rất hiển nhiên, nàng nhận biết Diệp Thần cho tới bây giờ đều là phong hoa tuyệt đại, cho tới bây giờ đều không có loại này chật vật trạng thái, cái này khiến hắn cũng có vẻ hơi lạ lẫm. Hai người, giống như đều không như vậy quen thuộc. Thần dụ công chúa quay đầu đi tới, nhẹ nhàng vịn hắn, ôn nhu nói, đi thôi, nhanh đến. Uyển Uyển, ta thì thất bại một lần, không có gì đáng ngại a. Đến mức rõ ràng như vậy sao? Diệp Thần hốc mắt ửng đỏ nói. Không phải, ta thế nào sao, ngươi không nên quá mẫn cảm. Thần dụ công chúa bất đắc dĩ nói. Ta mẫn cảm a, khác người ánh mắt có biến hóa quên đi, ngươi cũng dạng này, vậy liền không có ý nghĩa. Diệp Thần đạo. Ta không có a, ngươi, được rồi, ta không muốn cùng ngươi cãi lộn, ngươi lãnh tĩnh một chút, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó. Thần dụ công chúa nói. A, đi thôi. Diệp Thần không muốn nhiều lời. Có chút ban đầu vốn không thuộc về mình, dù là nghịch thiên cải mệnh đi đạt được về sau, một khi xảy ra vấn đề, trước mắt có hết thảy, tựa như cũng không có trong tưởng tượng như vậy, mỹ hảo. Bọn họ đi vào đại điện bên trong. Cung điện quang quá mức chướng mắt. Tại cái kia ngay phía trên, một người mặc tinh bào, đầu đội vương miện nam tử nhìn lấy bọn hắn, trước ngực thần tuyền vô cùng lập lòe, làm đến người khác rất khó ngẩng đầu lên. Diệp Thần, cảm tưởng gì? Nam tử mở miệng, thanh âm rất nặng nói. Diệp Thần sâu hít sâu một lần, hắn buông lỏng ra thần dụ công chúa nâng, trầm giọng nói, đại khái là gặp phải số mệnh chi địch. Không thể phủ nhận ta trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, cho nên sinh ra khinh địch tư duy. Ta cho là hắn là một cái thật không thể tin đối thủ, nhân sinh có thể có như thế đối thủ, đây là vận may của ta. Hôm nay ta thừa nhận chính mình thất bại, nhưng cái này không nói rõ tương lai ngàn năm ta đều là một cái thất bại giả, có đối thủ như vậy, ta sẽ chỉ giao ra siêu việt trước kia mấy lần nỗ lực, một ngày không rửa nhục, cả đời không nghỉ ngơi. Những lời này, trong lòng của hắn đã ấp ủ rất lâu. Được, ngươi thấy rất rõ ràng, bất quá, thất bại liền phải tiếp nhận thất bại đại giới. Tại ngươi chuyển bại thành thắng trước đó, ngươi cần phải thừa nhận vạn chúng đối ngươi chế nhạo, thậm chí bao gồm chúng ta hoàng tộc đối ngươi chửi bới, minh bạch. Nam tử nói, ta nhận, cái này rất công bình. Diệp Thần cúi đầu nói. Nói trắng ra là, tại ngươi lớn nhất tung bay thời điểm, trận này thảm bại, thật có khả năng trợ giúp ngươi. Đến cùng là nghịch cảnh quật khởi vẫn là như vậy trầm luân, vĩnh viễn bị người đặt ở dưới chân, thì xem chính ngươi. Nam tử nói, đúng, đế tôn. Có lẽ ta đã tìm được thần Dương Vương cảnh cánh cửa. Đây cũng là trận chiến này thu hoạch. Diệp Thần hai mắt thiêu đốt. Thành rồi nói sau, lui ra. Nam tử nói. Vâng. Thần dụ lưu lại, nam tử nói. Thần dụ công chúa sửng sốt một chút, cúi đầu nói một tiếng, phải. Diệp Thần nhìn nàng một cái, liền trước lui ra ngoài. Hắn đứng tại cửa ra vào, đợi một đoạn thời gian. Sau đó không lâu, thần dụ công chúa sen bước ra ngoài. Nàng hai mắt có chút hồng nhuận phơn phớt, xem ra có chút sở động lòng người, vừa ra tới thì rúc vào Diệp Thần trong ngực, nói, thật xin lỗi, vừa rồi tâm tình ta có chút hỗn loạn, không có chiếu cố đến ngươi, về sau sẽ không. Việc nhỏ, ta không phải người thua không trả tiền, đi thôi. Diệp Thần mỉm cười nói. Hắn dựa vào thần dụ công chúa bả vai, được thời điểm ra đi, quay đầu nhìn thoáng qua cái này thâm cung. Không có người tình, đều là mua bán a. Thắng thì vạn chúng lớn tiếng khen hay, thua thì cho mặt lạnh. Thắng thời điểm là Uyển Uyển, thua thời điểm là thần dụ công chúa, đây chính là thần diệu tộc. Tâm lý giễu cợt, lại không biểu hiện ở trên mặt. Chỉ là lần này, hắn nhìn thấu. Hắn cho là mình tìm được nhà. Không nghĩ tới, còn giống như là một cái tay chân. Một đường phong cảnh bên trong, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa trở về, vạn lý tinh thành. Hắn có dự cảm. Tại cái này vạn lý tinh thành, hắn thời gian ngắn sẽ không lại rời đi. Lần này, mới tính là chân chính yên ổn. Đứng tại đám người trung ương, hướng về vạn lý tinh thành nhìn lại, có thể thấy bên kia bóng người giao thoa, tiếng người huyên náo, người đông tấp nập.
Lần này, đường hẻm hoan nghênh, quy mô, tối thiểu là lần trước gấp 10 lần. Cơ hồ toàn bộ Tử Tiêu Đế cung người đều đi ra, bọn họ tại trên nóc nhà, trên đường phố, trên bầu trời, trông mong mà đối đãi. Làm Lý Thiên Mệnh bước vào Vạn Lý Tinh Thành phạm vi một khắc này, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cuốn tới. Cái này quy mô có thể so sánh Hiên Viên Long Tông đều phải lớn hơn nhiều. Phô thiên cái địa nhiệt tình, nguyên một đám nóng rực, sùng bái ánh mắt, chứng minh sau trận chiến này, Lý Thiên Mệnh tại Tử Tiêu Đế cung địa vị lại muốn lên thăng một cái cấp bậc. Lý Thiên Mệnh, vẫn là vô số người, đang hô hoán tên của hắn. Toàn bộ Vạn Lý Tinh Thành đều đang sôi trào. Cung nghênh anh hùng trở về. Thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Thông hướng Tử Chân Tinh Thành trên đường, đã sớm bị chật ních, thần quy lão tổ đều tự mình ra đi mở đường, để bọn hắn bình tĩnh một chút. Diệp thần sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, Lý Thiên Mệnh một trận chiến này, thì thu hoạch bao nhiêu danh vọng. Chúng ta đại biểu, Kim Loan Vương tộc, chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Một trận chiến này đã kinh động đến Tử Tiêu Đế cung bên trong đỉnh cấp thị tộc. Thí dụ như Kim Loan Vương tộc, cũng là lưu truyền thiên cổ đỉnh cấp đại tộc, Tử Tiêu Đế cung trong lịch sử thế lực bá chủ một trong. Còn lại đỉnh cấp thị tộc, cũng ào ào ra mặt chúc mừng Lý Thiên Mệnh, còn kém tộc hoàng, không hề lộ diện. Vài ngày trước thông qua ngân trần, Lý Thiên Mệnh thì làm rõ ràng Tử Tiêu Đế cung nội bộ đỉnh cấp thị tộc kết cấu. Trước mắt, đỉnh cấp thị tộc lấy, ngũ gia nhất, hình thức tồn tại. Như thế nào, ngũ gia nhất? Cái kia chính là lâu năm, năm đại tinh thần vương tộc, tăng thêm mới trỗi dậy, cung thị nhất tộc, mà cung thị nhất tộc, còn gọi là, binh thần tộc. Tinh Vũ Đế Tôn, liền đến từ cung thị nhất tộc. Vì sao Tử Tiêu Đế cung thế lực kết cấu, sẽ có loại này đặc thù, ngũ gia nhất kết cấu? Đó là bởi vì bao quát, Kim Loan Vương tộc, năm đại tinh thần vương tộc, là Tử Tiêu Đế cung liên hợp sáng tạo giả, bọn họ đem khống Tử Tiêu Đế cung thời gian rất dài, mấy triệu năm bên trong Tử Tiêu Đế cung đại bộ phận đế tôn, đều sinh ra từ năm đại tinh thần vương tộc. Cho dù là hiện tại, năm đại tinh thần vương tộc nhân số, vẫn chiếm cứ Tử Tiêu Đế cung đại đa số. Cung thị nhất tộc, cũng chính là binh thần tộc, bọn họ trước kia là năm đại tinh thần vương tộc phía dưới, 23 thế gia, một trong, sắp xếp tại bình thường, lấy binh khí thức thần lấy xưng. Căn cơ của bọn họ kém xa năm đại tinh thần vương tộc, mà ở gần nhất 30 vạn năm, bọn họ trong tộc nhiều lần sinh ra đế tôn, 30 vạn năm bên trong có tiếp gần một nửa đế tôn đều đến từ cung thị nhất tộc, cái này dẫn đến cung thị nhất tộc bồng bột phát triển. Tại ngắn ngủi 30 vạn năm, phát triển đến có thể so với năm đại tinh thần vương tộc quy mô. Thậm chí không tính đế tôn, hắn tổng thể thế lực đều vọt vào Tử Tiêu Đế cung thị tộc trước ba. Cho nên nói, tại Tử Tiêu Đế cung, cung thị nhất tộc là một cái trường hợp đặc biệt. Bọn họ tính toán khiêu chiến năm đại tinh thần vương tộc địa vị, cho nên cái kia năm đại tinh thần vương tộc hình thành ôm nhau. Cung thị nhất tộc không có khả năng đem năm đại tinh thần vương tộc biến thành 6 ngôi sao lớn vương tộc. Nhưng thực lực của bọn hắn cũng không thể phủ nhận. Tử Tiêu Đế cung là tông môn, thị tộc có thể tại nội bộ tồn tại, nhưng chân chính thực quyền vẫn là tại cụ thể trên chức vị, cho nên có hay không đưa thân năm đại tinh thần vương tộc, loại này hư danh đối cung thị nhất tộc tới nói cũng không trọng yếu. Cái này cùng loại Thái Thanh Phương thị tuy nhiên không phải Thái Cổ Thần Tông chính thống, nhưng cũng tại đoạn thời gian kia, đem khống thần tông mệnh mạch một cái đạo lý. Đương nhiên, đến từ khác biệt thị tộc, tại trưởng khống trên tông môn có ý kiến đối lập cũng rất bình thường. Bây giờ Tinh Vũ Đế Tôn chấp trưởng Tử Tiêu thời đại, cung thị nhất tộc tính toán so sánh dễ chịu, bất quá theo lịch sử kinh nghiệm phía trên nhìn, một khi xuống một vị đế tôn không phải cung thị nhất tộc, bọn họ tất nhiên sẽ bị tương đối lớn chèn ép. Thị tộc ôm nhau, là siêu đại hình tông môn đặc sắc. Đang ngưng tụ lực phương diện, Tử Tiêu Đế cung là không bằng Thần Diệu Hoàng Triều. Hoàng Triều cũng là Hoàng Triều. Thần Diệu tộc trưởng khống hết thảy. Đế tôn là một cái thần kỳ cảnh giới A, giống như Tử Tiêu Đế cung tới nói, trên cơ bản không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái đế tôn, chỉ có một cái sau khi mất đi, một cái khác mới sẽ sinh ra, có lẽ nửa cái ngôi sao chúng sinh niệm lực, cũng chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái đế tôn đi. Dù sao, đọc hiểu, ngũ gia nhất, thì minh bạch Tử Tiêu Đế cung thực lực kết cấu. Ngũ đại lâu năm sáng thế thị tộc, một cái cung thị nhất tộc tân quý. Năm cùng một, đối kháng. Theo thị tộc nhân số phía trên nhìn, năm đại tinh thần vương tộc cùng cung thị nhất tộc, so sánh đại khái là 4-1. Thế mà, Tinh Vũ Đế Tôn cùng Thiên Tinh Đế Thành, đại biểu cho Tử Tiêu Đế cung tối cao ý chí, cho nên năm đại tinh thần vương tộc, cũng không quá có thể đối kháng loại ý chí này.
Đương nhiên, làm đế cung người cầm quyền, Tình Vũ đế tôn cũng không thể hoàn toàn hướng về cung thị nhất tộc, cũng chính vì vậy cung hùng loại này dòng chính đắc tội với người, như cũng bị lưu đầy nguyên nguyên tinh động, đối ngoại lai nói, Tử Tiêu đế cung cũng là một cái chỉnh thể, đế tôn thiên vị, bất lợi cho ngưng tụ tông môn. Tông môn, sợ nhất cũng là không ngưng tụ. Muốn triệt để cắm rễ một cái tông môn, liền muốn hoàn toàn giải thế lực của bọn hắn kết cấu, nơi này không bằng Hiên Viên Long Tông thuần túy là sự thật. Hiểu được hết thảy, mới có thể thành thạo. Nói cách khác, hôm nay Lý Thiên Mệnh chiến thắng tới, năm đại tinh thần vương tộc đều có chuyên môn phái người đi ra chúc mừng, đây là năm đại tinh thần vương tộc nguyện ý tiếp nhận tín hiệu của hắn. Là chuyện tốt. Đương nhiên, tinh thần vương tộc, ngũ đại tộc hoàng, không tới, cũng nói bọn họ còn tại bảo lưu lấy một số, sáng thế thị tộc, ngạo mạn. Tại Tử Tiêu đế cung, đế tôn lớn nhất, ngũ đại tộc hoàng thứ hai, xuống dưới nữa thê đội thứ ba thân phận gọi là tinh vương, tối thiểu, 23 thế gia, gia chủ, mới có thể leo lên tinh vương vị trí. Đương nhiên, năm đại tinh thần trong vương tộc, mỗi một cái vương tộc, đều có cố định năm cái tinh vương, danh ngạch. Thí dụ như thần quy lão tổ, mặc dù là đế tôn thiếp thân người hầu, nhưng bởi vì xuất thân thấp hèn, cũng không có tinh vương, vị trí. Tử Tiêu đế cung, tinh vương, không cao hơn 50 cái, mỗi một cái đều là Tử Diệu tinh siêu cấp đại nhân vật. Hôm nay cho Lý Thiên Mệnh chúc mừng, tối thiểu đều có hơn 30 tinh vương. Có thể nói, để ăn mừng Lý Thiên Mệnh thắng lợi, Tử Tiêu đế cung mặt bài đã cho đến vô cùng đủ, còn kém ngũ đại tộc hoàng cùng đế tôn ở trước mặt chúc mừng. Rất nhiều người vạn vạn không nghĩ đến chính là, Tình Vũ đế tôn vậy mà tự mình xuất hiện. Ngũ đại tộc hoàng cũng chưa tới đâu. Ông, một cái ánh sao vô hạn nam nhân, trống rỗng xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Chính là Tình Vũ đế tôn. Bái kiến đế tôn. Trong lúc nhất thời, vạn chúng hô hoán. Tràng diện càng long trọng hơn. Thiên Mệnh, bái kiến đế tôn. Lý Thiên Mệnh tại thần quy lão tổ ám chỉ dưới, vội vàng đến đế tôn trước mặt, tại vạn chúng chú mục phía dưới hướng cái này Tinh Vũ đế tôn hành đại lễ. Hắn biết rõ, chỗ tốt tới. Hắn cùng Tinh Vũ đế tôn, tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi. Thần quy lão tổ nói qua, trước mắt cung thị nhất tộc, không có thế chỗ đế tôn vị trí hạt giống, nói cách khác đời sau đế tôn rất không có khả năng xuất hiện tại cung thị nhất tộc. Một khi không có đế tôn, năm đại tinh thần vương tộc khẳng định sẽ đem bọn hắn chèn ép về, 23 thế gia, mà Lý Thiên Mệnh tiền đồ vô lượng, nếu là có hắn bảo bọc, cung thị nhất tộc thì không sợ. Loại này đặc thù thế lực kết cấu, cũng để cho Lý Thiên Mệnh cùng Tinh Vũ đế tôn, cùng đi tới. Dù sao mạnh như đế tôn, cũng muốn cân nhắc chính mình sau khi mất đi, con cái đời sau tình cảnh. Thiên Mệnh, Tinh Vũ đế tôn tiến lên hai bộ, ôn hòa cười. Duỗi tay vuốt ve một chút Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu. Vãn bối tại, Lý Thiên Mệnh cao giọng nói. Trên đài xem sao, một chiêu diệt thiên kiêu, phấn chấn nửa cái Tử Diệu tinh, để cho ta Tử Tiêu đế cung dương mi thổ khí, ngươi thiên phú như vậy oanh liệt thành tựu, thực sự gọi bản tôn đau đầu a, cái kia khen thưởng ngươi cái gì tốt đâu. Tinh Vũ đế tôn tay vuốt hàm râu, lớn tiếng cười nói. Thưởng, vô số người làm Lý Thiên Mệnh hô hoán, chờ lệnh. Quá sảng khoái. Trước kia chỉ có thể hâm mộ thần diệu hoàng triều có một cái diệp thần, mỗi ngày bị đối diện khinh bỉ, hiện tại quả thực dễ chịu thượng thiên. Tất cả mọi người muốn cho tông môn ban thưởng Lý Thiên Mệnh. Thật tốt. Tinh Vũ đế tôn mỉm cười cười to. Trên thực tế tất cả mọi người minh bạch, hắn nay nhật xuất hiện, chính là muốn nhân cơ hội đem Lý Thiên Mệnh đứng lên. Sau đó, hắn cười còn về sau, trở lại nghiêm túc, nói, Thiên Mệnh. Xét thấy ngươi thiên phú nghịch thiên cùng hôm nay biểu hiện, bản tôn quyết định sách phong ngươi làm Tử Tiêu đế cung thứ 49 tinh vương. Ngươi là Tử Tiêu đế cung trong lịch sử, trẻ tuổi nhất, yếu nhất tinh vương, nhưng bản tôn tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi sẽ trở thành trong lịch sử mạnh nhất đế tôn. Ầm ầm, một đoạn này lời nói quá nổ tung. Hiện trường rất nhiều người đều hít thở không thông. 20 mấy tuổi tinh vương a, yếu nhất tinh vương, mạnh nhất đế tôn. Hai câu này hình thành mãnh liệt so sánh, để rất nhiều tâm tình người ta trực tiếp phun trào thành hỏa diễm, dù là rất nhiều đến từ năm đại tinh thần vương tộc người đều bị lây bệnh. Tinh Vũ đế tôn lựa chọn thời điểm quá tốt rồi. Tất cả mọi người yêu cầu hắn ban thưởng, hắn thì thưởng, trực tiếp thưởng một cái nóng nảy nhất địa vị. So diệp thần kia cái gì phò mã ra, cao đoan nhiều lắm. Đây là thực quyền. Có người dám phản đối sao? Cho dù có, bọn họ phát ra thanh âm. Lúc này thời điểm đều bị Tử Tiêu đế cung cái kia cuồng nhiệt tiếng gầm bao phủ lại.
Tinh Vũ Đế Tôn, có quyền lực này. Cái này cũng chứng minh Lý Thiên Mệnh tất cả ý nghĩ đều là đúng, làm cái này tay chân, đánh cho càng tốt, thưởng đến càng nhiều. Không để bọn hắn sướng rồi, muốn để bọn hắn trả tiền. Nói đùa. Thiên Mệnh khấu tạ Đế Tôn, sau đó cả đời định không phụ kỳ vọng, nếu có nửa phần cô phụ, gọi ta vĩnh rơi xuống vực sâu. Hắn thần tình kích động, cũng diễn như thế một thanh, thống khoái đầm đìa. Thứ 49 Tinh Vương, Thiên Mệnh Tinh Vương. Cứ như vậy xong rồi. Thiên Mệnh Tinh Vương. Trong lúc nhất thời, bốn chữ này dung chuyển vạn lý tinh thành, nhiệt huyết nuốt sống vô tận thành trì. Ai cũng không cải biến được. Ngũ đại tộc hoàng sợ là đều không nghĩ tới Tinh Vũ Đế Tôn sẽ như vậy hung ác, bọn họ không tại hiện trường, càng không cách nào ngăn cản. Rất tốt, đây là ta Tử Tiêu Đế lệnh, trước ban cho ngươi, sau đó hết thảy tu hành tư nguyên, đều có thể dùng hắn mở đường, ngươi là đế cung tương lai, có quyền hưởng thụ hết thảy. Tinh Vũ Đế Tôn thử một lần lệnh bài màu tím. Bổ sung tôn huyết. Như vậy đây chính là cấp 7 trật tự thần binh. Một cái lệnh bài mà thôi, đây cũng quá long trọng. Đúng, có quyền hưởng thụ hết thảy. Đây là dân tâm sở hướng, Lý Thiên Mệnh không tiếp thụ cũng không có cách nào. Bất quá, hắn vẫn là đến khiêm tốn nói, cảm tạ đế tôn, cảm tạ đế cung tất cả mọi người, bản thân ta sử dụng mỗi một tư nguyên, về sau chắc chắn chi trả Tử Tiêu Đế Cung. Bất kể nói thế nào, lời xã giao còn phải nói một chút. Rất tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tinh Vũ Đế Tôn lấy câu nói này phần kết. Sau đó hóa thành quang mang trở về Thiên Tinh Đế Thành, lưu lại rung động kích động mọi người, vô cùng hâm mộ nhìn lấy cái này một vị trong lịch sử trẻ tuổi nhất Tinh Vương, thật lâu nói không ra lời. Tinh Vương, chúc mừng a. Thần Quy Lão Tổ cùng Cung Hùng đều vui như điên. Cái này Lý Thiên Mệnh tại thân phần địa vị, đều bay thẳng đến đỉnh đầu bọn họ đi lên. Cung thị nhất tộc cường giả không ít, hiện tại ngoại trừ Đế Tôn, cũng liền một cái Tinh Vương đây. Thần Quy Lão Tổ nhiều năm như vậy cẩn trọng. Đều không lăn lộn đến Tinh Vương vị trí. Cũng may mà hai vị, Lý Thiên Mệnh nói. Nhờ có cái gì, chúng ta cũng là bên cạnh đến người cái này bắp đùi, về sau nước lên thì thuyền lên. Thần Quy Lão Tổ vui vẻ nói. Đang sôi trào vạn lý tinh thành bên trong chạy như bay, bọn họ có thể tính về tới Tử Chân tinh thành, hết thảy náo nhiệt, tạm thời mới tính kết thúc. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cũng coi như lắng đọng xuống dưới. Sau khi tới, Thần Quy Lão Tổ nhận được một cái truyền tin thạch, nhất thời cười mặt mày mở, nói, Thiên Mệnh, còn có một tin tức tốt. Cái gì? Người vạn tinh bầu trời chiến trường chinh chiến tư cách, đã xét duyệt thông qua được, cái này mang ý nghĩa tiếp đó, người có thể lấy Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, cái thân phận này, chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường, chính thức tại tinh không vạn tộc dương danh lập vạn. Thần Quy Lão Tổ cảm giác mình đều trẻ, tràn đầy đấu chí. Thỏa! Đây là Lý Thiên Mệnh mục tiêu kế tiếp. Bất quá, hắn cũng không phải là rất gấp. Hắn nhìn lấy trong tay Tử Tiêu Đế lệnh, cười nhẹ một tiếng, nói, lần nữa xuất lực trước, cái kia lấy trước một chút chỗ tốt. Theo Thanh Hồn Điện, Hiên Viên Long Tông lại đến Tử Tiêu Đế Cung, Lý Thiên Mệnh cuối cùng có thể, không kiêng nể gì cả, đưa ra yêu cầu. Như hắn loại biểu hiện này, có Tinh Vũ Đế Tôn tự mình tạo thế, hắn xứng với tối đỉnh cấp phối trí. Sau đó tại Tử Chân Tinh Thành, Lý Thiên Mệnh thoải mái đứng tại Thần Quy Lão Tổ cùng Cung Hùng hai cái này sư đồ trước đó, hắn mặt lộ vẻ ý cười, mở miệng liền nói, hai vị, Tử Tiêu Đế Cung có ta có thể sử dụng, bát tinh vũ trụ thần nguyên, a. À. Ta dựa vào, cái này hai sư đồ người, tuy nhiên một cái lưng còng, một cái khôi ngô, có thể lúc này thời điểm lại biểu lộ, ngữ khí giống nhau, đều nhịp hô lên hai chữ này, cùng một chỗ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Làm sao? Tử Tiêu Đế Cung cho không ra a? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Đại lão, ngươi làm bát tinh vũ trụ thần nguyên là cải trắng a? Cái kia so bát giai trật tự thần binh còn muốn hy hữu. Cung Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng là bát giai, luận chân quý trình độ, vũ trụ thần nguyên là cao nhất, kế tiếp là trật tự thần binh cùng trật tự thần đan, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh cùng nguyên tố thần tai thấp nhất. Bát tinh vũ trụ thần nguyên, có thể tạo nên bát tinh thần thú. Trước mắt toàn bộ Tử Diệu Tinh phía trên, ngoại trừ Thần Diệu Hoàng Triều Đế Tôn cộng sinh thú, bát tinh thần thú căn bản không có vài đầu, trật tự chi địa thậm chí đều không tồn tại bát tinh thần thú. Tử Tiêu Đế Cung hiện tại không có, Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể là có, dù sao chúng ta đối vũ trụ thần nguyên nhu cầu, không có Thần Diệu Hoàng Triều cao như vậy, nhưng nhiều lắm là cũng liền một hai cái, thuộc về tông môn tối đỉnh cấp trọng bảo,
liền xem như ngươi cái này trẻ tuổi nhất tinh vương, muốn trực tiếp lấy đi, chỉ sợ muốn đi rất chảy dài trình, tối thiểu đến năm đại tinh thần vương tộc nhất trí đồng ý. Thần Quy lão tổ giải thích nói. Đúng đúng, cái gì đều được, duy chỉ có bát tinh vũ trụ thần nguyên, chúng ta chỉ có thể đi hỏi một chút, nhưng đại khái dẫn là không lấy được. Cung Hùng nghiêm túc nói. Trên thực tế Lý Thiên Mệnh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Huỳnh Hỏa bọn họ đều còn tại trưởng thành kỳ, lúc này thời điểm có thể hay không chống đỡ bát tinh vũ trụ thần nguyên cái kia đều không nhất định đây. Ta vừa đi tới nơi này, thì đại khái một cái diệp thần, liền muốn để Huỳnh Hỏa bọn họ có thể so với đế tôn cấp bậc cộng sinh thú, xác thực không thực tế. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ đến cái này, liền cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, dù sao hắn đến đón lấy muốn đồ vật còn nhiều đây. Sau đó hắn nhân tiện nói, bát tinh, các ngươi giúp ta xin hỏi một chút, nhìn có hay không kịch. Trước mắt Tử Tiêu Đế cung thất tinh vũ trụ thần nguyên số lượng dự trữ tương đối phong phú, đúng không? Tử Tiêu Đế cung ngự thú sư không nhiều, nhưng vũ trụ thần nguyên sản xuất không so thần diệu hoàng triều kém, cho nên so với thần diệu hoàng triều bên kia, bên này vũ trụ thần nguyên có dư tương đối nhiều. Cái này cùng trật tự thiên tộc tình huống tương tự, ẩn long điện cũng là hưởng thụ lấy nửa cái trật tự chi địa vũ trụ thần nguyên, mới quật khởi mạnh như vậy, bất quá, tam đại long hoàng chiến tử, còn lại ẩn long vệ đã trở lại hiên viên. Thần Quy lão tổ một vỗ ngực, nói, thất tinh vũ trụ thần nguyên xác thực không ít, chúng ta ngự thú sư rất ít, có thể lập xuống đại công càng ít, cho nên hiện tại khả năng có 50 đến 100 tồn lượng. Ta muốn 6 cái. Lý Thiên Mệnh trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Hắn ngũ đại cộng sinh thú, chỉ có Huỳnh Hỏa là thất tinh thần thú, kể từ đó chính hắn liền cần 4 cái. Ngoài ra, Dạ Lăng Phong là quỷ thần tộc, vũ trụ thần nguyên đối quỷ thần tộc hữu hiệu, tuy nhiên hiệu quả không bằng cộng sinh thú lớn, nhưng có thể tăng lên Dạ Lăng Phong cực hạn nhất định. Còn có cũng là Lâm Tiêu Tiêu Thái Cổ Tà Ma, cần một cái thất tinh thần nguyên. Trên thực tế thất tinh vũ trụ thần nguyên, đã là vô cùng cao nữa là bảo tàng. Có một bộ phận tinh vương cộng sinh thú, đều chưa hẳn toàn bộ tiến hóa đến thất tinh thần thú trình độ, Lý Thiên Mệnh vừa đến đã muốn 6 cái, vẫn là để Thần Quy lão tổ cùng Cung Hùng run run một chút. Hung ác a lão đệ, Cung Hùng cho hắn giơ ngón tay cái lên. Vẫn còn, biểu hiện của ta, đáng đồng tiền, Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cùng Diệp Thần khác biệt, hắn không cần thiết đối Tử Tiêu Đế cung thay đổi cảm tình, Tử Tiêu Đế cung cũng không cần hắn yêu quý, công khai ghi giá, ngược lại càng thực sự. Cũng càng dứt khoát, tối thiểu nhất Tử Tiêu Đế cung muốn là đối với mình không tốt, Lý Thiên Mệnh không đến mức thương cảm, mua bán nói không thành, trực tiếp rời đi là được. 6 cái thì 6 cái, việc này lão hủ đi làm, người đem cụ thể thuộc tính nhu cầu nói cho ta biết. Thần Quy lão tổ nhắm mắt nói. Đa tạ lão tổ, Lý Thiên Mệnh nói. Tuyệt đối đừng khách khí, lão già vẫn chờ tiếp tục ở trên thân thể ngươi thơm lây đây. Thần Quy lão tổ nói. 6 cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Có thể để bọn hắn cả cái đoàn thể, đều có trình độ nhất định tăng lên. Lý Khinh Ngữ Sóc Nguyệt đã là thất tinh thần thú, cái kia cũng không cần. Tạm thời tới nói, Lý Thiên Mệnh để Lý Khinh Ngữ chỉ biểu hiện ra 8 cái kiếp vòng, cũng giống như mình ẩn giấu đi một cái. Ngay cả như vậy, bọn họ cái này 5 cá nhân thiên phú cũng tạo thành rất náo động lớn, bao quát Khương Phi Linh đều bởi vì nguyên dực tộc nguyên dực thành mọi người trong mắt, tuổi trẻ thiên tài. Vũ trụ thần nguyên sách tốt. Lý Thiên Mệnh thì đi vào bước thứ hai. Ngoại trừ thần nguyên bên ngoài, ta hiện tại cần thiết là kim loại khoáng mạch. Lý Thiên Mệnh nói, kim loại khoáng mạch, ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Chính mình khai thác, loại này thần khoáng bình thường là dùng để đoán tạo trật tự thần binh, ngươi muốn không phải luyện khí linh sư, còn không bằng trực tiếp muốn binh khí, dù sao ngươi thanh này không ra hồn. Cung Hùng trợn mắt một cái nói. Hắn nói là Đông Hoàng Kiếm, thật sự là có mắt như mù. Uy dưỡng trùng con, Lý Thiên Mệnh trong tay xuất hiện một thanh tiểu ngân trứng, cái kia tiểu ngân trứng biến thành ngân sắc châu chấu, lộ ra ngay màu đen khẩu khí, nhìn chằm chằm Cung Hùng. Ngươi thật chứ? Cung Hùng hỏi. Đúng, tốt nhất là vạn lý tinh thành phụ cận, mà lại muốn thuần kim loại khoáng mạch, ta muốn cũng không nhiều, tới trước năm đầu đi. Lý Thiên Mệnh nói. Năm đầu, Cung Hùng lấy làm kinh hãi, thật chỉ là muốn ăn sao? Năm đầu mỏ quặng, bên trong kim loại thần khoáng. Trồng chất lên cũng là tốt mấy đầu sơn mạch. Khó khăn, Lý Thiên Mệnh hỏi. Độ khó khăn không rõ ràng, chủ yếu là ngươi yêu cầu này có chút hiếm lạ, kim loại thần khoáng đồ chơi kia cũng là nguyên vật liệu, còn thật không ai xem như khen thưởng. Trước mắt thần khoáng khai thác chủ yếu từ Kim Loan Vương tộc phụ trách, ta phải đi, Huyền Loan Điện, cùng bọn hắn người thương lượng một chút,
dạng này mới có thể trở về phục ngươi. Đương nhiên, lấy thân phận của ngươi bây giờ, ta cho rằng vấn đề không lớn. Cung Hùng nói. Được, phiền phức Hùng ca. Lý Thiên Mệnh nói. Không phiền phức, vì ngươi chân chạy, Hùng ca ta cái eo thẳng tắp. Ngươi tiểu tử này là không biết ha, bị đuổi tới Nguyên Nguyên Tinh Động cái kia địa phương cứt chim cũng không có không thể trở về đến có nhiều khó chịu. Mấu chốt là Nguyên Dực tộc những cái kia nữ oa đều cùng rau giá giống như, còn không có ta to bằng bắp đùi. Cung Hùng cười mở cười nói, có thể thấy được lần này có thể quay trở lại trở về, hắn đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Nói một cách khác, Lý Thiên Mệnh đều xem như ân nhân của hắn. Nói xong nơi này, hắn liền đi, Huyền Loan Điện, đi, Lý Thiên Mệnh ở lại đây các loại hắn tin tức. Thông qua Ngân Trần, hắn biết năm đại tinh thần vương tộc một trong, Kim Loan vương tộc, là Tử Diệu Tinh phía trên xếp hàng thứ nhất, luyện khí linh sư thị tộc, bọn họ toàn tộc là trời sinh binh khí đại sư. Cái này Tử Diệu Tinh phía trên rất nhiều binh khí, đều là từ Kim Loan vương tộc xuất phẩm, tuyệt đối bảo đảm chất lượng, mấy triệu năm truyền thừa sáng tạo ra bọn họ cao siêu tay nghề, liền xem như hiện tại cung thị nhất tộc quật khởi thời đại, Kim Loan vương tộc vẫn đem khống lấy, mỏ quặng. Thần binh, cái này một bộ phận đại quyền, người nào có phải hay không nhúng tay, nhúng chàm. Thần khoáng cùng thần binh, thảo mộc thần linh cùng đan dược, chiến quyết cùng công pháp, thủ hộ kết giới cùng trật tự thần thư. Còn có thiên hồn truyền thừa cái này năm đại phương diệt, trước mắt còn bị năm đại tinh thần vương tộc chộp trong tay. Đây cũng là cung thị nhất tộc tuy nhiên có đế tôn, nhưng cũng so sánh cản tay nguyên nhân, dù sao đế tôn là thuộc về toàn bộ Tử Tiêu đế cung đế tôn, liền xem như đế tôn, cũng không thể giết sạch năm đại tinh thần vương tộc, tước đoạt bọn họ thực quyền. Đây chính là tinh vũ đế tôn nhân cơ hội trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh phong vương nguyên nhân. Bất phong vương. Rất khó theo năm đại tinh thần vương tộc bên kia móc ra đồ tốt. Phổ thông đồ tốt, đế tôn cũng có, nhưng là có thể theo năm đại tinh thần vương tộc bên kia cầm, hiển nhiên thoải mái hơn. Lý Thiên Mệnh chờ đợi thời điểm, đại lượng ngân trần bò lên đi ra, ở trên người hắn ghé qua, dần dần đem hắn bao trùm thành một cái kim loại người, chàng diện kia cũng cực kỳ dọa người. Người gấp cọng lông a, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ha ha, ha ha. Mắt thấy thì có kim loại khoáng mạch, quá lâu không có mở rộng thân thể số lượng ngân trần, đã khó có thể khống chế tính mạng của nó bản năng. Phải biết ở trong giấc mộng thời điểm, nó cũng là ngao du tinh không, điên cuồng ăn uống. Đại khái nửa canh giờ, Cung Hùng trở về, hắn biểu lộ có chút khó chịu, nói, Huyền Loan tinh vương cái này trang bức phạm, biết rõ ta là vì ngươi làm việc, cũng biết rõ là ngươi muốn mỏ quặng, còn cùng lão tử trang bức đâu, thắng muốn ngươi tự mình đi qua. Nói muốn gặp lấy Tử Tiêu đế lệnh mới được. Không sao, hắn muốn đi theo quy trình, vậy liền đi chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Huyền Loan Tinh Vương cũng là Kim Loan Vương tộc tộc hoàng phía dưới ngũ đại Tinh Vương một trong, tọa chấn Huyền Loan Điện, phụ trách Tử Tiêu đế cung cương vực bên trong mỏ quặng khai thác cùng chủ tính chung. Lý Thiên Mệnh muốn mỏ quặng, Cung Hùng đi câu thông, việc này kỳ thật rất đơn giản, hắn Tinh Vương thân phận cùng Tử Tiêu đế lệnh đều là thỏa thỏa. Vì cái gì Huyền Loan Tinh Vương còn muốn hắn tự mình đi? Đơn giản cũng là ở trước mặt biểu thị một chút chính mình bất mãn thôi. Dù sao Lý Thiên Mệnh không có lộ diện, trực tiếp muốn năm đầu mỏ quặng, hắn có thể không thoải mái. Loại này, quá trình, nhất định phải đi, Lý Thiên Mệnh thì cùng Cung Hùng cùng một chỗ, hướng về Huyền Loan Điện, vị trí mà đi. Không lâu sau đó, bọn họ đã đến một tòa toàn thân đen nhánh kim loại đại điện, cái kia cung điện cao thượng cùng cẩn trọng, cực kỳ uy nghiêm. Tạo hình giống như là một cái thiết chùy, tràn đầy cương mãnh đánh vào thị giác lực. Hắn cùng Cung Hùng cùng một chỗ, rơi vào Huyền Loan Điện trước kim loại đen trên quảng trường. Ông, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến Huyền Loan Điện trước, chỉnh tề sắp hàng hai nhóm người, bọn họ hiện lên, tám, hình chữ hình dáng đứng ở trên bậc thang, từng cái đều là khôi ngô cao lớn Kim Loan Vương tộc, mỗi một cái đều cùng Cung Hùng không sai biệt lắm. Kim Loan Vương tộc lớn nhất rõ rệt đặc thù. Cũng là bọn họ nắm giữ một đầu thô to kim loại cánh tay, cái này một cánh tay buông ra có thể đến đầu gối trở xuống, tay cầm rất lớn, cho dù là ngón út, trên cơ bản đều có 15cm dài như thế. Đương nhiên, bọn họ cánh tay này cũng không phải là vàng dòng thuộc, mà chính là cùng Lý Thiên Mệnh hắc ám tí tương tự, thiên phú dị bẩm, tại tu hành quá trình bên trong, bọn họ sẽ hấp thu kim loại nguyên tố thần tai đến đoán tạo cái này đôi cánh tay, đoán luyện đến tối đỉnh cấp thời điểm, cái này đôi cánh tay kiên cường trình độ. Có thể cùng đỉnh phong trật tự thần binh so sánh. Nghe Ngân Trần nói, Kim Loan Vương tộc nói khoác, bọn họ tộc hoàng hai tay kiên cường trình độ, có thể so với bát giai trật tự thần binh.
đứng tại Lý Thiên Mệnh góc độ phía trên, ngẩng đầu nhìn này một đám hiện lên, 8, chữ chiến lực 2 hàng người, hắn xác thực có thể cảm nhận được loại này truyền thừa mấy triệu năm đỉnh cấp thị tộc áp lực, những người này mỗi người quyền đầu cầm bốc lên đến, thật so Lý Thiên Mệnh đầu còn lớn hơn một vòng. Rất mạnh, rất cứng. Mấu chốt là bọn họ chính là muốn cho Lý Thiên Mệnh hạ mã uy, cho nên không chỉ là ánh mắt, còn có khí chàng, đều tại trấn áp hắn. Mỗi người đều khoanh tay, quyền đầu giao nhau ở trước ngực, thì cùng nắm bắt hai cái thiết chủy giống như, lạnh lùng nhìn lấy hắn, dù là không nói một lời, đều giống như ngọn núi trấn áp ở trên đỉnh đầu hắn. Tại, 8, chữ nhếch lên một nải ngay phía trên vị trí trung tâm, đứng đấy một cái cùng cung hùng một dạng đầu chọc nam nhân, hắn ở trần, hiển lộ ra kinh khủng bắp thịt, cả người đều cùng hoàng kim đúc thành giống như, một đôi cự thủ tràn đầy đánh vào thị giác lực, hắn đứng tại chỗ cao nhất. Nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, loại này lạnh lùng quả thật có thể hù sợ cơ hồ chỗ có người tuổi trẻ. Nhưng là, dọa không được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh rơi trên mặt đất về sau, hai mắt cùng cái này, Huyền Loan Tinh Vương, đối mặt, cùng là Tinh Vương, thân phận của hắn cũng không thấp. Đối phương rõ ràng là muốn cho hạ mã uy, cho Lý Thiên Mệnh nhất định cảnh cáo, đừng đến bọn họ cái này lấy chỗ tốt. Thế mà Lý Thiên Mệnh cũng không phải ăn chay. Lão tử có đế tôn chỗ dựa. Ta sợ ngươi cái dám hạ mã uy. Trong lòng nhớ tới câu nói này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra chân thực sự lên bậc thang, hướng thẳng đến cái kia Huyền Loan Tinh Vương mà đi, hắn ba chân bốn cẳng, trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới khoảng cách không đến Huyền Loan Tinh Vương không đến nửa mét địa phương, đứng tại cùng một cấp trên bậc thang, khẽ ngẩng đầu nhìn lấy cái này cự thú một dạng nam nhân, cơ hồ cùng hắn, đính nghiêu. Ha ha! Huyền Loan Tinh Vương cất tiếng cười to. Tiếng cười kia chấn động đến Lý Thiên Mệnh màng nhĩ đều nhanh băng liệt, may ra Lý Thiên Mệnh có thanh linh tháp, có chút đau, nhưng là cơ bản không ngại. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Cười thời điểm, hắn lấy ra Tử Tiêu Đế lệnh, trực tiếp thò tới Huyền Loan Tinh Vương trên mặt, đối phương còn chưa mở miệng, hắn thì thiên phát chế nhân, trực tiếp mở miệng nói, đế tôn ban cho ta Tử Tiêu Đế lệnh, tuyên bố ta có thể vận dụng đế cung hết thảy tu hành tư nguyên, Huyền Loan Tinh Vương đây là muốn ngỗ nghịch đế tôn ý tứ sao? Lý Thiên Mệnh cũng không là một người đến, bên cạnh hắn theo hơn 70 cái truy tinh tổ thủ hộ giả, những người này lo lắng Huyền Loan Tinh Vương làm loạn, lúc này thời điểm toàn bộ đứng tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, thậm chí có mấy cái đem Huyền Loan Tinh Vương vây, vạn nhất nếu là hắn dám loạn động, truy tinh tổ tuyệt đối đệ nhất thời gian động đến hắn. Này này, Thiên Mệnh Tinh Vương cũng không muốn cho ta đập loại mũ này được không? Ta cũng không dám ngỗ nghịch đế tôn ý tứ, ta chỉ là muốn nói, cái gì thời điểm kim loại khoáng mạch. Cũng coi như tài nguyên tu luyện rồi. Huyền Loan Tinh Vương nhún nhún vai, một mặt không quan trọng mà nói. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, hắn sau đó phải chính là toàn bộ Tử Tiêu Đế cung kim loại khoáng mạch, đây hết thảy đều từ Kim Loan Vương tộc chấp trưởng, như vậy hắn nhất định phải ngăn chặn trước mắt người này, lần thứ nhất khách khí với hắn, về sau cũng đừng nghĩ kim loại khoáng mạch, chỉ muốn bắt lại năm đầu, về sau thì thuận tiện. Ai nói kim loại khoáng mạch không phải tài nguyên tu luyện? Chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, đều là tư nguyên. Lý Thiên Mệnh đem Tử Tiêu Đế lệnh đè vào Huyền Loan Tinh Vương trên mặt, Huyền Loan Tinh Vương thân thủ đẩy ra, hắn còn lần nữa rời trở về, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái này nam tử khôi ngô, tiếp tục nói, năm đầu kim loại thần khoáng, mời Huyền Loan Tinh Vương an bài. Đương nhiên việc ngươi cần không nhiều, rút đi đóng giữ người là được rồi, giao cho ta toàn quyền phụ trách. Huyền Loan Tinh Vương không nghĩ tới tiểu bối này võ dũng thành dạng này. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh đến Tử Tiêu Đế cung liền đã xác định phong cách, hắn chính là muốn cường thế, bá khí, ai chống đối đường hắn thì làm người nào. Nếu như Huyền Loan Tinh Vương có dị nghị, hiện tại thì cùng ta đi gặp Đế Tôn. Nói thật, loại chuyện nhỏ nhặt này, bản thân là không muốn đánh nhiễu Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh lung lay nhoáng một cái Tử Tiêu Đế lệnh, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Huyền Loan Tinh Vương muốn dựa vào cường giả khí thế cho Lý Thiên Mệnh một hạ mã uy, để hắn thu liễm một chút, nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh nói mỗi một câu, đều bị đầu hắn đau. Đế tôn. Mỗi một câu đều dùng đế tôn đến chân áp hắn. Cái này cũng nói rõ tiểu bối này thông minh, dù sao ngay tại vừa mới, thế nhưng là tinh vũ đế tôn tự mình cho hắn phong vương. Trước mặt mọi người cho Tử Tiêu Đế lệnh. Tại Tử Tiêu Đế cung, Tử Tiêu Đế lệnh cũng là đế tôn đích thân tới. Tinh vương phía dưới vậy cũng là phải quỳ lạy, bên cạnh hắn những cái kia kim loan vương tộc đều đã tính toán phạm cấm. Quy củ cũng là quy củ, Lý Thiên Mệnh thật muốn truy cứu tới, ngoại trừ Huyền Loan Tinh Vương bên ngoài,
còn lại Kim Loan vương tộc đều muốn bị phạt. Cái này đỉnh ở trước mắt Tử Tiêu đế lệnh, để Huyền Loan tinh vương sọ não đau hỏng. Lý Thiên Mệnh hiện tại là danh tiếng lớn nhất kình thời khắc. Loại thời điểm này, cho là hắn tuổi nhỏ liền muốn dựa vào cậy già lên mặt hù sợ hắn, thực sự có chút ngây thơ. Đánh bại Diệp Thần về sau, tối thiểu có mấy tháng, tên của hắn đều sẽ nóng hổi. Cái này kỳ thật cũng là Lý Thiên Mệnh muốn trước cùng Diệp Thần nhất chiến, lại đến Tử Tiêu đế cung muốn bảo bối nguyên nhân. Như không có Quan Tinh đài chi chiến, hắn hiện tại đứng tại cái này Huyền Loan tinh vương trước mặt, làm sao đòi hỏi kim loại khoáng mạch. Tử Tiêu đế cung nội bộ rắc rối phức tạp, muốn lên như diều gặp gió, khẳng định còn phải nhân cơ hội. Tinh Vũ đế tôn, cũng là hắn thế. Tự thân thiên phú và chắc tuyệt chiến tích, cũng là hắn thế. Chỉ cần hai cái này, thế tại, hắn liền đem thế bất khả kháng. Tại Tử Tiêu đế lệnh trước mặt, Huyền Loan tinh vương đối xử lạnh nhạt trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Ta hiếu kỳ chính là, chỉ một mình ngươi một người, cầm lớn như vậy kim loại khoáng mạch, ngươi có thể làm cái gì? Mặt khác, ta rút khỏi nhân mã, ngươi muốn là thủ không được, dẫn đến Tử Tiêu đế cung thần khoáng sói mòn, ngươi nói thế nào? Huyền Loan tinh vương trầm giọng nói. Muốn xảy ra vấn đề, ngươi tìm đế tôn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng lóe sáng. Tốt! Huyền Loan tinh vương cắn răng. Có hắn đáp lại, việc này thì thỏa. Đa tạ Huyền Loan tinh vương phối hợp, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Thiên Mệnh cười nói. Năm đầu đại hình mỏ quặng, đầy đủ ngân trần ăn một thời gian thật dài. Các loại đã ăn xong, hắn khẳng định sẽ lại đến. Sau này còn gặp lại. Huyền Loan tinh vương run run một chút. Trên mặt hắc tuyến lại lần nữa xuất hiện. Nhìn lại, Lý Thiên Mệnh cùng Cung Hùng, còn có những cái kia bảo hộ hắn truy tinh tạo thành viên, đều đã đi. Sau này còn gặp lại là có ý gì? Hắn còn muốn tới à? Huyền Loan tinh vương hỏi người bên cạnh. Mọi người cúi đầu xuống, một cái so một cái biệt khuất. Quả thực là nói không ra lời. Muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn tu luyện ăn sắt, thật sự là cứt chó. Buồn bực nhất chính là, hắn còn không cách nào nghi vấn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đánh bại Diệp Thần trận chiến kia, hắn là hiện trường quan chiến. Loại kia thần uy, cái nào Tử Tiêu đế cung người có thể cự tuyệt. Liền hắn đều sướng rồi. Tinh vương, thiếu niên này tiền đồ tuyệt đối dọa người, có thể mấu chốt là hắn là từ cung thị nhất tộc mang vào, đương nhiệm đế tôn đối với hắn tốt như vậy, đơn giản thì là muốn cho hắn làm đời tiếp theo đế tôn, bảo hộ cung thị nhất tộc. Đây đối với chúng ta năm đại tinh thần vương tộc đều rất bất lợi a. Thần Diệu hoàng tộc bên kia tuy nhiên có Diệp Thần uy hiếp, có thể cái này Lý Thiên Mệnh tại chúng ta bên này, nói không chừng uy hiếp lớn hơn. Bên cạnh có một vị Kim Loan vương tộc nói. Cần ngươi nói, người nào không hiểu. Huyền Loan tinh vương nhìn hằm hằm hắn liếc một chút. Vậy làm sao bây giờ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, muốn là cái này Lâm Phong cùng Diệp Thần, đều cùng chết tốt nhất. Có người nói, hắn gọi Lý Thiên Mệnh, quản hắn kêu cái gì, đều đi, chết sạch sẽ, đánh rắm không có, cái kế tiếp đế tôn nói không chừng cũng là Tử Tiêu vương tộc, Mộ Tử Yên. Đế tôn sinh ra tự năm đại tinh thần vương tộc, đó mới gọi Tử Tiêu đế cung. Vài ngày sau, Vạn Lý Tinh thành phía đông, Tử Tinh Diệu Sơn. Tử Tinh Diệu Sơn trung bộ, có một tòa thuộc về Tử Tiêu đế cung chứ danh mỏ quặng, tên là Tử Tinh mỏ quặng. Nơi này sản xuất tử tinh thiết, là một loại tam giai kim loại thiên địa thần khoáng, số lượng dự trữ tương đương phong phú, tối thiểu có thể khai thác hơn ngàn năm. Kim Loan vương tộc có thể đem tử tinh thiết đoán tạo thành tam giai trật tự thần binh, bán cho rất nhiều phụ thuộc tông môn, đổi lấy rất lớn một khoản tiền tài. Bất quá từ hôm nay trở đi, nó thuộc về Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh đem Ngân Trần bỏ vào hắn đạt được năm đầu kim loại khoáng mạch bên trong. Cái này tử tinh mỏ quặng đã là đầu thứ 5. Hắn mang tới 4 triệu ngân trần, phân 2 triệu tiến vào cái này năm đầu mỏ quặng. Ngay cả như vậy, muốn đem những thứ này kim loại thần khoáng ăn sạch, còn phải một đoạn thời gian. Đứng tại Tử Tinh Diệu Sơn, trên đỉnh núi nhìn xuống, Lý Thiên Mệnh tâm tình 10 phần sảng khoái. Sơ bộ tính toán, cái này năm đầu kim loại khoáng mạch làm cho ngân trần số lượng gia tăng 6 triệu, tăng thêm ta ban đầu 4 triệu, tổng thể số lượng có thể đến tới 10 triệu. Đến lúc đó phân ra 5 triệu đi xâm lấn toàn bộ Tử Diệu Tinh, còn lại 5 triệu mang lên trên thân chiến đấu. Quả thực không nên quá thoải mái. Mấu chốt là, đây cũng không phải là điểm cuối.
Tử Tiêu Đế cung kim loại khoáng mạch không chỉ như vậy nhiều. Trên lý luận nói, nửa cái Tử Diệu tinh kim loại khoáng mạch, cuối cùng đều có thể là ngân trần vật trong bàn tay. Thoải mái a. Vô số ngân trần tại cộng sinh không gian bên trong cuồng hoan. Nhóm trùng bạo động, đều nhịp. Tiên Tiên nhìn lấy đám côn trùng này, cảm thấy rất nhàm chán. Dù sao đối ăn thịt gia hỏa tới nói, ăn sắt quả thực có bệnh. Bất kể nói thế nào, ngân trần là mừng như điên. Đây là Lý Thiên Mệnh thiết thiết thực thực, thu hoạch được cái thứ nhất chỗ tốt. Thiên Mệnh, lão Ô Quy nói người muốn thần tai kiếm khí tìm được, bây giờ đi về. Cung Hùng hỏi. Được rồi. Thứ hai bút thu hoạch, lập tức tới ngay. Trước mắt Lý Thiên Mệnh học xong Cửu Long Thiên Kiếp kiếm 6 kiếm, mà thần tai kiếm khí mới dung hợp 5 đạo, còn lại Ma Long, kiếm huyết phủ sinh không có dung hợp. Một khi dung hợp, hắn, Lục Long Thiên Kiếp kiếm, uy lực, mới có thể đến đỉnh phong. Kim loại khoáng mạch sự tình, giao cho Ngân Trần chính mình là được rồi. Chỉ nếu không có ai quấy rầy, có ăn, nó liền có thể vô hạn sinh sôi. Trước mắt còn không biết, trước mắt cảnh giới ngân trần, nó phân liệt cực hạn ở nơi nào. Dựa theo đạo lý, nó tại trật tự chi địa thân thể bởi vì khoảng cách cực hạn mà ngủ đông, như vậy nó hẳn là cũng sẽ có bởi vì tự thân cảnh giới hạn chế, hình thành số lượng cực hạn. Đương nhiên đây chỉ là Lý Thiên Mệnh suy đoán. Trước kia kim loại thần khoáng căn bản không đủ. Hiện tại đủ rồi, mới có thể khảo nghiệm đi ra. Thần Quy lão tổ bên này. Vũ trụ thần nguyên còn không cho ta muốn toàn, thần tai kiếm khí ngược lại là trước cho ta làm xong. Mà lại thần quy lão tổ còn nói, lần này cần cho Lý Thiên Mệnh một kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ cái ngạc nhiên này, thì vội vàng trở về. Thần quy lão tổ vẫn luôn tại Tử Tiêu Đế cung lăn lộn, vẫn là đế tôn thiếp thân lão bộc, bài của hắn mặt so Cung Hùng lớn hơn. Từ hắn ra mặt, không cần Tử Tiêu Đế lệnh, rất nhiều người đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Trở lại, Tử Chân Tinh Thành, về sau, thần quy lão tổ sớm sẽ ở cửa chờ đợi. Thiên Mệnh, đi, ta dẫn người đi, Tử Tiêu Kiếm Hải. Thần quy lão tổ cười hì hì ngoắc nói. Mời. Có thần quy lão tổ mang theo, Cung Hùng liền đi về trước. Lý Thiên Mệnh cùng thần quy lão tổ cùng một chỗ, đang đuổi ngôi sao tổ trong bóng tối hộ vệ dưới, hướng về Tử Tiêu Kiếm Hải, mà đi. Tử Tiêu Kiếm Hải ở vào Vạn Lý Tinh Thành phía Bắc. Nó là Tử Tiêu Đế cung nguyên tố thần tai căn cứ, chính là cùng loại kiếm long hải ngục tồn tại. So sánh thập bát trọng tháp hình dáng kiếm long hải ngục, Tử Tiêu Kiếm Hải diện tích phải lớn hơn 10 lần, giống như là một cái siêu đại hình kiếm khí trì. Bên trong nguyên tố thần tai, hội tụ thành một mảnh chân thực hải dương. Đối rất nhiều người mà nói, đây tuyệt đối là cấm địa. Đại đa số người chỉ có thể ở vòng ngoài tu hành. Cung thị nhất tộc từ xưa đến nay. Thì trưởng quản lấy Tử Tiêu Đế cung nguyên tố thần tai, cho nên ở chỗ này ngươi muốn thần tai kiếm khí, đó là không hề có một chút vấn đề. Ta vừa cùng, cung túc tinh vương, hàn huyên một chút, hắn đề nghị đi một chỗ rất kích thích, địa phương. Thần quy lão tổ cười xấu xa nói. Cung túc tinh vương, cũng là cung thị nhất tộc duy nhất tinh vương, cũng là cung thị nhất tộc hiện tại gia chủ. Trên thực tế, cung thị nhất tộc có mấy cái có thể phong tinh vương cường giả. Nhưng dù sao không phải năm đại tinh thần vương tộc, tinh vương danh ngạch chỉ có một cái. Cung túc tinh vương còn có một cái thân phận, hắn là tinh vũ đế tôn đệ đệ. Địa phương nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Thần quy lão tổ cười hắc hắc nói, cam đoan chua thoải mái. Cái này nghe được Lý Thiên Mệnh toàn thân siết chặt. Hắn muốn chỉ là một loại thích hợp ma long một kiếm kiếm huyết phù sinh cấp 7 thần tai kiếm khí mà thôi. Bọn họ tại chính mình chuẩn bị cái gì? Tất cả tu hành tư nguyên bên trong, bởi vì chỉ có Tử Tiêu Kiếm Hải, từ cung thị nhất tộc chấp trưởng, cho nên Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện cầm. Vù vù. Bọn họ vượt qua Vạn Lý Tinh Thành, bay lên mây xanh, xuyên qua vân vụ, từ thần quy lão tổ tự mình mở ra tốt mấy trọng thủ hộ kết giới, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Ông! Một cái thần tài tạo thành siêu cấp hải dương, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt còn tưởng rằng thần quy lão tổ, thật đem chính mình dẫn tới bờ biển nữa nha. Trước mắt cái kia đủ mọi màu sắc hải dương, mới nhìn phía dưới rất đẹp, nhìn kỹ phía dưới kỳ thật cũng là cuồng bạo hóa hằng tinh nguyên. Bọn họ xôi trào, đập vào, gào thét, rơi vào trong đó lời nói, thì cùng rơi vào tụ biến kết giới phía dưới không sai biệt lắm. Nguyên tố thần tai, vốn là thuần túy hằng tinh nguyên biến chủng. Rầm rầm rầm.
Cái này từ Tiêu Kiếm Hải, lại có chút giống như là biển dung nham. Gió hỏa thủy thổ, lôi đình, hàn băng chờ một chút nguyên tố, hội tụ thành bạo động hải dương, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Từng lớp phóng lên tận trời bọt nước, đều bao hàm đủ loại loại hình nguyên tố thần tai. So sánh tới nói, Kiếm Long Hải ngục tầng 18 diện tích cùng nhau, chỉ sợ vẫn chưa tới Tử Tiêu Kiếm Hải 10%. Đây chính là tông môn nội tình. Tử Tiêu Đế Cung đem cương vực bên trong đản sinh tất cả nguyên tố thần tai, đều cho thu thập được Tử Tiêu Kiếm Hải tới. Hướng cái này tới. Thần Quy Lão Tổ ở phía trước mở đường, mang theo hắn tại Tử Tiêu Kiếm Hải trên không chạy như bay. Không lâu sau đó, bọn họ đại khái đi tới vùng đất Trung ương. Nơi này là nguyên tố thần tai lớn nhất mãnh liệt, lớn nhất bạo động địa phương. Phía dưới phiên giang đảo hải, khí lãng ngập trời, xa ở chân trời Lý Thiên Mệnh vẫn là cảm giác khó chịu. Thì tại cái này mặt, Thần Quy Lão Tổ nháy mắt mấy cái, nói, đi xuống đi. Người cả thần bí như vậy, sẽ không phải là bát giai thần tai kiếm khí A. Lý Thiên Mệnh tê cả ra đầu. Đi xem một chút liền biết. Thần Quy Lão Tổ cười hắc hắc, phàm là hắn dạng này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác hắn muốn hố chính mình. Hắn meo, liền xem như bát giai thần tai kiếm khí, lão tử cũng không sợ. Nói như thế, đã từng cấp 7 thần tai kiếm khí đều để hắn chết đi sống lại, bát giai lại càng không cần phải nói. Tại bất luận cái gì hàng tinh nguyên thế giới, bát giai đã tiếp cận không giới hạn. Theo cấp 7 đến bát giai thuế biến là phi thường lớn. Nói một cách khác, liền xem như Tử Tiêu Đế Cung loại này thế lực bá chủ, nó bát giai nguyên tố thần tai tồn lượng, đoán chừng cũng liền cùng vũ trụ thần nguyên không sai biệt lắm. Tại không có cửu giai thần tai kiếm khí tình huống dưới, bát giai cũng là tử diệu tinh kiếm khí chi vương. Lý Thiên Mệnh biết được Thần Quy Lão Tổ bọn hắn sẽ không hại chính mình, liền rất yên tâm hướng xuống. Hắn có cấp 7 thần tai kiếm khí hộ thể, huyết nhục sức chống cự rất mạnh, lại có thanh linh tháp bảo hộ. Làm hắn chìm vào mảnh này Tử Tiêu Kiếm Hải thời điểm, sơ kỳ khẳng định không có vấn đề. Ung ục. Đón thần tai phong bạo, hắn cùng Thần Quy Lão Tổ cùng một chỗ chìm xuống. Sâu như vậy, Lý Thiên Mệnh sắc mặt càng ngày càng hoảng. Vừa tới một nửa đâu, gấp cọng lông, người sẽ không phải sợ đi. Thần Quy Lão Tổ cười hắc hắc nói. Đừng nhìn lão gia hỏa này thân thể đơn bạc, trên thực tế cái kia vỏ khô da có thể cứng ngắc lấy đâu, thì cùng vỏ rùa giống như. Đều phía dưới đến như vậy sâu, chung quanh khắp nơi đều là cấp 6 nguyên tố thần tai, hắn một chút việc đều không có. Càng là hướng xuống, nguyên tố thần tai cấp bậc càng cao, lực sát thương càng mạnh. Nguyên tố thần tai trên thân đều có hoàn chỉnh, trật tự thần văn, dù là chỉ là một cái quả cầu sét, chính diện đụng vào, vậy cũng phải toàn thân cháy đen. Nhanh đến, nó là Tử Tiêu Kiếm Hải thần tai chi vương. Vương, phàm là thành chí tôn, vậy tuyệt đối không đơn giản. Theo câu nói này có thể nghe ra, cái này thần tai kiếm khí cũng là bát giai. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nhức đầu là, chính mình có thể tiếp nhận a. Thần Quy Lão Tổ tiếp tục lôi kéo hắn chìm xuống dưới. Tại chung quanh nơi này đã có rất nhiều cấp 7 thần tai kiếm khí, trong đó có thích hợp kiếm huyết phù sinh. Rầm rầm rầm, đây là Tử Tiêu Kiếm Hải đáy biển. Đến, chỉ thấy Thần Quy Lão Tổ di động đến phía trước, hai tay hội tụ bàng bạc tinh luân nguyên lực. Đưa tay gẩy một cái, nhất thời xung quanh nguyên tố thần tai bị tách ra. Cái kia tĩnh mịch bên trong đáy biển, một cái quái vật khổng lồ liền dạng này xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đây là... Lý Thiên Mệnh ngây dại. Một cái cây. Không sai, xuất hiện ở trước mặt hắn nguyên tố thần tai, rất như là một cái cây. Cái này Tử Tiêu Kiếm Hải phía trên tất cả nguyên tố thần tai đều là động thái, chỉ có nó là trạng thái tĩnh, không nhúc nhích. Xác thực nói. Nó giống như là một cái cây hình dáng, tượng băng. Cấu thành nó tất cả bộ phận, đều là màu đen gai băng. Mỗi một cây gai băng, đều là trường kiếm hình dáng. Nói cách khác, đây là một gốc từ, màu đen băng kiếm, tạo thành cây. Nó thân cây là đại băng kiếm, nhánh cây là tiểu băng kiếm, liền lá cây đều là màu đen hàn băng chủy thủ. Nếu như không phải Thần Quy Lão Tổ có làm nền, Lý Thiên Mệnh sẽ còn coi là, nó cũng chỉ là một cái cây hình dáng kiếm hình tượng băng. Thế mà, nơi này là Tử Tiêu Kiếm Hải đáy biển, nếu quả như thật là tượng băng, nó sớm đã bị hòa tan. Đây là nguyên tố thần tai, vẫn là thần tai kiếm khí. Lý Thiên Mệnh khó có thể tin hỏi. Đúng, nó tên gọi, băng phong lưu ly thụ, nó thì là một loại ngưng tụ làm trạng thái cố định,
vô cùng cương mãnh bát giai thần tai kiếm khí, Tử Tiêu kiếm hải thần tai chi vương. Thần Quy lão tổ tán thán nói. Cái này cùng Lý Thiên Mệnh thấy qua tất cả thần tai kiếm khí cũng khác nhau, cho nên hắn có chút lộn xộn. Đến mức nó uy lực như thế nào, người chỉ cần cầm xuống nó một mảnh nhỏ lá cây, thử một chút dung hợp liền biết. Thần Quy lão tổ cười nói. Hiểu rõ quá nhiều còn không bằng tự mình nếm thử. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, rời xuống động. Hắn phát hiện mặc kệ hắn nhiều tới gần nơi này, băng phong lưu ly thụ, đều không cảm giác được nó cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên, nó tất cả lực lượng đều đã đóng băng, làm Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này, cây hình dáng tượng băng, bên cạnh thời điểm, có thể thấy rõ ràng, nó nội bộ cái kia bát giai trật tự thần văn tựa như là lá cây gân lá cùng nhánh cây, thân cây căn quản một dạng, trải rộng cả khỏa cây. Lấy xuống một chiếc lá. Lý Thiên Mệnh hé mắt, hắn để mắt tới một mảnh lá cây. Kia cây diệp tựa như là một thanh màu đen hàn băng tiểu chủy thủ, hắn phía trên lưu quang giật thải. Hắn thân thủ nắm cái này, lá cây. Xúc cảm cùng phổ thông băng khối không sai biệt lắm. Cổ quái là, băng lãnh tầng tiếp theo lại có một loại cảm giác bỏng. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được là đông lạnh, thế nhưng là ngón tay của hắn cũng đã cháy đen, giống như là bị đốt cháy khét giống như. Đinh! Hắn một chút dùng lực, đem cái kia, lá cây, vặn nát. Một mảnh hàn băng lá cây, rơi trên bàn tay. Lý Thiên Mệnh còn không có kịp phản ứng, cái kia lá cây thì dung hóa thành trạng thái dịch, về sau như vô số kim nhọn một dạng, trong nháy mắt xé rách huyết nhục của hắn, chui vào bàn tay của hắn. A! À, Lý Thiên Mệnh nhất thời trừng to mắt, thình lình hét thảm một tiếng. Hắn là dùng tay phải cầm xuống cái này lá cây, lúc này dùng bàn tay làm điểm xuất phát, hắn cả cánh tay cấp tốc cháy đen, thậm chí bắt đầu đóng băng. Thần tai uy lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng mở rộng, chỉ là một chiếc lá, mang tới đau đớn có thể so với cái kia phần long luyện ngục kiếm khí. Lý Thiên Mệnh khom người, tiếp tục hơn nửa ngày, mới rốt cục thong thả lại sức. Hắn giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí đến sau cùng, hắn cũng không hoàn toàn đem cái kia một mảnh, kiếm hình lá cây, tan vào thân thể. Ta đi! Hắn ngốc trệ quay đầu, thấy được Thần Quy lão tổ nén cười. Như thế nào? Sướng hay không, không có hố người đi, hắn nói. Vẫn còn. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái. Hắn mới không muốn nhận sợ, hắn tiếp tục xem cái này, băng phong lưu ly thụ, nói, đừng nhìn nó là cây dáng vẻ, kỳ thật nội bộ đều là kiếm khí, phụ thuộc tính đã nói, cũng khuynh hướng hắc ám, âm lãnh, bề ngoài là băng, kỳ thật có được ngược lại là hắc ám đốt cháy lực lượng, xác thực rất thích hợp ta, nhưng là bát giai thần tai kiếm khí, ta chỉ sợ không giải quyết được. Vấn đề là, nó là trạng thái cố định, người có thể từ từ sẽ đến, một chiếc lá, một cái nhánh cây, thẳng đến đưa nó triệt để dung hội tiến thân thể, một khi nắm giữ bát giai thần tai kiếm khí kiếm thể, vậy ngươi thì mãnh liệt. Thần Quy lão tổ nói, cái này đều được. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Trước kia đụng phải, thí dụ như phần long luyện ngục kiếm khí, cái kia chính là một đầu nộ hống hỏa long. Chỗ nào có thể từng chút ăn hết nó. Cho nên nói nha. Nó thích hợp ngươi, đây là cung túc tinh vương chuyên môn để lại cho ngươi. Muốn không? Đương nhiên muốn, thay ta cảm tạ hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chính mình đi. Được rồi. Muốn đem cái này to lớn, băng phong lưu ly thụ, toàn bộ hòa tan vào thân thể toàn thân giới tử, cái kia chỉ sợ đến một đoạn thời gian. Bất quá, Lý Thiên Mệnh hiện tại có nhiều thời gian. Tử Chân Tinh Thành. Lý Thiên Mệnh đám người bọn họ, triệt để an định xuống tới. Tại cái này Tử Chân Tinh Thành, thời gian 10 phần yên ổn. Bởi vì Lý Thiên Mệnh thân phận tại cái này, tự nhiên cũng sẽ không có người đến trêu chọc bọn hắn. Vũ trụ thần nguyên bên kia, Thần Quy lão tổ còn đang tìm đủ, băng phong lưu ly thụ bên này Lý Thiên Mệnh thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi qua một chuyến. Ngân trần kim loại khoáng mạch thì càng không cần phải nói, nó có thể tự động giải quyết. Kế tiếp còn có một dạng mấu chốt nhất. Cái kia chính là thiên hồn truyền thừa. Tử Tiêu đế cùng mấy triệu năm lịch sử, từng sinh ra hơn ngàn đế tôn. Quyên tặng, đến Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 9 50 vị, chỉ chiếm theo trong đó một phần rất nhỏ, hơn nữa còn không tính ưu chất nhất. Đối Thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu đế cùng tới nói, hơn ngàn, đế tôn thiên hồn, là hai đại tông môn đệ nhất cấp bậc căn cơ, là tông môn nội tình biểu tượng. Đây cũng là hai đại siêu cấp thế lực đệ tử, có thể cùng thế lực khác kéo ra chênh lệch căn bản. Tử Tiêu đế cung tại hiện thực thế giới đế tôn thiên hồn,
khẳng định phải so Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 9 tốt hơn nhiều. Nếu là có thể tại cái này tu hành, tự nhiên không cần đến đi Tử Diệu tinh thần tháp. Tử Tiêu đế cung bên trong cất giữ, đế tôn thiên hồn, địa phương, gọi là đế tôn khư. Đó là toàn tông môn nhất đẳng địa phương trọng yếu, tại trùng điệp thủ hộ kết giới bảo hộ phía dưới. Đồng thời, đó cũng là thần thánh chi địa, không phải người bình thường có thể vào địa phương. Coi như có thể vào, cũng không thể lỗ mãng, khinh nhờn tổ tiên. Trên cơ bản, đế tôn khư đều xem như nửa cái tổ lăng. Đế tôn khư bây giờ vị trí, tại năm đại tinh thần trong vương tộc xếp hàng thứ nhất, Tử Tiêu vương tộc tộc địa khu vực trung tâm. Tử Tiêu vương tộc là thứ nhất tinh thần vương tộc, Tử Tiêu đế cung chính là do bọn họ đi đầu sáng tạo. Bọn họ phồn vinh nhất thời điểm, một lần đơn tộc có thể so với thần diệu tộc. Trước mắt Tử Tiêu đế cung trong lịch sử đế tôn số lượng, Tử Tiêu vương tộc cũng là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất, lại viễn siêu người thứ hai. Từ xưa đến nay, Tử Tiêu vương tộc đều phụ trách trưởng quản, thủ hộ thiên hồn truyền thừa. Đế tôn khư, bị Tử Tiêu vương tộc đem khống, lại vị trí tại Tử Tiêu vương tộc nội địa, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Theo Tử Tiêu đế cung trước mắt bố cục phía trên nhìn, Tử Tiêu vương tộc là lớn nhất tư bản, khiêu chiến, tinh vũ đế tôn thị tộc. Bọn họ nội tình quá thâm hậu. Đem khống lấy thiên hồn truyền thừa, mang ý nghĩa bọn họ đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, ta làm tinh vương, lại còn nắm giữ Tử Tiêu đế lệnh, tùy thời đều có thể đi đế tôn khư tu hành. Nhưng, về sau thời gian dài muốn tại Tử Tiêu đế cung cắm rễ, mặc kệ là Dạ Lăng Phong vẫn là Lý Khinh Ngữ, bọn họ đều cần đế tôn thiên hồn, đến cung cấp vững bước, hiệu suất cao tăng trưởng cơ hội. Nhất là Dạ Lăng Phong. Lần trước dùng đan quật phế đan tu hành, bước chân kéo tới quá lớn, dẫn đến tu vi không quá vững chắc. Hắn hiện tại cần một số đỉnh phong tiền bối, có thể cho hắn chỉ dẫn đường sáng, để hắn lắng đọng xuống. Lý Khinh Ngữ muốn phát huy cửu kiếp thiên phú, cũng cần đế tôn thiên hồn. Nàng đi trật tự chi địa, đế tôn thiên hồn thì không từng đứt đoạn. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu tuy nhiên không quá cần, nhưng thiên hồn truyền thừa loại vật này, ai sẽ ngại nhiều đâu. Lý Thiên Mệnh nghĩ là, để bốn người bọn họ, cùng nhau cầm tới, đế tôn khư tu hành tư cách. Lấy thiên phú của bọn hắn, bản thân cái này không khó. Nhất là Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, bọn họ tại huyễn thiên chi cảnh, đều có chắc tuyệt biểu hiện. Bất quá, hắn dự cảm không dễ dàng như vậy. Làm hắn để cung hùng đi đế tôn khư hỏi thăm Tử Tiêu vương tộc liên quan tới Dạ Lăng Phong bọn người, đi vào tu hành khả năng thời điểm, lấy được đáp án, quả nhiên là cự tuyệt. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lần này tự mình tiến về đế tôn khư. Hắn không thể sự tình gì cũng phiền phức đế tôn, cho nên mới chính mình đi. Sự kiện này, hắn khẳng định là muốn tranh thủ. Tử Tiêu vương thành. Nơi này là Tử Tiêu vương tộc tộc địa, càng là Tử Tiêu đế cung nơi phát nguyên. Hiện tại Vạn Lý Tinh Thành, cũng là theo cái này một khối ra bên ngoài xây dựng thêm. Tử Tiêu vương thành là thành trong thành, tự thành một cái hệ thống, có điểm giống là trong hoàng thành hoàng cung. Chính vì vậy, rất nhiều Tử Tiêu vương tộc tự nhận là bản tộc vì Tử Tiêu đế vương, dù là đương đại đế tôn không phải bọn họ, trong lòng bọn họ loại kia chủ nhân ý thức vẫn là thâm căn cố đế. Cung Hùng cùng Lý Thiên Mệnh tại Tử Tiêu vương thành bên trong qua lại, đi tới một tòa tao nhã cư trước đó. Tao nhã cư hậu, liền có thông hướng, đế tôn khư, đường. Mà cái này tao nhã cư, chính là Tử Tiêu đế cung một vị đại nhân vật chỗ ở. Trước mắt đế tôn khư, liền từ vị này nhân vật toàn quyền phụ trách. Lý Thiên Mệnh hôm nay, chính là muốn tại cái này một cái nhân vật trong tay, cầm tới để Dạ Lăng Phong bọn người tiến đế tôn khư tư cách. Cung Hùng đứng tại tao nhã cư trước đó. Sắc mặt nghiêm túc, nói, Thiên Mệnh, người này rất khó đối phó, muốn hơi cẩn thận một số, nàng có chút hỉ nộ vô thường. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thông qua Ngân Trần thu thập tin tức, hắn hiểu rõ đến vị đại nhân vật này gọi là Tử Yên Tinh Vương. Tại tất cả tinh vương bên trong, nàng số tuổi tính toán tuổi trẻ. Nàng là hiện nay, Tử Tiêu tộc hoàng, nữ nhi, từ nhỏ đã thiên phú cực cao, nắm giữ bát kiếp thức thần. Tại tinh vũ đế tôn về sau, nàng là có khả năng nhất, trở thành đời tiếp theo đế tôn tồn tại. Ngân Trần nghe không ít nghe đồn. Có người nói nàng lạnh lùng lãnh huyết, có người nói nàng nhu tình như nước, có người nói nàng hoành hành không sợ, còn có người nói nàng yêu thích đồng nam. Dù sao tin đồn gì đều có. Lý Thiên Mệnh phán đoán, đây đại khái là một cái hiếm thấy nữ tử đi.
Bất quá, mình bị Tinh Vũ Đế Tôn coi trọng, cái kia chính là địch nhân của nàng. Điều này nói rõ hôm nay muốn phải hoàn thành mục tiêu, độ khó khăn rất lớn. Hắn cùng Cung Hùng thực sự lên bậc thang, đi tới Tao Nhã ở trước. Thiên mệnh Tinh Vương đến. Cung Hùng chính mình thét to một tiếng. Kẹt kẹt. Tao Nhã cư cửa lớn tự động mở ra. Một cỗ hương gió đập vào mặt. Từ ảnh trùng điệp bên trong, cung điện kia chỗ sâu, một người xinh đẹp bóng người, chính hướng về phía Lý Thiên Mệnh ngoắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo bầu không khí phía trên nhìn, hôm nay chuyến đi, hiển nhiên liền sẽ không quá dễ dàng. Tại cái kia Tử Yên Tinh Vương, mời mọc, Lý Thiên Mệnh thoải mái mở ra chân, đi vào Tao Nhã cư. Cung Hùng vội vàng đuổi theo. Truy tinh tổ người, cũng đều tại phụ cận, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Mặc kệ hắn đi nơi nào, bọn họ đều chằm chằm rất chặt. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có cùng Tử Yên Tinh Vương một chỗ khả năng. Đương nhiên hắn cũng không cần. Đi vào Tao Nhã cư, hắn bất ngờ phát hiện đây là một cái mùi thơm, mộc mạc chỗ ở, trong phòng bài trí đều rất lịch sự tao nhã, cho thấy chủ nhân rất cao phẩm vị. Sâu kín hương hoa tại chóp mũi vần quanh, phá lệ thấm vào ruột gan. Cổ quái là, vừa rồi ở bên trong hướng mình ngoắc người áo tím kia ảnh, nhưng lại không biết đi phương nào. Trước mắt rỗng tuếch. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước đi đến, nhìn chung quanh đều không người. Đang lúc hắn nghi ngờ thời khắc, sau lưng lại có người bỗng nhiên vỗ một cái bờ vai của mình. Hắn lập tức xoay người. Người tốt nha. Một cái mềm mại, non mịn thanh âm ở trước mắt vang lên. Loại này thanh âm non nớt, nghe cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ, lại ngọt vừa mềm. Lý Thiên Mệnh trong chớp mắt này, còn tưởng rằng là Khương Phi Linh đây. Kỳ thật không phải. Đứng tại trước mắt hắn, là một người mặc tử sắc váy ngắn tiểu cô nương. Nàng có một đầu cạn tóc dài màu tím, đôi mắt giống như là hai quả tử sắc trân châu, cơ da như tuyết trắng, non mềm mịn màng. Đây là một cái đáng yêu, kiều nộn, nhưng lại mỹ mạo linh động nữ hài. Con mắt to mà lóe sáng, biểu lộ ngây thơ, lộ ra cực kỳ thanh tịnh, giống là một cái vô hại tiểu tinh linh, có một loại phá lệ tinh khiết cảm giác. Nhưng mà, nàng tướng mạo cùng tư thái cũng không quá xứng đôi. Dứt bỏ cái này non nớt dung nhan tới nói, nàng cái kia linh lung nóng nảy tư thái, đánh vào thị giác lực thì hơi lớn, dù sao có điểm giống Huy Dạ Thi, nhưng là so với nàng càng non, dáng người càng cay. Ách, ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Không nhìn xuống, hắn vô ý thức đem tiểu cô nương này xem như là cùng thế hệ. Bất quá vừa hỏi ra lời, hắn cảm giác có chút không đúng. Bởi vì cái này, tiểu cô nương, thân thể mềm mại truyền đạt ra áp bách, loại kia mạnh mẽ thiên tinh luân chi thể, chứng minh nàng đứng tại Tử Diệu Tinh đỉnh phong. Mộ Tử Yên nha! Nàng hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, gương mặt hơi có chút say đỏ. Loại kia mới biết yêu e lệ cảm giác quá chân thực. Cũng liền theo cổ của nàng hướng xuống ngắm liếc một chút, mới có thể nhìn đến nữ tử này thành thục cùng tĩnh mịch, chứng minh nàng tuyệt đối không phải một cái tiểu cô nương. Khụ khụ, nguyên lai là Tử Yên Tinh Vương. Lý Thiên Mệnh lui về phía sau hai bộ, lưng có chút phát lạnh. Ánh mắt của hắn vượt qua cái này người mặc tử sắc tiểu váy ngắn, lộ ra trắng như tuyết, tròn trịa hai chân, lão tiền bối, nghi hoặc nhìn Cung Hùng. Cung Hùng nhún vai, biểu thị đây chính là Tử Yên Tinh Vương không sai. Như thế, non, lão tiền bối, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên gặp. Chỉ xem khuôn mặt cùng ánh mắt, nàng cũng là cái hồ đồ hồn nhiên nữ oa. Bất quá, nàng cũng liền cổ trở lên, non. Cổ phía dưới thành thật, xứng với nàng số tuổi này phong tình. Thế mà, thiếu nữ kia hệ cách ăn mặc phối hợp loại này phong tình, liền có chút để Lý Thiên Mệnh không dám cùng nàng nhìn nhau. Khương Phi Linh cố nhiên có, số tuổi vô cùng lớn, hiềm nghi. Nhưng người ta thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều là tiên nữ đồng dạng. Hai người thì đối mặt như vậy mặt đứng thẳng, bất chi bất giác bầu không khí thì biến đến kiểu diễm. Cộng sinh không gian bên trong, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu lại đang kêu la cái gì, cực phẩm tọa kỵ. Cái kia, thiếu nữ, nháy lóe sáng mắt to mắt, chắp tay sau lưng quay chung quanh hắn dạo qua một vòng, lấy vô cùng mềm mại thanh âm, nói, tiểu đệ đệ, ta cự tuyệt ngươi muốn mang bốn người tiến đế tôn khư yêu cầu, ngươi sẽ không cao hứng sao? Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, nàng cái này hoàn toàn một bộ tiểu muội nhà bên đáng yêu bộ dáng, để Lý Thiên Mệnh lúc trước chuẩn bị đối phó Huyền Loan Tinh Vương cái kia một bộ, uy bức lợi dụng, hoàn toàn không có tác dụng.
hắn chỉ có thể theo nàng nói đi xuống, nói, Tử Yên Tinh Vương có chính mình suy tính, ta tự nhiên ở một mức độ nào đó tôn trọng, bất quá, ta hay là hy vọng có thể thì chuyện này, cùng ngươi lại thảo luận một chút. Cái gì thảo luận nha? Người ta để ngươi tự mình tới, cũng là muốn gặp ngươi một lần. Tử Yên Tinh Vương híp mắt cười nói. Một đôi mắt này híp mắt lúc thức dậy, thì cùng hai cái trăng lưỡi liềm giống như. Lý Thiên Mệnh lúc này mới chú ý tới, nàng mỗi một con mắt dưới, đều có bốn cái tử sắc, nước mắt nốt ruồi, như giọt nước mắt một dạng, theo trên hướng xuống sắp xếp. Cái này dĩ nhiên không phải nước mắt nốt ruồi, mà chính là kiếp vòng. Tử Tiêu Vương tộc kiếp vòng. Hết thảy tám cái. Cái này cùng Nguyệt Chi Thần Cảnh Huy Nguyệt Kiếp kiếp vòng bài bố có chút tương tự, nhưng là Huy Nguyệt Kiếp chỉ có 6 cái, mà Mộ Tử Yên có 8 cái. Cái này khiến nàng xem ra, trời sinh có một loại tại rơi lệ cảm giác. Dù là nàng đang cười, đều có sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu mỹ cảm. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng là Tử Tiêu Đế cung 10 vị trí đầu cường giả, mà lại tương lai có khả năng nhất trở thành tân đế tôn, Lý Thiên Mệnh có thể thương hại, không đứng dậy. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ nàng. Nhìn một chút ta. Hắn thái độ nghiêm túc, cùng Tử Yên Tinh Vương vẫn duy trì một khoảng cách, nghiêm túc hỏi, gặp ta làm cái gì đây? Đương nhiên là tận mắt nhìn tương lai oanh động vạn tinh thiên tài phong thái nha. Đáng tiếc bên cạnh ngươi còn nhiều người hầu, không có một chỗ cơ hội, để cho ta không thi triển được, chán ghét. Tử Yên Tinh Vương quay đầu nhìn thoáng qua cung hùng bọn người, trong mắt tràn đầy oán niệm. Đối diện có chút không theo chiếu thói quen ra bài, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cưỡng ép quay lại đến, nói, là như vậy, Tử Yên Tinh Vương, ta bốn đồng bọn, mỗi một cái thiên phú cũng rất cao, không so cùng bối phận, cung giận, kém. Bây giờ, bọn họ cũng theo ta gia nhập Tử Tiêu Đế cung, làm tuổi trẻ thiên tài, cung giận có thể đi vào đế tôn khư, ta cho rằng bọn họ cũng có thể tiến. Nếu như ngươi có dị nghị, có thể an bài bọn họ khiêu chiến cung giận. Cung giận, cũng là đã từng tử tinh bảng thứ hai, đệ nhất tử tiêu đệ tử. Trước mắt hắn cũng liền tinh tướng thần cảnh cấp thứ 82 bên đi. Nghe xong Lý Thiên Mệnh, Tử Yên Tinh Vương kinh ngạc hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi đang nói đùa gì vậy đâu? Tại sao muốn khiêu chiến cung giận đâu? Tử Yên Tinh Vương liền cơ hội này cũng không cho. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ai nha? Nàng tức giận đến chu môi, duỗi ra ngón tay chọc lấy một chút Lý Thiên Mệnh ở ngực, dịu dàng nói, ý của ta là, bọn họ tùy thời đều có thể đi vào nha. Lý Thiên Mệnh còn cho là mình nghe lầm. Bốn người bọn họ, đều có thể giống như ta, trực tiếp đi đế tôn khư tu luyện. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Đương nhiên đây. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là ngươi mang tới, mà lại liên quan tới bốn người này thiên phú, chúng ta Tử Tiêu Đế cung sớm đã có phán đoán, không nói trước Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu tại huyễn thiên chi cảnh đều có chắc tuyệt biểu hiện, hoàn toàn siêu việt cung giận, liền xem như bát kiếp Lý Khinh Ngữ, còn có cái kia nguyên dực tộc cô nương, đều là đế cung báu vật. Đương nhiên là có tư cách đi đế tôn khư. Tử Yên Tinh Vương nghiêm túc mà nói. Cái kia một bộ chăm chú giải thích bộ dáng, giống như còn có một chút đáng yêu. Chờ một chút, Lý Thiên Mệnh có chút rối loạn. Hắn vốn là cho là mình là đến cùng Tử Yên Tinh Vương, khẩu chiến, 300 hiệp, sau cùng dựa vào đế tôn chân áp, buộc nàng đi vào khuôn khổ tới. Đây mới là bình thường nội dung cốt truyện. Kết quả chính mình còn chưa mở miệng đâu, nàng đáp ứng, trả lại cho mình giải thích nguyên do. Đây quả thực là nhất quyền đánh vào trên nước. Gợn sóng dập dờn. Hoàn toàn bị tiêu trừ, hấp thu. Mà lại không có trước khi đến. Hắn còn tưởng tượng qua, Tử Yên Tinh Vương là một cái lão yêu bà, hoặc là Lý Vô Song loại kia lạnh băng mỹ nhân. Hiện tại hết thảy ngược lại. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức tới đây là chỗ tốt. Hắn liền lười suy nghĩ nhiều, nói, vậy ta thay thế bọn họ, cảm tạ Tử Yên Tinh Vương. Đừng khách khí, đây là ta phần bên trong sự tình, các ngươi trưởng thành, đối với chúng ta Tử Tiêu Đế cung chỗ tốt vô tận, các ngươi mới là tương lai của chúng ta. Tử Yên Tinh Vương hâm mộ nhìn lấy hắn nói. Nghe, giống như một chút sơ hở đều không có. Chẳng lẽ là ta vào trước là chủ, trách lầm nàng. Tử Tiêu Vương tộc cũng có loại này có, quan sát cục diện, người. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn nhìn Cung Hùng liếc một chút, Cung Hùng cũng trợn mắt một cái, ám chỉ hắn cũng không có dự kiến đến Tử Yên Tinh Vương tốt như vậy nói chuyện. Lúc trước hắn còn chưa đi đến nơi này, liền bị Tử Tiêu Vương tộc người chạy trở về. Cái kia, Tử Yên Tinh Vương, ta hiện tại thì để bốn người bọn họ tới, tại ngươi cái này trộn lẫn cái nhìn quen mắt.
Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Được rồi nha, giống như có ba cái nữ hài đâu, tỷ tỷ cũng muốn nhiều giao mấy cái người bằng hữu. Tử Yên Tinh Vương nói. Nói thật, nàng cái này ngoại hình đặt ở Khương Phi Linh giữa các nàng, xác thực thì cùng người đồng lứa giống như, nhìn không ra phân biệt tới. Vậy ta thông báo bọn họ. Lý Thiên Mệnh giả vờ giả vịt làm một chút truyền tin thạch, kỳ thật cũng là dùng ngân trần trực tiếp hô bốn người bọn họ tới. Sau đó, hắn thì ở đây đợi. Tiểu đệ đệ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng xa xăm kêu gọi. Ừm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nguyên lai là Tử Yên Tinh Vương cái kia gương mặt non nớt chứng nhi tiến tới trước mắt của hắn. Nàng hô Lý Thiên Mệnh đệ đệ, trên thực tế xem ra, nàng còn giống tiểu muội muội. Ngươi hiểu rõ chúng ta Tử Tiêu Vương tộc sao? Mộ Tử Yên lại híp mắt mỉm cười. Đôi mắt kia nheo lại giống như là vành trăng khuyết, tăng thêm phía dưới tám cái tử sắc nước mắt điểm, xem ra hết sức, cũng hơi có chút quỷ dị. Vẫn còn, giống như các ngươi đặc sắc, ở chỗ linh hồn tu luyện đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng nha, thức thần là địa hồn, thức hải có mệnh hồn, thiên hồn mộng du thái hư. Thức thần tu luyện giả căn bản hạch tâm, thì là linh hồn tu hành. Cho nên thiên hạ thức thần vô tận, duy chỉ có chúng ta Tử Tiêu Vương tộc, đi tại chính xác nhất trên đường. Tử Yên Tinh Vương lung lay đầu, biểu lộ tựa hồ có chút tiểu mừng thầm. Lợi hại! Lý Thiên Mệnh cho nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó thừa cơ kéo ra một chút khoảng cách. Nói thật, nàng biểu hiện quá thân mật, Lý Thiên Mệnh còn thật sợ nàng đột nhiên cho mình một chút, lấy đi của mình mệnh. Nàng loại nhân vật này bỗng nhiên cạo chết chính mình, nàng đoán chừng lại nhận một số trừng trị. Nhưng đế tôn vẫn là không động được Tử Tiêu Vương tộc căn bản. Loại này mạo hiểm là tồn tại. Cho nên, đừng nhìn trên người nàng có bao nhiêu mỹ diệu dụ hoặc, trên đầu chữ sắc có cây đao. Lý Thiên Mệnh theo ngân trần bên kia đã sớm hiểu rõ đến, Tử Tiêu Vương tộc linh hồn tu luyện chi pháp vô cùng lợi hại, mà lại riêng một ngọn cờ. Đây là bọn họ sừng sững tại Tử Diệu Tinh căn bản. Thức thần thêm hồn tu. Toàn bộ Tử Tiêu Vương tộc, linh hồn của bọn hắn cấp bậc. So cùng cảnh giới đều phải thâm hậu. Cũng không biết, bọn họ trong tộc nhưng có người, tại loại này tạo nghệ phía trên có thể cùng Dạ Lăng Phong so sánh. Lý Thiên Mệnh tâm lý đang suy nghĩ thời điểm, Tử Yên Tinh Vương lại tới gần một chút. Nàng mang theo từng đợt khiến người ta trong lúc vô hình lửa nóng mùi thơm, rất dễ dàng để Lý Thiên Mệnh sinh ra cảm giác đói bụng, mà nàng cũng là mềm nhẵn mỹ thực. Nàng tiến đến Lý Thiên Mệnh bên tai, thở dài một tiếng, sau đó hướng Lý Thiên Mệnh nói thì thầm. Nói, ta vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật, người khác cùng những người khác thuyết cáp. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nghe, mấy ngày nay chúng ta Tử Tiêu Vương tộc bên trong, do ta cha dẫn đầu thảo luận qua ngươi, bọn họ cho rằng ngươi quật khởi đối cung thị nhất tộc có lợi, đối với chúng ta vô lợi, cái này đạo lý trong đó ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Hắn không hiểu là, nàng và mình nói những thứ này làm gì. Cá nhân ta cho là thế nào? Bọn họ có chút tầm nhìn hạn hẹp, theo ngươi nghiền ép Diệp Thần biểu hiện đến xem, ngươi là có cơ hội để cho chúng ta Tử Tiêu Đế Cung triệt để áp đảo Thần Diệu Hoàng Triều, để Tử Tiêu Đế Cung khai sáng ra lịch sử người, ngươi trên người có như thế quang mang, bọn họ lại vẫn chấp nhất tại nội đấu cùng tiêu hao, chống lại cung thị nhất tộc kỳ thật rất vô vị. Nói thật, coi như để cung thị nhất tộc trở thành 6 ngôi sao lớn vương tộc, như vậy có tổn thất gì đâu. Hoàn toàn không có, bao quát cha ta ở bên trong. Bọn họ chỉ là xem thường cung thị nhất tộc mà thôi, bọn họ càng là không thừa nhận, năm đại tinh thần vương tộc đã không còn huy hoàng, cho nên bọn họ mới nhỏ hẹp, thiển cận. Duy chỉ có ta, cùng bọn hắn khác biệt. Ta muốn thấy đến cũng có ngày, Tử Diệu Tinh phía trên, chỉ có ta Tử Tiêu Đế cùng một cái bá chủ, mà ngươi là duy nhất đế hoàng, như thế, ta Tử Tiêu vương tộc, cũng mới có mới cơ hội. Mà không phải dậm chân tại chỗ. Nàng tình chân ý thiết, nói đến phá lệ chân thành tha thiết. Cái kia từng đợt làn gió thơm theo trong miệng của nàng, đến Lý Thiên Mệnh lỗ tai, trong lỗ mũi, có chút ngứa một chút. Lý Thiên Mệnh nghe được một nửa về sau, liền nghiêng đầu lại nhìn lấy Tử Yên Tinh Vương ánh mắt, cặp mắt của nàng vẫn như tử sắc ngọc trai thấu triệt, nói đến mỗi một chữ đều rất sạch sẽ. Mấu chốt là, nàng logic lại như thế rõ ràng, hiện ra nàng và tộc nhân hoàn toàn khác biệt bá lực. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không? Vào trước là chủ, trước tiên đem nàng thiết lập thành một cái bại hoại rồi. Nói xong lời cuối cùng, Tử Yên Tinh Vương cười khổ một tiếng, cúi đầu thất lạc nói. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi hay là không tín nhiệm ta, bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian,
chúng ta có thể lâu ngày mới rõ lòng người, một ngày nào đó, ta biết rõ ngươi dài ngắn, ngươi hiểu ta sâu cạn. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nàng thất lạc thời điểm, lúc này tám cái tử sắc nước mắt điểm đang nháy ánh sáng, lộ ra nàng thật giống như tại rơi lệ, hắn đang muốn đồng tình thời điểm, chợt nghe cái gì, lâu ngày, dài ngắn, sâu cạn, những lời này, để hắn kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Không phải loại kia kỳ quái ý tứ đi. Cúi đầu xem xét, nàng một mặt thanh thuần, còn có một chút tiểu mờ mịt. Hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Được, từ từ xem đi. Đương nhiên, ta hay là hy vọng toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung, bện thành một sợi dây thừng, tất cả mọi người tín nhiệm lẫn nhau, khả năng này cần thời gian. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Thật tốt. Nàng mắt sáng rực lên, hài lòng gật đầu, giống như lại vui vẻ, liền lôi kéo Lý Thiên Mệnh cánh tay uốn qua uốn lại, nói, ngươi về sau thường đến Đế Tôn Khư tu luyện a. Muốn không ta dạy cho ngươi chúng ta Tử Tiêu Vương tộc linh hồn phương pháp tu hành. Ngươi nắm giữ cửu kiếp, nếu là lại có thể nắm giữ một số linh hồn tu luyện chi pháp, ngươi liền sẽ một cái hoàn mỹ thức thần tu luyện giả. Hồn tu chi pháp, có thể lần nữa đề cao ngươi hạn mức cao nhất nha. Hồn tu chi pháp, Lý Thiên Mệnh cũng không bài xích. Nhưng, muốn là từ nàng thiếp thân đến chỉ đạo, cái kia nhiều ít có chút nguy hiểm, còn có chút kiểu diễm. Lý Thiên Mệnh lo lắng bị Khương Phi Linh chặt đầu. Nói đùa, mãi mới chờ đến lúc Linh Nhi tiếp cận trưởng thành, ta lúc này thời điểm chọc giận nàng, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh não tử 10 phần thanh tỉnh, vội vàng cự tuyệt nói, qua chút thời gian đi, ta gần nhất tiến trình có chút nhiều, chúng ta cũng còn nhiều hơn quen thuộc một số. Người muốn học mà nói tùy thời tới tìm ta, tỷ tỷ sẽ không keo kiệt nha. Tử Yên Tinh Vương ôn nhu cười nói. Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu nhìn lấy nàng. Con hàng này so trong tưởng tượng nhiệt tình nhiều lắm, dẫn đến Lý Thiên Mệnh hôm nay từ đầu tới đuôi đều rất rối loạn. May mắn lúc này thời điểm, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đến. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tử Yên Tinh Vương về sau, cũng đều ngơ ngác một chút. Nếu như không phải Lý Thiên Mệnh giới thiệu, bọn họ có thể sẽ coi là đây là Tử Yên Tinh Vương nữ nhi, cháu gái, thậm chí chắt gái cái gì. Tới gặp Tử Yên Tinh Vương. Lý Thiên Mệnh như chút được gánh nặng, đối bọn hắn ngoắc. Bọn họ hiện tại cũng không có thân phận gì, gặp Tinh Vương vẫn là đến khách khí một chút. Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, chứng chạc đàng hoàng giới thiệu nói, Tử Yên Tinh Vương, Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu ta thì không giới thiệu, hai vị này ngươi làm quen một chút. Quay đầu các nàng đến Đế Tôn Khư tu hành, còn mời chiếu ứng một hai. Nói xong hắn kéo một chút Lý Khinh Ngữ, nói, nàng gọi Lý Khinh Ngữ, là muội muội ta. Tử Yên Tinh Vương tốt, Lý Khinh Ngữ nói. Cùng dung mạo ngươi thật giống, tên cũng dễ nghe, muốn đến cha mẹ của các ngươi, nhất định là bất phàm thế hệ. Tử Yên Tinh Vương xinh đẹp cười nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tâm lý cười, kỳ thật hắn cùng Lý Khinh Ngữ còn thật sự có chút tương tự. Nhưng bọn hắn cũng không phải anh em ruột. Bước kế tiếp, hắn liền đem Khương Phi Linh kéo đến bên người, thân mật ôm eo thon của nàng, nói, nàng gọi Khương Phi Linh, là tiện nội. Vừa mới nói xong, Khương Phi Linh nắm một chút cánh tay của hắn bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói, người biết tiện nội là có ý gì sao? Không phải liền là ti tiện thê tử ý tứ sao? Lý Thiên Mệnh nói, sai, ý là, ta tiện nhân này thê tử. Khương Phi Linh nói, đậu phộng. Thất sách. Kỳ thật bọn họ cái này liếc mắt đưa tình, thì là cố ý. Lý Thiên Mệnh chuyên môn tìm Khương Phi Linh phối hợp một chút, thông qua loại phương thức này có thể nhìn ra được bọn họ cảm tình vô cùng tốt. Kể từ đó, vạn nhất cái này Tử Yên Tinh Vương có cái gì siêu siêu vẹo vẹo hiểu lầm, hoặc là có cái gì ý nghĩ xấu, liền có thể sớm cho kịp ngừng lại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì Tử Yên Tinh Vương từ đầu tới đuôi đều cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn đùa giỡn, cũng không có cái gì bất mãn. Tuổi trẻ thật tốt. Nàng cảm khái một tiếng. Tinh Vương cũng tuổi trẻ, xem ra còn nhỏ hơn ta đây. Khương Phi Linh nhìn nàng một cái, ôn nhu nói. Đây cũng chỉ là bề ngoài, năm tháng là vô tình nhất, ngăn không được. Tử Yên Tinh Vương phiền muộn mà nói. Lý Thiên Mệnh tâm lý thầm nghĩ, cái này số tuổi vô cùng lớn đều không ngại chính mình lão. Ngươi thì chớ nói chuyện. Đã lăn lộn cái quen mặt, Lý Thiên Mệnh cũng không phải rất nguyện ý tại Tử Yên Tinh Vương bên này lãng phí thời gian. Sau đó, hắn kêu gọi bốn người, cùng một chỗ đi trước Đế Tôn Khư đi xem một chút. Quay lại gặp, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói nha.
Tử Yên Tinh Vương vẫy tay nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh đáp ứng. Bọn họ vượt qua Tao Nhã Cư, phía trước chỗ sâu cũng là Đế Tôn Khư, vị trí. Đi một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh quay đầu, Tao Nhã Cư lại lên mê vụ. Tại cái kia nơi hẻo lánh vị trí, cái kia người mặc tử sắc váy ngắn, thiếu nữ, dung nhập sương mù tím bên trong, một đôi tròng mắt vô cùng sáng ngời. Nhưng không biết vì sao, cùng nàng cách nhau rất xa về sau, Lý Thiên Mệnh ngược lại cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi, giống như cái kia tử sắc vũ khí bên trong, cất giấu chính là một đầu cự thú. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn hô một tiếng. Cái gì? Cái này Tử Yên Tinh Vương, mệnh của nàng hồn đẳng cấp, là bốn cảnh đế hồn. Dạ Lăng Phong nói. À, nói cách khác, nàng và Dạ Lăng Phong một dạng, không tới đế tôn cảnh giới, trước có đế tôn chi hồn. Không ngoài dự liệu, đế tôn khư quả nhiên so Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 9 hiếu thắng. Đây là Tử Diệu Tinh phía trên, trọng yếu nhất hai cái nơi truyền thừa một trong. Đế tôn khư tại trùng điệp bảo hộ bên trong. Nếu như đế tôn khư hủy đi, cái kia Tử Tiêu đế cung cái này cái tông môn cái này mấy triệu năm qua thành lập chỗ có nội tình, đều giống như tan vỡ 9 phần 10. Không có đế tôn thiên hồn chỉ dẫn, rất khó sinh ra đỉnh phong thiên tài. Chớ nói chi là mới đế tôn. Từ góc độ này phía trên nhìn, bọn họ 5 cái, ngoại nhân, có thể thuận lợi tiến đến, nói rõ Tử Tiêu đế cung cho rất lớn tín nhiệm. Tử Yên Tinh Vương đồng ý, rất trọng yếu. Nàng nếu là thật sự muốn ngăn trở Dạ Lăng Phong các loại bốn người, kỳ thật là có lý do. Lý Thiên Mệnh coi như tìm tới Tinh Vũ Đế Tôn nơi đó đi, hắn đều không chiếm ý, bởi vì đánh bại Diệp Thần cũng không phải Dạ Lăng Phong bọn họ. Tiểu bối trong hàng đệ tử, cũng liền cung giận có thể đi vào, lần này duy nhất một lần tăng thêm 5 cái ghế. Nơi này Đế Tôn Thiên Hồn đông đảo, có hơn 1000. Cũng liền Lý Khinh Ngữ tại trật tự chi địa, gặp qua hơn 1000 trật tự thiên tộc Đế Tôn Thiên Hồn. Những người khác bao quát Lý Thiên Mệnh cũng bị trước mắt chàng diện rung động thật sâu. Đế tôn khư bên trong, mỗi một viên đế tôn thiên hồn, đều lập lòe như hằng tinh nguyên. Kể từ đó, chúng ta 5 cái đều có hằng tinh nguyên thế giới tối đỉnh cấp, hữu hiệu nhất thiên hồn truyền thừa. Tu hành tăng lên biện pháp có rất nhiều loại, thậm chí trật tự thần đan tăng lên, cũng là một loại tăng lên. Nhiều như vậy phương pháp tăng bên trong, thiên hồn truyền thừa là lớn nhất ổn định vững tâm. Cho dù là Lâm Tiêu Tiêu, đều rất cần. Nàng vừa mới tiến đến, thái cổ tà ma thì giật dây nàng nuốt ăn đế tôn thiên hồn. Dù sao huyễn thiên chi cảnh nuốt không được, nhưng nơi này có thể. Bất quá, Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý nó. Nơi này đế tôn thiên hồn thiếu một cái, bọn họ 5 cái đều sẽ có phiền phức. Tử Tiêu đế cung người lại không phải người ngu. Các loại cái kia 6 cái thất tinh vũ trụ thần nguyên đến, liền có thể tiến quân vạn tinh bầu trời chiến trường. Từ nay về sau, đế tôn khư lại là bọn họ thường tới địa phương. Liền tại bọn hắn toàn thể nắm giữ đế tôn khư tu hành tư cách ngày thứ 2, thần quy lão tổ vui cười mà đến. Hắn vừa vào tử chăn tinh thành, thì mở rộng lão hàn áo, nghênh ngang, vui vẻ ra mặt, nói, chúng tiểu nhân, ra ra cho các ngươi mang thức ăn đến rồi. Lão ô quy, người ồn ào miêu ra an nghỉ. Dưới mái hiên rơi xuống một con mèo đen, cực lớn duỗi cái lưng mệt mỏi. Thụy Nhãn mông lung nhìn lấy thần quy lão tổ. Ai ngươi cái này tiểu miêu, nhanh nói cho ngươi ngự thú sư, vũ trụ thần nguyên đều tới. Thần quy lão tổ nói. Muốn truyền tin tìm ta ngũ đệ, bản mèo lại ngủ một hồi. Miêu miêu ngã trái ngã phải, sắp ngủ thời điểm, bị một người dẫn theo cổ sách lên. Người tới chính là Lý Thiên Mệnh. Có rồi, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lóe sáng hỏi. Có, thần quy lão tổ vuốt ve cái bụng, một mặt thỏa mãn nói. Làm phiền người khác một bên sờ lấy cái bụng một bên nói, có, được không? Lý Thiên Mệnh giận dữ. Lăn tên tiểu tử thối nhà ngươi, ra ra ta chỉ là tại trở về chỗ cũ vừa mới uống vào, hồi xuân tử. Thần quy lão tổ thổ huyết nói. Bớt nói nhảm, lấy ra. Được, khỉ gấp cái gì? Sớm muộn là ngươi. Tại thần quy lão tổ trước mặt, cần vũ trụ thần nguyên, 6 đơn vị, xếp thành một hàng, trong đó cũng liền Dạ Lăng Phong một cái xem ra giống người quỷ thần tộc. Huỳnh Hỏa cùng Sóc Nguyệt đã sớm là thất tinh thần thú, lúc này thời điểm một đỏ một trắng hai con chim chính ở trên trời xoay quanh. Huỳnh Hỏa lộ ra được chính mình trói lọi ngoại hình, cảm khái nói, tiểu Nguyệt Nguyệt, chính ta làm thất tinh thần thú thời gian dài như vậy, luôn có một loại tịch mịch cảm giác, có thể là quá đẹp rồi đi.
Bởi vì cái gọi là độc đẹp trai không bằng chúng đẹp trai, hiện tại huynh đệ của ta bọn muội muội cũng đều muốn đổi phía trên mới ra, ca lòng rất an ủi a. Sóc Nguyệt trợn mắt một cái. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi theo gà đại ca ta, về sau có bát tinh vũ trụ thần nguyên, gà đại ca nhất định trước cho chúng ta hai cái mặc vào, ta cùng mấy người bọn hắn tình cảm huynh đệ có thể đoạn, chúng ta tình lữ trang không thể đoạn, đúng hay không? Dạng này quan tâm tỉ mỉ gà đại ca, có hay không để ngươi trái tim loạn chiến cảm giác? Trái tim của ngươi là có phải giống như một đầu thái cực hồng mông quỳ long, ngay tại nhảy tới nhảy lui đâu? Huynh hỏa tràn ngập chờ mong hỏi. Sóc Nguyệt nghe được kém chút đụng tại một tòa cung điện phía trên. Ông! Nó biến thành một đầu trắng như tuyết cá lớn, vọt vào tử chăn tinh thành trong hồ nước, nhấc lên đầy trời bọt nước. Đậu phộng, người đừng hơi một tí thì biến cá a. Của ta tình lữ trang. Huỳnh hỏa nước mắt vẩy tại chỗ. Ba ngày sau, sáu cái vũ trụ thần nguyên, toàn thể tiến hóa hoàn tất. Miu Miu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, tăng thêm thái cổ tà ma, đều có trình độ nhất định cường hóa. Tối thiểu bọn họ các phương diện năng lực, đuổi kịp không tính chiến quyết huỳnh hỏa. Nhớ đến lần thứ nhất huyễn thiên chi cảnh quyết đấu diệp thần, Miu Miu bọn họ cũng bởi vì phẩm giai bị thua thiệt. Hiện tại lại đối lên, thì tuyệt đối không có vấn đề này. Ong ong, cộng sinh không gian bên trong, từng đầu hoàn toàn mới cự thú, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn muốn chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường điều kiện, đã đủ. Đến, thất tinh thần thú, về sau, bọn họ mấy cái đều có trình độ nhất định thuế biến. Trong đó Miu Miu tại bảo trì bản thể thời điểm, vẫn là trước kia cái kia như cũ, toàn thân màu đen lông tơ, màu lam nhạt mắt nhỏ, phấn sắc tiểu đệm thịt nhi, thì liền cái kia móng vuốt nhỏ, cái kia đều khắp nơi để lộ ra đáng yêu. Thế nhưng là làm nó biến hóa thành đế ma hỗn độn thời điểm, lập tức biến đến vô cùng hùng tráng sư hổ báo hợp thể, trên lưng bát quái đế ma thiên dực triển khai, toàn thân bị hỗn độn lôi đình dây dưa, dẫn động thương thiên đại địa lôi đình, ma khí ngập trời, hung hãn vô cùng. Thái sơ hỗn độn lôi ma xưng hô thế này, thật đúng là vô cùng thích hợp nó. Nó lần này hấp thu, vũ trụ thần nguyên, tên là Tam Giới Điện Si, theo ngoại hình phía trên nhìn, cái này, Tam Giới Điện Si, là ba đầu dày đặc lôi đình tạo thành cự thú, hình dáng có điểm giống là nòng nọc, lẫn nhau quay chung quanh, dây dưa, ma sát, điện quang lấp lóe, bọn họ du tẩu tại bảy cái điểm sao ở giữa, cộng đồng tạo thành một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Hấp thu Tam Giới Điện Si lực lượng. Miu Miu trên thân phát sinh một chút đặc thù biến hóa, tốc độ của nó không thể nghi ngờ càng nhanh, nhanh đến cực hạn thời điểm, hai bên sẽ mỗi người sinh ra hai cái lôi đình hư ảnh, tựa như là hai cái phân thân một dạng, hộ tống nó cùng một chỗ tiến công. Nó bởi vậy còn mở ra huyết mạch gông xiềng, đã thức tỉnh một loại phi thường khủng bố thần thông, hắn tên là Tam Giới Vãng Sinh Điện, cũng có thể gọi là Tam Giới Vãng Sinh Điện. Làm Miu Miu thi triển thời điểm. Lít nha lít nhít thiên địa lôi đình hướng về thân thể của nó hội tụ, lấy thân thể nó làm trung tâm, sinh ra một cái tựa như núi cao lôi đình cung điện, hỗn độn điện xà kết thành công trình kiến trúc bộ dáng, như thế rất hiếm thấy. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông công trình kiến trúc, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là một loại cùng thái sơ hỗn độn lôi ma có liên quan ý tưởng, đều có thể trực tiếp xuất hiện tại này thần thông bên trong, mà lại tại cái này một cái lôi đình, vãng sinh điện, đản sinh thời điểm. Nó hai bên sẽ sinh ra nhất định bóng chồng, sẽ có hai loại không biết nơi phát ra lôi đình ngưng tụ, ra đời mặt khác hai tòa, vãng sinh điện. Ba điện hợp nhất, đương nhiên cũng là ba điện hợp nhất. Cái kia hai loại khác nơi phát ra hỗn độn lôi đình, trước kia cũng không có xuất hiện qua, bọn họ giống như theo trong hư không xé rách đi ra, tính chất phía trên cực kỳ không bằng Miu Miu trên người lôi đình hung mãnh, nhưng hắn dường như hồ có linh hồn lực sát thương, một loại khác thì không so cổ lão, mang theo một loại càng thuần túy. Càng xa xưa lực hủy diệt, làm đến ba điện hợp nhất uy lực, một khi công suất đến, phối hợp bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo tăng thêm, uy lực khả năng siêu việt Miu Miu cực hạn. Người cái này tân thần thông có chút cổ quái a, Tam Giới Vãng Sinh Điện. Tam giới là cái gì? Ba cái thế giới, thiên, địa, nhân, Lý Thiên Mệnh trầm tư hỏi. Thái cổ hỗn độn cự thú thần thông bên trong, cũng có thể để lộ ra bọn họ kiếp trước tin tức, đây là Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới. Cái gì thiên địa nhân meo, tam giới, là, bản giới, dị độ giới, cùng, tổ giới. Miu Miu biến trở về tiểu mèo đen dáng vẻ, một bên cho mình vuốt lông một bên nói, một bộ rất bận rộn bộ dáng. Bản giới, dị độ giới cùng tổ giới. Làm sao ngươi biết, Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bản mèo bỗng nhiên thì khai khiếu.
Cái này đều là địa phương nào a? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không biết meo. Vậy ngươi còn biết cái gì? Không có, thì bản giới, dị độ giới cùng tổ giới. Điều này cùng ta biết ta là Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, nhưng lại không biết ta là làm gì là một cái đạo lý. Miêu Miêu thoải mái duỗi ra lưng mỏi, nhịn không được ngáp một cái. Giống như lại có chút vây lại đây. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ trong chốc lát. Đã cái này thần thông bên trong khả năng cất giấu Miêu Miêu kiếp trước tin tức, lại hai loại khác sức mạnh sấm sét, trống rỗng xuất hiện, không biết sinh ra ở phương nào. Hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động. Nếu như nói, bản giới, chính là chúng ta vị trí bình thường thế giới, cái kia, dị độ giới, có phải hay không là dị độ giới dị không gian? Cái kia thuộc về thiên hồn thế giới. Cho nên vừa rồi tam giới vãng sinh điện trong đó một tòa vãng sinh điện lôi đình, có linh hồn lực sát thương. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất có thể. Như vậy, còn lại một cái, tổ giới. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên liên tưởng đến Thủy Long Động cùng Khôn Lan giới, đây đều là hệ thống tu luyện khởi nguyên. Cho nên nói, cái gọi là tổ giới, có phải hay không là Thủy Long Động cùng Khôn Lan giới? Hoặc là cái khác nhóm cùng thuộc tại tổ giới? Phương diện này không có cách nào chứng thực, chỉ có thể đi suy đoán, trước mắt Lý Thiên Mệnh ngây ngô qua trật tự chi địa cùng Tử Diệu Tinh tất cả mọi người, đều không có tam giới, khái niệm. Đối mọi người tới nói, trật tự tinh không cũng là trật tự tinh không. Gánh chịu huyễn thiên chi cảnh dị độ ký ức không gian, vậy liền chỉ là dị độ ký ức không gian, là mộng du chi địa, sẽ không đối hiện thực thế giới tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần không bị lưu đày, cùng hiện thực thế giới căn bản không có gặp nhau. Khôn Lan giới, Thủy Long Động, vậy liền càng không cần phải nói, đều là tiến vào được ra không được địa phương. Đối hiện thực thế giới không có ảnh hưởng, càng không trực tiếp liên hệ, cho nên coi như này tam giới cũng là Miêu Miêu thần thông bên trong tam giới, vậy cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể sa nghĩ một hồi. Tam giới, nhất là tổ giới, không biết ẩn giấu đi như thế nào bí mật a. Đối Viêm Hoàng Đại Lục Chu Tước Quốc các phàm nhân tới nói, bọn họ coi là tam giới cũng là thiên địa nhân, trời là thần nhân chi địa, là địa ngục luân hồi, người là người ở giữa, thế mà thế giới chân thật dáng vẻ cũng không phải là như thế. Thậm chí ngay cả thiên nhất giới diện, trên dưới, đều có hữu tự thế giới, cùng vô tự thế giới, phân chia đây. Giả thiết suy đoán của ta chính xác, cho nên bản giới, dị độ giới, tổ giới, tam giới ở vào trạng thái gì? Trùng hợp, đồng hành, hoặc là nói mỗi một cái không gian bên trong, đều có ba cái thế giới. Dù sao vừa mới tam giới vãng sinh điện bên trong mặt khác hai cỗ lực lượng, giống như là theo mặt khác hai thế giới, ngang nhau vị trí tới. Lý Thiên Mệnh còn muốn tiếp tục nghiên cứu, kết quả Miêu Miêu gia hỏa này đều ngủ. Hố cha! Ngoại trừ Miêu Miêu bên ngoài, mặt khác ba vị tiến hóa cũng không tệ lắm. Lam Hoàng vũ trụ thần nguyên gọi là thất trọng cự tinh, là bảy cái nối liền cùng nhau tinh thần thần nguyên, bị luyện hóa về sau, dẫn đến Lam Hoàng tăng lên lại lần nữa bạo tăng, huyết nhục năng lực toàn phương diện tăng cường, mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, đều điệp ra bảy loại màu sắc hộ thuẫn. Cái này khiến Lam Hoàng biến thành một cái vật sáng, vô cùng lóe sáng, hơn nữa còn không ngừng biến hóa nhan sắc. Sau đó Lý Thiên Mệnh nhìn đến một cái gai mắt cự thú, không ngừng biến đổi xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc, ở trước mắt đi tới đi lui lao nhanh. Tiên tiên vũ trụ thần nguyên gọi là chân linh thụ trùng, bởi vì tiến hóa đến lục tinh thần thú thời điểm, nó đã mở qua, u minh thanh liên, đóa hoa này, cho nên hiện tại không có lại mở, nhưng hình thể phía trên cũng biến lớn rất nhiều. Cuối cùng là ngân trần. Nó lại mở khóa một cái biến hình. Hồ điệp. Hấp thu thất tinh vũ trụ thần nguyên, liệt thiên toàn dực, về sau, tại Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian bên trong mấy triệu ngân trần, toàn bộ nhảy bay ra, tại chói tai kim loại tiếng ma sát bên trong, hóa thân thành từng cái nắm giữ ngân sắc lưỡi dao một dạng cánh kim loại hồ điệp. Ông! Ngân sắc hồ điệp, bay múa đầy trời. Quá hùng vĩ! Đây là ngân trần đẹp nhất một lần. Hồ điệp trạng thái, nó cũng là có đặc thù năng lực, mà lại, trên chiến đấu. Nhìn lấy bọn chúng thuế biến, Lý Thiên Mệnh tâm tình thật tốt. Các ngươi tiến hóa, chính là ta tiến hóa, tới đi. Mạnh hơn huyết mạch. Năm hợp nhất. Hắn mới là mạnh nhất thái cổ hỗn độn cự thú. Làm Miêu Miêu bọn họ huyết mạch gông xiềng phá phong, tiến một bước trưởng thành, khôi phục về sau, lúc này lại tiến hành, cộng sinh tu luyện, kỳ thực là một lần, huyết mạch quán đỉnh. Năm cái thái cổ hỗn độn cự thú, giống như là năm cái, lão sư phụ, đang dùng bọn chúng cự thú huyết mạch. Đến chế tạo Lý Thiên Mệnh thân thể máu thịt.
Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, lần trước đã chế tạo qua. Nó để Lý Thiên Mệnh nắm giữ Địa Ngục Phượng Hoàng chi khu thể. Đây là thuần chủng luyện ngục hỏa diễm thân thể, làm đến Lý Thiên Mệnh mỗi một cái giới tử, đều như liệt hỏa thần châu. Tiếp đó, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú. Bọn chúng hỗn độn cự thú huyết mạch, xâm nhập Lý Thiên Mệnh mỗi một cái giới tử bên trong. Cái này dẫn đến Lý Thiên Mệnh giới tử tuy nhiên không bằng bọn họ đông đảo, nhưng mỗi một cái đều là năm hợp nhất, nắm giữ năm loại thái cổ hỗn độn cự thú thuộc tính. Rầm rầm rầm, huyết mạch của hắn cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Ở bề ngoài khả năng nhìn không quá đi ra, nhưng từ nội hạch phía trên, hắn đã đang đến gần chân chính thái cổ hỗn độn cự thú. Có lẽ có một ngày, hắn cũng có thể đến tới nuốt sống mặt trời trình độ. Xem ra Tiểu Lục cần hàng tinh nguyên lực lượng, cần phải nhất là đặc thù, trật tự chi địa cùng tử diệu tinh, đều không có để nó động tâm đồ vật. Cái này thứ 6 viên màu tái nhợt thái cổ hỗn độn cự thú trứng, từ khi có động tĩnh về sau, nó thì không nhúc nhích, giống như là lấy lạnh lùng cực độ ra hỏa, xem kỹ lấy cộng sinh không gian bên trong hết thảy. Đây cũng không phải là ngân trần loại kia có chút làm ra vẻ lãnh khốc, nó là thật âm lãnh. Nhìn lấy viên này trứng, liền để Lý Thiên Mệnh nhớ tới Tiểu Mũ trong mộng cảnh cái kia theo dị độ ký ức không gian bên trong đi ra màu trắng vân vụ, xác thực lại âm lại bi thảm. Cái này ra sân phương thức, một cái so một cái khó làm a. Tại mộng cảnh bên trong, nó thì cùng ngân trần vật lộn sống mái, hiển nhiên không dễ chơi. Có điều, Tiểu Ngũ công năng tính như thế nổi bật, mặc kệ là nhìn dã, chiến đấu, còn có phệ cốt nghĩ loại này khống chế đều kinh người, cái này Tiểu Lục Nhi có thể cùng ngân trần đánh một cái ngang tay, nói rõ nó cũng rất khủng bố, nếu có thể xuất sinh, ta chiến đấu lực còn có thể càng mạnh. Còn có 5 cái thái cổ hỗn độn cự thú trứng. Lý Thiên Mệnh ấp trứng tiến trình, trước mắt chỉ tiến hành đến một nửa. Phía trước năm đầu đều như thế nghịch thiên, liền thái cổ tà ma họ hàng gần, hỗn nguyên đế giang cũng không là đối thủ. Đằng sau năm đầu muốn là đi ra, một người 10 thú 10 kiếm, ai có thể cản. Có điều, ngũ sinh ngự thú sư tựa như là ngự thú sư cực hạn, từ xưa đến nay tựa hồ cũng không có từng sinh ra lục sinh ngự thú sư, không biết Tiểu Lục đản sinh thời điểm, ta sẽ có hay không có cái này hạn chế. Nếu có cái này hạn chế, ta sẽ biến như thế nào? Việc này chỉ dựa vào muốn cũng không thành, còn phải đụng tới cái kia cơ hội. Quay lại nhìn có thể hay không cùng đế tôn sách một chút, để hắn mang ta đến tử diệu tinh tinh hạch, xác nhận một chút có hay không để Tiểu Lục Nhi ra đời nguyên tố thần tai. Hắn hiện tại muốn nhất sự tình, muốn đi vạn tinh bầu trời chiến trường, kiểm nghiệm chính mình trong khoảng thời gian này tu hành thành quả. Bây giờ hắn hai đại thần ý, đều đã trưởng thành đến rất cao trình độ, lần này huyết mạch thuế biến cũng không có mang đến thần ý đột phá. Con đường tu hành rất khó khăn, dù là có đế tôn khư, ta cũng khó có thể cùng trước kia bão táp, trừ phi ta có thể tại chúng sinh thiên ý phía trên, đạt được thu hoạch lớn hơn. Muốn chinh phục chúng sinh, thu hoạch được chúng sinh thần ý, thậm chí cùng tử diệu tinh chúng sinh triệt để nối liền cùng nhau, để bọn hắn vì chính mình cống hiến lực lượng, cái kia liền cần không gãy lìa phục bọn họ. Đánh bại Diệp Thần về sau, vạn tinh bầu trời chiến trường, là Lý Thiên Mệnh mới cơ hội. Bất kể nói thế nào, chúng sinh thần niệm là ta duy nhất nhanh chóng trưởng thành chi lộ, tuyệt không thể buông tha. Cho nên, tại tự thân an toàn có thể cam đoan tình huống dưới, hắn cao điệu, thì xong việc. Cái này cùng hắn tại trật tự chi địa sinh tồn phương thức, đã hoàn toàn khác biệt. Dựa vào đánh tan Diệp Thần một lần cao điệu, hắn cộng sinh thú toàn diện tiến hóa. Hiện tại, ngân trần số lượng đã đạt đến 7 triệu, Lý Thiên Mệnh trước đem dùng cho chiến đấu 5 triệu mang ở trên người. Còn lại để chúng nó chính mình sinh sôi. Thậm chí ngay cả bát giai thần tai kiếm khí, băng phong lưu ly thụ, Lý Thiên Mệnh đều đã hấp thu không ít. Dù là chỉ dung hợp nó 5%, kiếm huyết phù sinh 1 triệu uy lực, thì vượt qua còn lại ngũ kiếm. 6 kiếm hợp 1, mỗi một kiếm đều có kiếm thể, càng mạnh. Lúc này ở Lý Thiên Mệnh trên thân mỗi một cái giới tử phía trên, đều có màu đen hàn băng hình dáng kiếm khí tại du tẩu. Thậm chí, theo trên da rẻ của hắn, trong mắt, đều có thể nhìn đến bực này khiến người ta hít thở không thông kiếm khí chi vương. Chớp mắt giết người, dễ như trở bàn tay. Không sai biệt lắm, xuất phát. Tập hợp hết thảy về sau, hắn tại Tử Chân Tinh Thành mở ra thiên vị kết giới. Lần này bởi vì là đi vạn tinh bầu trời chiến trường, chỉ có thể một người, cho nên không mang theo Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ các nàng. Trước lúc này,
Lý Thiên Mệnh, ghi chép, mới thực lực. Ông! Quang mang lập lòe. Hắn thiên hồn bay đi, va vào cái kia dị độ ký ức không gian bên trong chạy như bay, màu phát sáng hổ điệp, đi tới Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên tinh linh lại tới dài dòng. Lý Thiên Mệnh thói quen tại giây phút đầu tiên, đem huỳnh hỏa trên người mình hình xăm vị trí rời. Hắn tằng hắng một cái, đối huyễn thiên tinh linh nói. Ta đã thu được tiến về, vạn tinh bầu trời chiến trường, tư cách, người dẫn ta đi. Không có vấn đề, bất quá người một cái mời, cần trước trả lời sao? Huyễn thiên tinh linh hỏi. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thần dụ công chúa. Huyễn thiên tinh linh nói. Nàng, đem nàng nam nhân đều đánh, còn đang tìm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh tâm lý có chút vui, hắn đổ là hiếu kỳ phản ứng của nàng, sau đó đối huyễn thiên tinh linh nói, vậy ta trước ứng ước đi. Theo ta đi. Trước mắt xuất hiện một cái quang mang vòng xoáy. Làm huyễn thiên tinh linh tiến vào bên trong thời điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi vào theo. Ông! Quang ảnh biến hóa. Người còn chưa tới, cũng đã nghe được phía trước du dương tiếng đàn. Quang mang lóe lên, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại một cái tĩnh mịch đêm tối trong hoàn cảnh. Trước mắt là một mặt thanh tịnh hồ nước phía trên treo rất nhiều đèn lồng quang hình chiếu ở trên mặt hồ, cho thấy một cái đối xứng thế giới. Bao quát hồ trung ương đình nghỉ mát, đều giống như trên nước một tòa, nước tòa tiếp theo. Trong lương đình, trắng như tuyết màn che phấn khởi, một người mặc lấy hoa lệ váy dài nữ tử ngồi ở trong đó, nàng cái kia gợn sóng hình tóc dài rủ xuống ở trước ngực. Cảm giác còn có chút ướt nhẹp, trên váy dài nửa người so sánh chặt chẽ, khi nàng thẳng tắp lúc ngồi, theo mặt bên càng có thể nhìn đến hắn tư thái linh lung, cái kia đường cong thì cùng sợi tóc của nàng một dạng uyển chuyển rung động lòng người. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh thực lực bây giờ vượt qua nàng bao nhiêu, thần dụ công chúa ung dung mỹ mạo cùng thân phận địa vị là sẽ không cải biến. Rõ ràng nàng mới là người đồng lứa, nhưng tối thiểu tại trên khuôn mặt, xem ra so, Mộ Tử Yên, cái này tinh vương muốn thành thục nhiều. Lúc này thời điểm tới tìm ta, không sợ chồng của ngươi ăn dấm đâu. Lý Thiên Mệnh đứng ở bên hồ, vẫn chưa từng có đi, mà chính là giống như cười mà không phải cười hỏi. Hắn tại vạn tinh bầu trời chiến trường, cũng sẽ không biết ta tại nhàn hạ thời điểm gặp qua người nào. Thần dụ công chúa đem ngón tay thon dài theo trường cầm phía trên rời, đứng dậy, kéo lấy váy dài đi tới đỉnh nghỉ mát bên cạnh, cùng Lý Thiên Mệnh cách hồ nhìn nhau. Há, cái kia đây chính là riêng tư gặp, thẳng kích thích. Lý Thiên Mệnh cười cười, hắn vốn cho rằng đối phương là buồn bực xấu hổ đâu, kết quả nàng thoải mái, cũng nhỏ nở nụ cười. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhân tiện nói. Người muốn nói cái gì cứ nói đi, ta thời gian đang gấp đâu, ta cũng muốn đi vạn tinh bầu trời chiến trường, về sau, ta sẽ còn đoạt hắn danh tiếng, tiếp tục áp chế hắn, đây hết thảy ngươi đều đến thói quen. Đương nhiên cũng đừng trách hắn không được, muốn trách thì trách ta quá ưu tú đi. Nghe xong đoạn văn này, thần dụ công chúa cười khúc khích, dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Nàng ôn nhu nói, ta phát hiện ngươi tính tình không đồng dạng đâu, trước kia rất tùy ý, giống như là nhà bên Nam Hải, cái gì đều không cái gọi là, mà bây giờ lộ ra lại cuồng ngạo lại làm ra vẻ, luôn cảm thấy giống như là cứ thế mà giả vờ. Ta biết ngươi đây là muốn cuồng cho Tử Tiêu đế cung nhìn, lấy thu hoạch càng nhiều chống đỡ, ở trước mặt ta ngươi không cần dạng này. Nàng ngược lại là cực kỳ thông minh. Biết cái này một bộ cuồng chảnh khốc khoe nổ banh trời dáng vẻ, cũng không phải là Lý Thiên Mệnh chân thực tính cách. Hắn trên thực tế là một cái cẩn thận, trầm tĩnh người. Cho nên, Lý Thiên Mệnh biết, trong lời nói của nàng có lời nói. Cho nên, tuy nhiên cục diện đã đến tình trạng không thể vãn hồi, nhưng trên thực tế, ngươi vẫn là có rời đi Tử Tiêu đế cung, đi vào chúng ta thần diệu hoàng triều lý do, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, ngươi ở bên này thuận vị, sẽ vượt qua Diệp Thần. Thần dụ công chúa nói, nàng hai mắt ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, nháy đều không nháy mắt một chút, lộ ra nhất là chân thành tha thiết. Lý do đâu, ngươi biết, ta hiện tại vô cùng dễ chịu, hoàn toàn không cần thiết đi các ngươi thần diệu hoàng triều mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh nói, dễ chịu sao, thế nhưng là ta suy đoán, ngươi có lẽ liền muốn vào, đế tôn khư, đều phải hao phí công phu rất lớn a. Chớ nói chi là triệt triệt để vận dụng Tử Tiêu đế cung tư nguyên. Thậm chí. Cái kia tinh vũ đế tôn vì để cho ngươi có thể phục chúng, cưỡng ép cho ngươi một cái tinh vương thân phận, tốn nhiều kinh đây. Thần dụ công chúa nói. Lý Thiên Mệnh cười, ra hiệu nàng nói tiếp. Lý Thiên Mệnh, đúng, đây là ngươi chân chính tên, ta
ta muốn đoạn thời gian này đến nay, ngươi dĩ nhiên minh bạch, tại Tử Tiêu đế cung bên trong, đế tôn cùng cung thị nhất tộc cũng không có quyền lực tuyệt đối, bọn họ năm đại tinh thần vương tộc, ngạo mạn, bài ngoại, đối cung thị nhất tộc nhìn chằm chằm. Ngươi cùng cung thị nhất tộc dắt lôi kéo cùng nhau, sẽ chỉ làm bọn họ vừa yêu vừa hận, chỗ tại dạng này một cái cắt đứt, ngươi lừa ta gạt trong vòng xoáy, lúc đó lãng phí sinh mệnh của ngươi cùng thiên phú, để ngươi làm mỗi một việc đều nhất là phiền phức. Xem xét lại ta thần diệu hoàng triều, thiên hạ nhất thống, chúng ta thần diệu tộc nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, chúng ta mới là tử diệu tinh đệ nhất. Chúng ta có thể cho ngươi cao hơn thuận vị, thậm chí vượt qua tinh vương, thân phận. Thần dụ công chúa nói, thân thể bay qua mặt hồ, hướng về Lý Thiên Mệnh bên này chạy như bay tới. Cái kia thật dài váy phía dưới một đôi tròn trịa chân dài như ẩn như hiện. Nói cho tới khi nào xong thôi, nàng vừa tốt đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Cái gì đều có thể cho ta? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng. Bao quát ngươi sao? Hắn nhìn chằm chằm thần dụ công chúa nhìn. Thần dụ công chúa ngơ ngác một chút, lắc đầu cười nói, ngươi thôi đừng chém gió, ta biết bên cạnh ngươi có một cái nguyên dực tộc nữ hài, có thể xinh đẹp đây. Mỹ nhân ta sẽ ngại nhiều sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hắn cái này nóng rực ánh mắt, chằm chằm đến thần dụ công chúa sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Nàng cúi đầu xuống, lui về phía sau mấy bước. Nàng chưa kịp cho ra đáp án, Lý Thiên Mệnh lại hùng hổ dọa người, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng nhất định phải đem Diệp Thần giết, một núi không thể chứa hai hổ, ta cũng không muốn cùng hắn tiếp tục cạnh tranh tranh đi xuống. Được rồi, ngươi chớ quá mức, không thể nào. Thần dụ công chúa lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi nói. Ngươi biết không có khả năng còn tới lải nhải, về sau vẫn là thiếu tính toán đi, ngươi thần diệu hoàng triều nếu có thể cầm xuống ta cùng Diệp Thần hai cái kia quyền chủ động ngay tại trên tay các ngươi, mặt khác, lần trước Liễu Hoàn Hoàn sự tình không có gì bất ngờ xảy ra cũng là ngươi làm, ta còn không có tìm ngươi phiền phức đâu. Hôm nay tới ưng ước, cũng là cảnh cáo ngươi khiêm tốn một chút, khác tự cho là thông minh đem người khác làm ngu ngốc. Lý Thiên Mệnh liên tục vài câu, nói đến thần dụ công chúa liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt càng thêm quẫn bách. Tử Tiêu đế cung nội bộ là có rất nhiều phiền phức, nhưng đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn cùng thần diệu hoàng triều đã sớm càng không khả năng. Mà lại lúc này thời điểm, chuyển nhượng, cái kia còn đều gánh vác một cái phản bội bêu danh. Thần dụ công chúa, về sau đừng đến phiền ta, hiểu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nữ nhân này đẹp mắt là đẹp mắt, cũng là nghĩ ra được hơi nhiều, tự cho là có thể khống chế hết thảy, kỳ thật nàng không thể. Ta vẫn là nhìn lầm ngươi, người bản tính phía trên thật là kiêu ngạo, vô lễ. Thần dụ công chúa hít sâu một hơi, sau đó không vui nói. Tạm được. Lý Thiên Mệnh cũng coi là triệt để gãy mất tâm tư của nàng. Có điều, cũng không cần cao hứng quá sớm, một lần thắng bại không có nghĩa là vĩnh viễn. Nàng nói. Xem ra, nàng cũng chính thức từ bỏ. Không lại dây dưa, ngược lại càng tốt hơn. Hoàn toàn đem tâm tư đặt ở Diệp Thần trên thân, không lại cưỡi lừa tìm lập tức. Có lẽ sinh tại dạng này thịnh thế đại tộc. Nàng vô ý thức cho rằng trên đời này tốt nhất người kia, chỉ thuộc về nàng đi. Ngươi nói đúng, lần sau nếu là còn cùng Diệp Thần giao thủ, ta đoán chừng không thắng được. Lý Thiên Mệnh lưu lại câu này ý vị thâm trường lời nói, thoáng qua liền rời đi. Hắn sao sẽ biết Diệp Thần đến Thần Dương Vương cảnh? Thần dụ công chúa sửng sốt. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì lần trước đem Diệp Thần ngược quá độc ác. Nếu như còn có giao phong cơ hội, lần này tối thiểu đến chống đỡ một chút, để Tử Tiêu đế cung minh bạch Diệp Thần còn có cùng mình chống lại tư cách, minh bạch Diệp Thần không có kém như vậy. Dạng này, năm đại tinh thần vương tộc mới có thể ý thức được tầm quan trọng của mình. Tòng thần dụ công chúa tiếp khách chi địa sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp để huyễn thiên tinh linh, mở ra thông hướng, vạn tinh bầu trời chiến trường, thông đạo. Tới trước Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh, huyễn thiên chi nhãn. Chỗ đó có thông hướng, vạn tinh bầu trời chiến trường, thông đạo. Cái gọi là huyễn thiên chi nhãn, chẳng khác nào là Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, cùng ngoại giới kết nối điểm. Được. Lý Thiên Mệnh bước vào một cái quang ảnh vòng xoáy bên trong. Huyễn thiên chi cảnh ảo diệu có hai cấp độ, trong đó cấp bậc thấp, là hằng tinh nguyên thế giới nội bộ liên hệ, để cách nhau mấy ngàn vạn dặm hai cái tông môn người, có thể tại huyễn thiên chi cảnh phía trên tùy tiện gặp gỡ. Mà hắn, cao tầng thứ, mới là căn bản.
Cái kia chính là trật tự tinh không, vạn tinh liên hệ, vạn tinh quyết đấu. Để không có tận cùng trật tự tinh không biến đến không có khoảng cách, để cả đời không có khả năng gặp gỡ, cách nhau ngàn tỷ dặm khoảng cách mọi người có thể mặt đối mặt chiến đấu. Vạn tinh hỗ thông căn bản chi địa, cũng là vạn tinh bầu trời chiến trường. Trật tự tinh không bên trong phàm là huyễn thiên thần tộc đặt chân hàng tinh nguyên thế giới, đều kiến tạo huyễn thiên chi cảnh. Mỗi cái ngôi sao đều có độc lập huyễn thiên chi cảnh, những thứ này huyễn thiên chi cảnh thì là thông qua vạn tinh bầu trời chiến trường nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái trật tự tinh không huyễn thiên mạng lưới. Cái này dẫn đến bây giờ trật tự tinh không, tương đương với nắm giữ hai thế giới. Một cái thế giới là vô tận tinh không, hắc ám rừng rậm, hàng tinh nguyên thế giới ở giữa ngăn cách khoảng cách vô tận, theo không chạm mặt, một khi chạm mặt, rất có thể là tranh đoạt hàng tinh nguyên sinh tử chém giết. Một cái thế giới khác không có khoảng cách, vạn tinh liên hệ, giữa người và người trò chuyện vui vẻ, ngăn cách ngàn tỷ dặm người tỷ thí với nhau, lẫn nhau tiến bộ, thậm chí trao đổi thiên hồn. Một cái là âm lãnh hiện thực, một cái là ấm áp huyễn cảnh. Cuối cùng, cũng là huyễn thiên chi cảnh sẽ không chết người, lại không có hàng tinh nguyên tranh chấp. Một khi hình thành cừu hận, có tranh chấp, thế giới vốn là không có nhiều như vậy mỹ hảo. Tại trật tự tinh không vạn tộc huyễn thiên chi cảnh kết nối, giao lưu bên trong, vạn tinh bầu trời chiến trường, cũng là như mạng nhện một dạng trải rộng dị độ ký ức không gian, vô cự cách thông đạo. Này bằng với tử diệu tinh người, nhất mộng ở giữa, vượt qua vạn vạn ức khoảng cách, ở thế giới một góc khác, cùng người khác luận bàn, đàm tiếu, thậm chí nói chuyện yêu đương, cả một đôi huyễn thiên người yêu. Đây cũng không phải là hư. Huyễn thiên người yêu, cái kia tại huyễn thiên chi cảnh có thể tương đương lưu hành. Lại thêm huyễn thiên chi cảnh, thể nghiệm, chân thực, rất nhiều nam nhân nhất mộng tỉnh lại, đúng quần đều là ẩm ướt. Dù sao, mỗi một lần thể nghiệm huyễn thiên chi cảnh ảo diệu, Lý Thiên Mệnh đều phải cảm khái một câu. Huyễn thiên thần tộc, châu bò. Ông, tại suy nghĩ biến hóa bên trong, hắn đi tới huyễn thiên chi nhãn. Tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh, là một cái màu phát sáng hồ điệp bộ dáng, mà hắn huyễn thiên chi nhãn, ngay tại hồ điệp trên ánh mắt. Lý Thiên Mệnh hiện tại dưới chân, cũng là một cái mỹ lệ vạn trượng ánh mắt. Vô cùng lộng lẫy. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu trắng, cái kia vòng xoáy cũng là vạn tinh bầu trời chiến trường, bầu trời thông đạo. Tiến vào bầu trời thông đạo, liền sẽ bị mang đi vạn tinh bầu trời chiến trường, người vừa cầm giữ có tư cách, cần phải hoàn thành một lần, sàng chọn quyết đấu, mới có thể tiến nhập, nhất cấp thanh hư chiến trường. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phát hiện, chính mình vội vã đến, lại đối cái này vạn tinh bầu trời chiến trường một điểm giải đều không đây. Ý là chờ một lát, ta muốn cùng người đánh một trầu. Hắn hỏi. Đúng. Đối thủ là người nào? Giống như ngươi, gần nhất thông qua xét duyệt nhân tinh hư không vạn tộc thành viên, số tuổi cùng ngươi tương đương, mỗi một cái trên cơ bản đều là hắn hàng tinh nguyên thế giới tối thiểu bài danh trước ba thiên tài, hết thảy 10 người hỗn chiến, chỉ có cuối cùng người còn sống sót. Mới có thể thu được tiến vào, nhất cấp thanh hư chiến trường, tư cách, thực sự trở thành vạn tinh bầu trời chiến trường một viên. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. 10 người hỗn chiến, mỗi một cái đều là diệp thần loại này. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Cái kia ngược lại là không đến mức, nhưng tối thiểu có tử tinh bảng trước 4 mức độ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, cái kia chính là tối thiểu là Lý Hạo Thần như thế. Nhưng đây là thấp nhất mức độ, tồn tại mạnh hơn cũng không nhất định. Mà lại 10 người hỗn chiến, có lúc mạnh nhất hiển nhiên sẽ bị vây công. Mặt khác, nhất cấp thanh hư chiến trường là, hắn hỏi, vạn tinh bầu trời chiến trường phân biệt có thanh hư, bầu trời, chí tôn ba cái khu vực, thanh hư bên trong chiến trường đều là 100 tuổi hạ tu luyện giả, bầu trời là 500 tuổi trở xuống, chí tôn thì là tối cao chiến trường. Mỗi một cái khu vực đều có cấp 9, nhất cấp thanh hư chiến trường là cánh cửa, thực lực càng mạnh, liền có thể tiếp tục đề cao quyền hạn. Tiến vào cao cấp hơn chiến trường, đồng thời đạt được huyễn thiên thần tộc khen thưởng. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Hắn là 100 tuổi trở xuống, vậy cũng chỉ có thể tiến thanh hư chiến trường, mà không phải bầu trời, chí tôn. Thanh hư chiến trường hết thảy có cấp 9, càng là hướng bên trên khiêu chiến, có khả năng lấy được khen thưởng thì càng nhiều. Còn có thể có khen thưởng A, là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huyễn Thiên Thần Tộc vì tăng cường tinh không vạn tộc ở giữa giao lưu, cổ vũ hằng tinh nguyên thế giới tu luyện giả tham dự vạn tinh bầu trời chiến trường, chủ động dâng ra chiến quyết, công pháp, thiên hồn các loại khen thưởng, thậm chí còn có thể thông qua tinh hải thần hạm đưa ra vũ trụ thần nguyên,
trật tự thần binh các loại thực thể khen thưởng. Đây là vĩ đại huyễn thiên thần tộc vì trật tự tinh không làm ra cống hiến, một cái trao đổi lẫn nhau, cùng một chỗ trưởng thành tinh không vạn tộc, sẽ chỉ mạnh hơn, chúng ta huyễn thiên thần tộc phụng hiến tinh thần, đáng giá tất cả mọi người kính nể. Huyễn thiên tinh linh dõng dạc nói. Tất cả khen thưởng, đều đến từ huyễn thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Cái kia đến ra bao nhiêu huyết a? Hợp lý sao? Đó cũng không phải, mỗi cái hằng tinh nguyên thế giới, mỗi một đoạn thời gian, đều phải hướng, huyễn thiên liên minh, quyên tặng nhất định thu hành tư nguyên, để mà vạn tinh bầu trời chiến trường khen thưởng. Làm sao có điểm giống thu bảo hộ phí? Lý Thiên Mệnh hỏi. Im miệng, đừng muốn chuyện phiếm, nếu không ta huyễn thiên thần tộc liền sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Huyễn thiên tinh linh cả giận nói. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lớn như vậy chủng tộc, không phải dựa vào phụng hiến xưng bá. Đi trước nhất cấp thanh hư chiến trường. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vọt vào bầu trời thông đạo. Một cái kia ở trên không xoay tròn vòng xoáy màu trắng, đem Lý Thiên Mệnh cái này nhỏ bé thiên hồn trực tiếp nuốt vào, tựa như là cá voi nuốt tôm tép nhỏ bé giống như, một chút cảm giác đều không có. Ong ong ong. Lý Thiên Mệnh tại thế giới trắng mịt mờ này bên trong, cấp tốc hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Cho dù là thiên hồn, cũng có thể cảm giác được mình tại vượt qua xa khoảng cách xa, tại lao tới thiên địa vũ trụ vùng đất xa xôi. Hô hô hô, trước mắt vô số kỳ quái thế giới, tại lấy tốc độ khủng khiếp biến đổi. Trong lúc nhất thời hoa mắt, tựa như trong nháy mắt, liền thấy ngàn ngàn vạn vạn thế giới, lướt qua vô số người nhân sinh. Lớn đến thiên địa mới sinh, long trời lở đất thanh âm, nhỏ đến sinh linh ồn ào, lá cây vang xào xạc thanh âm, bên tai không dứt. Trong mơ hồ, nguyên một đám đủ loại màu sắc hình dạng hằng tinh nguyên thế giới, tại trên thân thể đụng tới. Duy nhất không biến, chính là cái kia huyễn thiên tinh linh còn tại bên cạnh mình. Nó bất động như núi, hỏi, người muốn công bố người tại vạn tinh bầu trời chiến trường đối chiến chi tiết sao? Khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh đón gió bạo hỏi. Nếu như công bố, chỉ cần ngươi giao chiến, từ diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong tất cả mọi người, đều sẽ thu đến nhắc nhở, thu hoạch được ngươi đối chiến quan chiến quyền lực. Nếu như ngươi không nguyện ý công bố, vậy liền không ai có thể trông thấy. Huyễn thiên tinh linh nói. Phần lớn người lựa chọn là. Đương nhiên là công bố. Dù sao chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường, chính là một loại vinh diệu, mỗi cái người tham chiến đều là đại biểu thế giới của mình, bị vạn chúng chú mục. Huyễn thiên tinh linh nói. Nếu như ta công bố, chỉ có tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong có thể nhìn đến, thế giới khác người có thể nhìn đến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Hắn muốn hiểu rất rõ ràng. Tình huống bình thường không thể, trừ phi đối thủ của ngươi bên trong có bọn họ thế giới người tham chiến, mà đối phương lựa chọn công bố. Huyễn thiên tinh linh nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Ngươi lựa chọn công bố sao? Huyễn thiên tinh linh hỏi. Đương nhiên. Chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường. Một mặt là Lý Thiên Mệnh đối tinh không vạn tộc hiếu kỳ, muốn thông qua huyễn thiên chi cảnh, chứng kiến cái này trật tự tinh không chân chính hạch tâm lĩnh vực. Một phương diện khác chính là cho Tử Tiêu Đế Cung nhìn. Muốn làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Cho nên hắn đương nhiên muốn công bố. Ta cùng Diệp Thần tại huyễn thiên chi cảnh bên trong thế hòa không phân thắng bại chi trước khi chiến đấu, không nghe người ta nói hắn chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường chi tiết, đoán chừng khi đó hắn không có công bố. Thế hòa không phân thắng bại chi sau khi chiến đấu, hắn mới tại vạn tinh bầu trời chiến trường gây nên oanh động, chỉ sợ là lựa chọn công bố đi. Thì nghĩ như vậy thời điểm, cái này quang mang vạn trượng bầu trời thông đạo chỗ sâu, xuất hiện một điểm đen dần dần phóng đại, biến thành một cái đường kính hơn 1 mét vòng xoáy màu đen. Làm vòng xoáy màu đen đường kính đến 2 mét thời điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đụng vào. Tử Diệu Tinh đệ tử Lý Thiên Mệnh xin hãy chuẩn bị. Lập tức đến số hiệu 975 tam nhất số, Vạn Tinh Hải, người đem ở chỗ này tiến hành một trận 10 người hỗn chiến, đối thủ của ngươi đến từ còn lại 9 cái hằng tinh nguyên thế giới. Như Tử Tiêu Đế Cung dạng này thế lực, tại 30 tuổi trở xuống, cũng chỉ có một danh ngạch, có thể thấy được có thể đi tới nơi này có bao nhiêu khó. Như vậy mặt khác 9 vị, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ông! Hắn vọt vào chiến trường. Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Ngay tại tu hành, chiến đấu những người tu luyện, đều phải đến bọn họ huyễn thiên tinh linh nhắc nhở. Tử Diệu Tinh đệ tử Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất bước vào vạn tinh bầu trời chiến trường, sắp tiến hành,
Vạn Tinh Hải 10 người hỗn chiến, hắn lựa chọn công bố đối chiến chi tiết, xin hỏi cần muốn quan chiến sao? Trong lúc nhất thời, vô số người lựa chọn quan chiến. Mỗi người đều có một cái chinh phục tinh thần đại hải mộng tưởng. Tử Diệu Tinh những người tu luyện, đem mộng tưởng này ký thác đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Cái gọi là Vạn Tinh Hải, hẳn là một cái kết nối, Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường, lôi đài hình chiến trường. Xem như Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường lối vào. 10 người hỗn chiến, duy nhất người chiến thắng mới có tư cách bước vào huyễn thiên chi cảnh Vạn Tinh chiến trường. Tại buông xuống cái này Vạn Tinh Hải cái cuối cùng trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh hỏi huyễn thiên tinh linh một vấn đề cuối cùng. Cái kia chính là, tại cái này Vạn Tinh Hải bị đào thải 9 người, sẽ là hậu quả gì? Hắn lấy được đáp án là, người bị đào thải tạm thời không thể vào Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường, nửa năm sau mới có lần sau xin tư cách. Hậu quả như vậy tuy nhiên không có tổn thất, nhưng đối với có chí muốn tại Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường sáng chế tên tuổi người trẻ tuổi tới nói, hiển nhiên vô cùng lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh cần tại Tử Tiêu Đế Cung bảo trì chính mình cao quang biểu hiện, cho nên trong lòng của hắn rõ ràng, lần này hắn nhất định muốn thắng. Ông! Vừa đến nơi đây, trước mắt liền truyền đến từng đợt oanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang ở một tòa phát biển ánh sáng phía trên, tạo thành đại dương này cũng không phải là nước biển, mà chính là nguyên một đám ngôi sao lớn chừng quả đấm, bọn họ có thể tuy nhiên không lớn, nhưng là quang mang phá lệ lập lòe, hơn nữa còn đủ mọi màu sắc, kéo dài vô tận không gian. Huyễn thiên chi cảnh hết thảy đều là hư giả, cho nên mặc kệ thấy cái gì, Lý Thiên Mệnh đều không có phản ứng gì, nơi này nhiều nhất bất quá chỉ là một cái lôi đài. Hắn chú ý là đối thủ. Cho nên, chân của hắn vừa mới dẫm tại cái này tinh thần hải dương phía trên thời điểm, hắn liền bắt đầu xem kỹ chung quanh. Ba con mắt, có thể nhẹ nhõm nhìn đến tất cả thị giác. Không thể không nói, chiến trường này sán lạn vô cùng. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh chính mình. Làm hắn lựa chọn công bố chiến đấu chi tiết về sau, Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh những người thu luyện, cũng có thể nhìn đến cái này, Vạn Tinh Hải, màu phát sáng hình ảnh. Tinh thần hội tụ vì biển, ngôi sao ánh sáng chiếu rọi lấy Lý Thiên Mệnh, đem hắn cái kia trắng mái tóc dài vàng óng, đồng dạng nhuộm thành đủ mọi màu sắc, liền da thịt đều cho thấy trong suốt sáng long lanh màu sắc. Bởi vì là huyễn thiên chi cảnh, cho nên cộng sinh thú thiên hồn đều hóa thân thành hình xăm, bây giờ hình xăm cũng đều lập lòe lên. Để cả người hắn xem ra càng thêm yêu dị. Ngay tại Lý Thiên Mệnh phóng nhãn tứ phương thời khắc, những đối thủ của hắn một vừa hàng lâm. Từng đạo thiên hồn quang mang, rơi vào Vạn Tinh Hải phía trên, làm quang mang tiêu tán thời điểm, những cái kia đến từ còn lại vô cùng xa xôi hằng tinh nguyên thế giới đỉnh phong các thiên tài, nguyên một đám xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Tăng thêm Lý Thiên Mệnh hết thảy 10 người, rất nhanh liền đủ. 9 người này có thể tại hằng tinh nguyên thế giới xưng bá, đoán chừng đa số đều là đế tôn cấp bậc dòng chính con nối dõi, mỗi người tối thiểu khí độ bất phàm lại đều có đặc sắc, trên thực tế cũng xác thực như thế. Lập tức xuất hiện 9 người, vốn là khó có thể phân biệt, có thể cái này 9 vị mặc kệ là lớn lên vẫn là khí chất, cũng có thể làm cho người trong nháy mắt nhớ kỹ các nàng, thậm chí trong đầu vung đi không được. Ta đi. Tại loại trường hợp này, Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua đi qua. Biểu lộ lập tức ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này Vạn Tinh Hải chi chiến, vậy mà lại là quang cảnh như thế. Nhìn đến cái này 9 cái Vạn Tinh đỉnh phong thiên tài, Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong, đều vang lên từng đợt tiếng kinh hô âm. Là bởi vì những người này rất mạnh, sớm đã danh chấn tinh không? Dĩ nhiên không phải. Những người này cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, đều là Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường tân thủ. Tử Diệu Tinh dân chúng không có khả năng nhận biết cái này một nhóm người. Tránh thức để Lý Thiên Mệnh cùng Tử Diệu Tinh tu luyện giả dở khóc dở cười là. Đều là nữ. Liếc mắt qua, cái này 9 cái đều là thiên kiều bá mị ngoại tinh mỹ nhân. Trước mắt oanh oanh yến yến, châu quang lưu màu, mỗi một vị đều có thần dụ công chúa khí độ cùng dung mạo, lại mỗi người đều mang đặc sắc, quan trọng còn rất có dị vực phong tình, trong lúc nhất thời gọi người nhìn hoa cả mắt, máu mũi dâng lên. 10 người hỗn chiến, một nam cửu nữ. Nói thật, loại tình huống này còn tương đối hiếm thấy, bình thường tới nói nam nữ tỷ lệ bên trong nam tính sẽ nhiều hơn một chút. Có điều, giới tính cùng thực lực quan hệ không lớn, các nàng có thể đứng ở vị trí này, hẳn là cũng rất khó đối phó, đều có chính mình chỗ hơn người. Lý Thiên Mệnh ngược lại không phải là khinh thị các nàng, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này nam nữ phối trí rất hiếm thấy mà thôi. Không chỉ là hắn.
cái kia 9 vị thiên chi kiều nữ đồng dạng ngạc nhiên, các nàng đôi mắt đẹp chớp động, lẫn nhau quan sát, ào ào môi đỏ khẽ nhếch, hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đều là nữ sao? Tựa như là. Lý Thiên Mệnh nhất thời mồ hôi lạnh toát ra. Có nam a. Hắn đang quan sát những cô gái này thời điểm, phát hiện một kiện chuyện rất thú vị, cái kia chính là đỉnh đầu của mỗi người phía trên, vậy mà đều có văn tự đây. Hắn ngẩng đầu phát hiện mình cũng có. Trên đó viết, Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Trên thực tế cũng là vạn tinh bầu trời chiến trường, đem thân phận của các nàng, lai lịch trực quan tiêu chú đi ra, để mỗi người đều có thể cấp tốc nhận biết những người khác, nhưng cũng chỉ thế thôi, như là cảnh giới, thủ đoạn, tu luyện phương thức các loại tin tức, đều không có công bố. Hắn nhìn lướt qua đi qua. Chỉ thấy các nàng là Lam Lăng Nhật, Vũ Đô Linh Nhi, Xích Tuyền Song Tinh, Diêu Mễ Mễ, Hoang Nguyên Giới, Độc Cô Khuynh Thành, Cổ Kiếm Tinh Động, Phong Ngữ Tuyết, Đế Hỏa Thần Tinh, Khương Lâm Vi. Chờ chút, không cần nhìn khí chất, mỹ mạo và khí chàng, chỉ là những tên này, xem xét chính là các nàng mỗi người hằng tinh nguyên thế giới, nữ chính. Trật tự chi địa cái này đệ nhất đế tôn không có nữ nhi, so sánh một chút, xác thực cũng liền thần dụ công chúa, cùng các nàng so sánh giống, trên đại thể đều là gia thế khủng bố, chúa tể hằng tinh nguyên danh môn đế nữ. Tại con đường tu hành phía trên, tránh thức bò lên trên ngọn núi cao nhất thiên tài, xuất từ cây cỏ còn thật không nhiều, Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thần xem như ngoại lệ. Truyền thừa, là giới tu hành yếu tố đầu tiên. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, liền gà chó đều có thể lên trời, người nào không đem có được chính mình huyết mạch con gái nâng lên đỉnh phong. Cái gì Xích Tuyền Song Tinh, Hoang Nguyên Giới, Lam Lăng Nhật, những thứ này kỳ thật đều là hằng tinh nguyên thế giới, chỉ là cách gọi khác biệt. Cũng liền Cổ Kiếm Tinh Động đoán chừng cùng lần trước thấy qua Nguyên Nguyên Tinh Động một dạng, thuộc về hằng tinh nguyên sụp đổ sau thế giới. Thế giới của các nàng không hề nghi ngờ khoảng cách Tử Diệu Tinh rất rất xa, tại trật tự tinh không căn bản đụng không đến, Lý Thiên Mệnh lại có thể ở chỗ này cùng các nàng tranh phong, nói rõ huyễn thiên thần tộc xác thực cải biến thế giới. Lý Thiên Mệnh lưu ý một chút, cái này 9 cái đối thủ phân phối ngược lại là thẳng đều, theo thứ tự là 3 cái quỷ thần tộc, 3 cái thức thần tu luyện giả, 3 cái ngự thú sư. Thiên Phú đỉnh phong thức thần tu luyện giả cùng ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh đều gặp, Lý Hạo Thần, Thần Dụ Công Chúa, Diệp Thần đều thuộc về loại này, ngược lại là cấp bậc này quỷ thần tộc, Lý Thiên Mệnh lại chưa thấy qua. Tỷ như cái kia Xích Tuyền Song Tinh, Diêu Mễ Mễ, đây là một cái mọc da phấn sắc mắt to mắt thiếu nữ, sợi tóc quăn xoắn, rậm rạp tóc bên trong còn một cặp lông xù hồ ly lỗ tai, ở tại sau lưng còn có mấy điều mềm mại cái đuôi hồ ly. Cô nương này dài đến phá lệ mê người, thanh âm mềm manh. Nghe có một loại xốp giòn cảm giác nhột, loại kia dị vực, dị tộc phong tình, có một phen đặc biệt tư vị. Còn có một cái nữ hài, hình thể có chút giống là con thỏ, một đôi bắp đùi lão lớn lên, tròn trịa có lực, còn có hai cái thật dài trắng như tuyết lỗ tai. Dạng này quỷ thần tộc, mở ra Lý Thiên Mệnh tân thế giới, hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai quỷ thần tộc loại hình nhiều như vậy, mà lại cũng có thể đẹp mắt như vậy. Đương nhiên, muốn nói đẹp mắt lời nói. Còn lại 6 vị thuần chính thức thần tu luyện giả cùng ngự thú sư, vậy cũng coi như không tệ. Đều là mỹ nhân a, đáng tiếc các nàng chân thân cách người cách xa vạn dặm, thấy được sờ không được, ha ha. Huỳnh Hỏa hóa thành phi điểu treo trên vai của hắn, phình bụng cười to. Lăn ngươi. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ của nó. Bất quá nó ngược lại là nói không sai, không quản các nàng là ai, như thế nào, có cái gì dị vực phong tình, cái kia đánh vẫn là đến đánh. Cả một đời cũng liền gặp lần này, là người hay là chó cũng không đáng kể. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, đối diện 9 cái cô nương, cũng nghe được Huỳnh Hỏa cái này càn rỡ bảo. Sau đó, các nàng liếc nhau một cái, ăn ý 10 phần. Trước tiên đem nam này xử lý, chúng ta lại phân thắng bại đi. Một cái gọi, Vũ Đồ Linh Nhi, thiếu nữ nói. Đồng ý. Trong lúc nhất thời, 9 nữ nhân để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Đậu phộng. Rước họa vào thân, Huỳnh Hỏa một mặt ngượng ngùng, không có chút nào hối cải chi ý. Gà đại ca châu bò, để cho chúng ta cùng một chỗ đánh ngã những thứ này thối nữ nhân, phía trên. Miêu miêu phấn chấn nói. Nói người nào thối nữ nhân nha, tiên tiên sâu xa nói. Muội tử yên tâm, mèo ca nói đến không phải ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ là một gốc nữ cây. Miêu miêu cưỡng ép giải thích. Bọn họ mấy cái vẫn là lớn gan, đối diện 9 nữ tử đều thẳng tiếp đeo lên Lý Thiên Mệnh. Bọn họ còn ở lại chỗ này nói nhảm đây. Tại bọn họ lúc nói chuyện,
Lý Thiên Mệnh thiên hồn, đã đứng trước uy hiếp chí mạng. Lý Thiên Mệnh cầm Lý Hạo Thần đến đối so với các nàng, ít nhiều có chút khinh thị các nàng. Trong lúc các nàng xuất thủ thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện Lý Hạo Thần chỉ là các nàng kém cỏi nhất mức độ. 9 người này bên trong mạnh nhất 1-2 cái, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Tỷ như cái kia đến từ Lam Lăng Nhật Vũ Đô Linh Nhi. Cô nương này là một cái bát kiếp thức thần tu luyện giả, người này hai mắt một lam một hồng, một nửa đóng băng, một nửa hừng hực, tinh luân nguyên lực thủy hỏa một thể, trong khi thức thần theo trên thân đản sinh thời điểm, hết thảy 8 cái thức thần, lại chia làm 2 cái hệ liệt. Trong đó một phương 4 cái cự nhân hàn băng bao phủ, hơi nước bốc lên, đó là một loại gọi là tôn thủy thần, thức thần, mặt khác 4 cái cự nhân toàn thân quấn quanh liệt hỏa, trên thân quấn quanh hỏa xà, thần uy cuồn cuộn, chính là một loại gọi là tôn hỏa thần, thức thần. Vũ Đô Linh Nhi thiện dùng song kiếm, bát đại thức thần hộ thể, người này tính tình một nửa băng lãnh, một nửa cương liệt, từ nàng chủ đạo trước trừ rơi Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng cũng không có núp ở phía sau mặt, mà chính là giết tại phía trước nhất. Vũ Đô Linh Nhi chỉ là các nàng một trong. Còn lại 8 vị đều không nhàn rỗi. Nói trắng ra là, các nàng đều là cao ngạo thế hệ. Không quản các nàng lại nghĩ tiến vạn tinh bầu trời chiến trường, tại quê hương mình hằng tinh nguyên thế giới ngàn tỷ người trong ánh mắt, các nàng cũng muốn thắng được xinh đẹp, mà không phải dựa vào âm mưu quỷ kế. Cho nên có thể rõ ràng cảm giác, các nàng động thủ rất thẳng thắn, hoàn toàn không có lẫn nhau tính kế ý tứ. Các nàng không kiềm chế lẫn nhau, chỉ là dẫn đến Lý Thiên Mệnh áp lực to lớn. Trong lúc nhất thời, 3 cái quỷ thần tộc sử dụng cường hãn nhục thân cùng thần thông, theo 3 phương hướng phóng tới Lý Thiên Mệnh. Đừng nhìn cái kia, Thiên Hồ Ma tộc, Diêu Mễ Mễ dáng người mảnh mai, làm lực lượng của nàng bạo phát lúc đi ra, đánh thẳng vào giống như một đầu cự thú, cơ hồ nháy mắt thì giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, trong tay mốt cây đoạn kiếm hướng về Lý Thiên Mệnh trên cổ họng vuốt đi qua. Thật cay. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói cái này huyễn thiên chi cảnh quá biến thái. Đây rõ ràng là một loại mô phỏng chiến đấu, làm đối phương công kích đến thời điểm, liền trên người nàng mùi thơm đều nghe được rõ ràng. Bỗng nhiên bị vây công, hắn căn bản không có đường lui. Trước đối phó ta, nói rõ các ngươi chọn đúng rồi. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, hắn cộng sinh thú toàn bộ đi tới chiến trường. Ông! Huỳnh hỏa dương cánh ngàn mét, bay qua thượng thiên, cánh quét qua dùng lục đạo hỏa liên chặn rất nhiều thần thông. Rầm rầm rầm! Nổ tung màu đen lôi đình nổ tung, một đầu triển khai bát quái đế ma thiên dực đế ma hỗn độn trên thân, vô tận lôi đình vòng xoáy nổ tung. Cái này cường hãn thần thông chi lực, để vây quanh trùng kích đi lên 9 cái mỹ nhân toàn bộ nhíu mày bay ngược. Ầm ầm, màu đen hỗn độn lôi đình bao phủ ra ngoài, dẫn phát chói tai nổ tung, trong lúc nhất thời chiến trường hoàn toàn để lôi đình bao trùm. Uy lực như vậy, không chỉ là làm cho các nàng 9 cái kinh ngạc, càng làm cho các nàng 9 cái phía sau hằng tinh nguyên thế giới đều rung động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đều đem ánh mắt tập trung ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Bọn họ bất ngờ nhìn đến ngoại trừ vừa mới bão nổi lôi hỏa 2 đại cộng sinh thú bên ngoài, Lý Thiên Mệnh còn nắm giữ 3 cái hoàn toàn khác biệt cộng sinh thú. Một đầu toàn thân đều đang nháy ánh sáng, hơn nữa còn đang thay đổi sắc 2 đầu thần long, một gốc mở ra mấy đóa hoa tươi đại thụ, còn có mấy trăm vạn sắt thép côn trùng chen chúc đi ra. Đây hết thảy đều bị Lý Thiên Mệnh chỉ là một người, thoạt nhìn như là tùy thân mang theo toàn bộ quân đoàn. Trong đó nhất làm cho người rung động cũng là cái kia mấy triệu côn trùng đại quân. Bọn họ đều nhịp, xếp hàng chỉnh tề đến thì cùng ép buộc chứng giống như, không quản chúng nó biến hóa thành cái gì hình dáng, đều có rất lớn đánh vào thị giác lực. Đương nhiên, Lam Hoang lần này tiến hóa về sau, rất biết cưỡng ép đoạt hí, thất trọng cự tinh cái này vũ trụ thần nguyên chẳng những cường hóa nhục thân của nó cùng vảy rồng, càng làm cho nó toàn thân vảy rồng, không ngừng biến hóa xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 loại màu sắc cường quang. Những cái kia cường quang là có công kích tính, mặc cho ai nhìn nhiều vài lần. Đều có một loại sắp bị đâm mù cảm giác, làm đối thủ của nó đoán chừng sẽ rất khó chịu, bởi vì Lam Hoang giọng còn lớn hơn, động một chút lại khiến người ta ánh mắt cùng lỗ tai gặp nạn. Lý Thiên Mệnh quản nó chiêu này kêu là cay ánh mắt. Làm. Trên tay hắn Đông Hoàng kiếm cùng Thiên Hồ Ma tộc Diêu Mễ Mễ trên tay đoạn kiếm giết đến cùng một chỗ. Diêu Mễ Mễ lực lượng tương đương to lớn, bất quá Lý Thiên Mệnh ưu thế là nắm giữ kiếm thể. Kiếm thể cũng là một loại nhục thân thể chất. Làm hắn ngũ đại cấp 7 thần tai kiếm khí bộc phát ra thời điểm, kiếm khí theo Đông Hoàng kiếm giây phút đầu tiên đâm vào Diêu Mễ Mễ trên thân, để cánh tay nàng trong nháy mắt phun huyết. Bất quá,
nàng mạnh mẽ lực đạo, cũng để Lý Thiên Mệnh bay rớt ra ngoài, một hồi lâu mới giữ vững thân thể. Uy, nếu không phải huyễn thiên chi cảnh cắt giảm ta không ít mị hoặc thần thông, tại hiện thực thế giới, ngươi mơ tưởng tại ta trên tay chiếm được tiện nghi, hừ. Diêu Mễ Mễ rất là không vui nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, như thế nào là cá nhân đều oán giận hơn mình bị huyễn thiên chi cảnh nào a? Cái này gọi, Lý Thiên Mệnh, gia hỏa, cộng sinh thú rất có ý tứ, còn có chút khó chơi, đoán chừng tại chúng ta 10 người bên trong đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, muốn trước liên hợp bắt lấy hắn, mọi người không thể có giữ lại. Vũ Đầu Linh Nhi bị thủy hỏa song thần vây quanh, váy dài phấn khởi, tóc dài bay múa. Nàng mỗi một câu nói, đều có thể gây nên bọn họ, Lam Lăng Nhật, các thiếu niên thét lên. Đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là đỉnh cấp nữ thần. Tại sao muốn trước cầm xuống hắn? Một vị người mặc hỏa hồng váy dài, 10 phần lãnh diễm nữ tử nói. Nàng gọi Khương Lâm Vi, đến từ đế hỏa thần tinh, là một cái ngũ sinh ngự thú sư. Nàng cộng sinh thú rất có ý tứ, đó là một loại nắm giữ 9 cái đầu đỉnh cấp chu tước, kỳ danh là cửu linh chu tước. Bực này cự thú chạy như bay lên, mỗi một đầu đều so huỳnh hỏa cũng còn phải lớn, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là thất tinh thần thú. Bọn họ 9 cái đầu đều tại phần hỏa diễm thiêu đốt, so với phổ thông chu tước, còn muốn càng hung sát một số. Chúng ta 9 cái tại cái này tranh phong, thì một người nam tại cái này vướng bận, nhìn lấy cũng phiền, trước đưa đi hắn đi. Loại này tự cho là đúng người, ta nhìn cũng phiền. Nói câu nói này nữ tử gọi là, Độc Cô Khuynh Thành, nàng quanh thân bao phủ tại lụa đen bên trong, là một cái người kỳ quái, đến từ hoang nguyên giới. Nàng thức thần kỳ quái hơn. Đó là một trận vần quanh tại bên người nàng hắc sắc phong bạo, nàng ở vào trong gió lốc, như là bạo phong nữ vương, người khác rất khó tới gần. Loại này thức thần gọi là hắc yên phong ma, sát thực thực tương đương mạnh mẽ, mà lại nàng kiếp vòng số lượng cũng đạt tới 8 cái. Vậy trước tiên xử lý sạch thôi, nữ nhân đánh nhau, một người nam, lẫn vào cái gì náo nhiệt đâu. Diêu Mễ Mễ đánh giá Lý Thiên Mệnh, có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Vậy liền giết đi. Ta không có vấn đề. Đế hỏa thần tinh, Khương Lâm Vi, thản nhiên nói. Nàng lúc trước hỏi một câu vì cái gì, không phải vì Lý Thiên Mệnh ra mặt, chỉ là muốn đạt được một cái lý do thôi. Lần này các nàng lần nữa thống nhất ý nghĩ, mà lại càng thêm triệt để. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là quỷ thần tộc, thức thần tu luyện giả vẫn là ngự thú sư, đều bày ra trạng thái mạnh nhất, mà lại đồng thời hướng về Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú áp chế mà đến. Tính ngươi xui xẻo đâu. Lý Thiên Mệnh. Diêu Mễ Mễ vui cười thời điểm, còn lộ ra một đôi tiểu răng nanh, xác thực rất chọc người. Như nàng dạng này tư bản, một chút bán cái manh, đoán chừng cũng có thể làm cho bọn họ, xích tuyển song tinh, các thiếu niên tâm đều hòa tan mất đi. 9 nữ nhân, 24 thức thần, 10 mấy đầu cộng sinh thú. Liền cộng sinh thú cũng đều là giống cái. Loại tràng diện này xác thực gọi người đau đầu. Nhưng, các nàng loại thái độ này, cũng kích phát ra Lý Thiên Mệnh mãnh liệt thắng bại muốn. Vậy được đi, dù sao tại huyễn thiên chi cảnh đánh nữ nhân, cũng không tính không có phong độ, các vị tỷ tỷ một hồi đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc liền tốt. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai nói. Người nào là tỷ tỷ của ngươi a? Đáng ghét. Tỷ tỷ, hai chữ có thể chọc tổ ong vào vẽ, đây chính là một đám tiểu tiên nữ. Cái kia muội muội, đối diện sắc mặt càng kém. Dù sao Lý Thiên Mệnh minh bạch. Đây tuyệt đối là trên thế giới khó khăn nhất phục vụ một đám nữ thiên tài. Vậy liền không hầu hạ. Không cần hắn nhiều lời, 9 người này căn bản không có kiên nhẫn. Các nàng ngược lại là thuần túy, thật đúng là vây công tới, mỗi người đều không lăn lộn, vì chính là trong nháy mắt đem Lý Thiên Mệnh rảo sát bị loại. Ta ngất, lão hổ không phát huy, các ngươi một đám muội muội coi ta là mèo bệnh. Huỳnh Hỏa giận dữ, đón một lỗ hổng hướng giết ra ngoài. Gà đại ca, ngươi không phải lão hổ cũng không phải mèo bệnh, ngươi là gà a. Miêu miêu vội vàng đi theo. Mèo đệ, đến. Hai bọn chúng cứ thế mà đè vào Lý Thiên Mệnh phía trước, rõ ràng là muốn xung phong. Tại bọn họ trước mặt chủ yếu nhất hai cái đối thủ, một cái là cái kia kiêu căng khinh người, Lam Lăng Nhật, thiếu nữ Vũ Đô Linh Nhi, một cái khác là Đế Hỏa Thần Tinh, ngự thú sư Khương Lâm Vi. Khương Lâm Vi cộng sinh thú thì là năm đầu, cửu linh chu tước. Tại loại này cửu linh chu tước trước mặt, chu tước quốc thanh hỏa chu tước đại khái tương đương với một cái tiểu ma tước đi. Đối mặt hai cái này thiên chi kiều nữ,
Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu mới không có nuông chiều các nàng. Trong đó, Huỳnh Hỏa quanh thân lửa dẫn lăn lộn, luyện ngục hỏa gào thét mà ra, nó thần thể bộc phát ra chướng mắt cường quang, toàn thân trong nháy mắt hóa thân thành mặt trời gay gắt, hỏa diễm ngập trời. Đây là vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng thần thông, Thái Dương thần bạo. Ầm ầm. Thái Dương thần bạo giống như hằng tinh vẫn lạc, hướng về phía trước đối diện chính diện đánh tới. Tại Huỳnh Hỏa bên cạnh, Miêu Miêu mới thật sự là thần thông chi vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả của nó tân thần thông, tam giới vãng sinh điện, bạo phát, một đầu lôi đình cự thú lắc mình biến hóa, hội tụ lôi đình hóa thành ba tòa cung điện. Ông, huyễn thiên chi cảnh tuy nhiên không có cách nào mô phỏng đi ra tự tổ giới, dị độ giới lực lượng, nhưng là có thể lấy uy lực phán đoán, đem cái này ba tòa cung điện, đều bổ sung thành bản giới cung điện, uy lực. Mỗi một tòa cung điện, đều là lít nha lít nhít màu đen hỗn độn lôi đình. Ba hợp một, như Thái Sơn áp đỉnh. Mấu chốt là, tại sắp cùng đối phương trùng kích thời điểm, Thái Dương thần bạo cùng tam giới vãng sinh điện cái này hai đại thần thông trước một bước trùng kích cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, lôi hỏa hai loại cường mãnh nhất nổ tung trực tiếp sinh ra kinh khủng trùng kích. Vũ Đồ Linh Nhi cùng Khương Lâm Vi, một cái thức thần tu luyện giả một cái ngự thú sư, trong đó Khương Lâm Vi hoàn toàn là hỏa diễm nữ thần, khống chế năm đầu cửu linh chu tước, hỏa diễm thần thông nàng cực kỳ am hiểu. Vũ Đồ Linh Nhi tôn hỏa thần cũng là hỏa diễm thức thần, theo lý thuyết các nàng cũng không phải là rất sợ huỳnh hỏa, chỉ là các nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này hai hàng thần thông uy lực, lớn đến trình độ như vậy. Tôn hỏa thần, tôn thủy thần thức thần đạo kiếp, cửu linh chu tước hỏa diễm thần thông, còn có các nàng mỗi người binh khí, đều muốn phá vỡ Thái Dương thần bạo cùng tam giới vãng sinh điện. Ầm ầm, giao phong thời khắc, lôi hỏa chìm ngập hết thảy. Liền cái này vạn tinh hải đều có thanh thế to lớn cảm giác. Rầm rầm rầm, dư âm không ngừng. Xa cuối chân trời đế hỏa thần tinh cùng Lam Lăng Nhật, tại thời khắc này có vô số người phát ra khó có thể tin kinh hô. Bọn họ thông qua mặt khác thị giác, có thể thấy rõ ràng. Tôn hỏa thần, tôn thủy thần cùng cửu linh chu tước, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú thần thông chìm ngập. Phốc phốc phốc, thức thần nổ tung, cửu linh chu tước bị lôi hỏa xé rách. Vũ Đồ Linh Nhi cùng Khương Lâm Vi hai người, liền huỳnh hỏa miêu miêu thần thông đều không có đột phá, liền bị lôi hỏa thần thông chấn động đến thất linh bát lạc. Mấu chốt là lúc này thời điểm, huỳnh hỏa cùng miêu miêu đều không có nhàn rỗi, trực tiếp nhào tới. Bọn họ đều có thể biến hóa lớn nhỏ, một người một cái đối thủ. Ăn ta một kiếm, bạo ngươi cúc. Lời nói không có la xong, huỳnh hỏa ý thức được đối nữ hài tử nói lời này có chút thiếu lễ độ, sau đó cứ thế mà hóa cánh làm kiếm. Thi triển cửu long thiên kiếp kiếm. Xoẹt. Rõ ràng là một cái cộng sinh thú, cứ thế mà thi triển ra đỉnh cấp chiến quyết, thô bạo xé mở Vũ Đồ Linh Nhi phòng ngự, song kiếm đâm xuyên hướng lồng ngực của nàng. Vũ Đồ Linh Nhi trừng to mắt. Cái này một lam một hồng trong hai mắt, tràn đầy thật không thể tin rung động. Nàng giống là kẻ ngu một dạng nhìn lấy huỳnh hỏa, rõ ràng lòng tự tin nhận lấy to lớn trùng kích. Làm ánh mắt của nàng vượt qua huỳnh hỏa nhìn đến xa xa Lý Thiên Mệnh thời điểm, càng là phút chốc tuyệt vọng. Cửu kiếp thức thần. Làm thức thần tu luyện giả, nàng lại làm sao có thể không biết cửu kiếp ý nghĩa. Chín đại kỳ nguyên thần kiếm sinh ra, để Vũ Đồ Linh Nhi trong mắt Lý Thiên Mệnh hình tượng trong nháy mắt đổi mới. Nàng tại, Lam Lăng Nhật, theo chưa từng thấy qua loại cấp bậc này thiếu niên thiên tài, khi nàng tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh đại phát thần uy, trước tiên thì chém giết một cái tên là Khúc Phức nữ tử về sau, Vũ Đồ Linh Nhi toàn thân tâm đều tại chấn động. Tinh không vạn tộc, lại có như thế thiếu niên, còn để cho ta đụng phải. Ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập hơi nước, bao nhiêu có như vậy một chút hối hận đi. Bởi vì, hôm nay là nàng tiên chủ trương cầm xuống Lý Thiên Mệnh, đầu tiên ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. Về sau nếu là chạm mặt, quản chi chỉ là muốn giao hảo người bạn này, chiêm ngưỡng một chút cửu kiếp, có lẽ đều khó mà mở miệng. Nói thật, như nàng loại này đứng tại bát kiếp đỉnh phong nhân vật, thứ 9 thức thần là cả đời tín ngưỡng. Nàng theo không nghĩ tới tại vạn tinh hải, liền có thể gặp dạng này tín ngưỡng. Trong lúc nhất thời, thiếu niên kia trực tiếp hóa thành thần trong con mắt. Nàng cơ hồ là tại trạng thái đờ đẫn dưới, bị huỳnh hỏa hai cánh hóa kiếm, tại chỗ chu sát, hóa thành xương trắng tản ra. Nửa năm sau, ta nhất định muốn tiến vạn tinh bầu trời chiến trường, đi tìm hắn. Mang dạng này tâm tình, nàng không cam lòng tan thành mây khói, về tới thế giới của nàng, Lam Lăng Nhật. Một cái màu xanh thẳm đại hỏa cầu. Vũ Đồ Linh Nhi tối thiểu là may mắn,
chí ít nàng nhìn thấy cửu kiếp, có phấn đấu động lực cùng mộng tưởng, mà Khương Lâm Vi liền không có may mắn như vậy. Nàng bị Miêu Miêu đuổi kịp. Cái này nhìn như manh chảy máu mèo con, thi triển thần thông phá lệ đến hung ác, mấu chốt là con hàng này tốc độ nhanh, mà Khương Lâm Vi đã bị tam giới vãng sinh điện đả thương, nàng cửu linh chu tức hiện tại toàn bộ diệt vong. Nàng còn không có chống đỡ ở bao lâu, liền có thể Miêu Miêu một chiêu càn khôn điện mâu, trực tiếp đánh xuyên qua. Cái này ngự thú sư, thật mạnh a. Mang dạng này cảm khái, nàng không cam lòng tan thành mây khói. Chỉ có chờ nàng trở lại đế hỏa thần tinh, nghe các tộc nhân của nàng nói về đến, đoán chừng nàng mới sẽ biết, Lý Thiên Mệnh đáng sợ nhất vẫn là cửu kiếp thức thần. Đương nhiên, đó là cái nhìn của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh đến tột cùng là thức thần cường vẫn là cộng sinh thú mạnh, hắn tâm lý nắm chắc. Tại phía trên chiến trường này, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu xuất thủ, đều thẳng đưa đón hai cái thiên chi kiều nữ bị loại. Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần thì không hề đơn độc xuất chiến, mà là tại tổng thể phía trên trợ giúp Lý Thiên Mệnh, cùng một chỗ đối phó còn lại bảy cái đối thủ. Lý Thiên Mệnh chín đại kỳ nguyên thần kiếm chính là tuyệt đối sát chiêu, cửu kiếm vừa ra triệt để đem tất cả các cô nương đều sợ choáng váng. Các nàng đứng tại hàng tinh nguyên thế giới đỉnh phong, đều chưa thấy qua ngũ sinh ngự thú sư thêm cửu kiếp thức thần loại này phối trí. Dù sao Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu cộng sinh thú, quá có mê hoặc tính. Ông trời ơi! Một cái tên là Khúc Phức ngự thú sư, vừa vào tới phía trước nhất, còn không có kịp phản ứng, liền để Lý Thiên Mệnh cái kia vạn kiếm thần niệm tại chỗ xé rách. Phốc phốc phốc! Vạn kiếm hội tụ hải dương, tiếp tục bạo sát. Lam Hoang lóng lánh quang mang, vọt thẳng đụng mà đi, cơ hồ đem tất cả thức thần cùng ngự thú sư đụng đổ, Tiên Tiên mấy cái đóa hoa đều tại phát huy hiệu dụng. Thánh quang đằng mạn dây dưa ra ngoài, còn có U Minh Thanh Liên đản sinh, U Minh thụ chủng, lực sát thương cũng rất mạnh. Rầm rầm rầm, Ngân Trần cái kia châu chấu đại quân giết qua, càng là ác mộng. Cái này, tất cả nữ hài cùng nhau biến sắc, như là thấy được quái vật. Liền các nàng đều như thế thật không thể tin, thì lại càng không cần phải nói các nàng thế giới bên trong những người kia. Bao quát Tử Diệu Tinh ở bên trong, 10 cái hằng tinh nguyên thế giới vô số chúng sinh. Trong lúc nhất thời đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Đừng lo lắng, đến. Lý Thiên Mệnh bá khí nảy sinh. Có thể khiến cái này kiêu ngạo các cô nương, đối với mình lau mắt mà nhìn, thậm chí đều thấy choáng, trong lòng của hắn khẳng định là thư sướng. Hắn chính đối diện là một cái thức thần tu luyện giả, đến từ cổ kiếm tinh động, tên là Phong Ngữ Tuyết. Nàng thức thần là tám thanh cự kiếm, gọi là Bát Quái Thiên Vương Kiếm, cùng Lý Thiên Mệnh một dạng. Nàng mỗi một kiếm mỗi người đều có một số khác biệt, chính là phi thường lợi hại kiếm tu. Người thật lợi hại. Cái này gọi Phong Ngữ Tuyết cô nương, người mặc thanh sắc tố bào, tóc dài đâm thành một chùm, dung mạo xinh đẹp cũng bất quá nhiều cách ăn mặc, lộ ra 10 phần thanh nhã, là một cái rất thuần túy kiếm khách, nàng trước đây cũng vẫn luôn không nói lời nào. Lúc này đối mặt Lý Thiên Mệnh, nàng phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm giác chấn động. Nàng cặp mắt kia khẽ run nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cũng có cùng Vũ Đô Linh Nhi tương tự ánh mắt. Đó là bát kiếp đối cửu kiếp hướng tới. Nhất là Lý Thiên Mệnh cũng là kiếm chi thức thần. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng cắn chặt răng, thi triển hết thảy lực lượng cùng Lý Thiên Mệnh đối kháng. Song kiếm quyết đấu. Lần này Lý Thiên Mệnh sử dụng băng phong lưu ly thụ lực lượng, trực tiếp thi triển ma long, kiếm huyết phù sinh, đông hoàng kiếm hóa thân ma long, băng phong lưu ly thụ hàn băng lực lượng lan tràn, trực tiếp xuyên thủng Phong Ngữ Tuyết thức thần trường kiếm. Phút chốc đem chôn vùi. Phốc phốc, lại chết một cái. Đây là một loại bị cường thế chinh phục cảm giác. Tại cổ kiếm tinh động, chưa bao giờ người đồng lứa có thể đối Phong Ngữ Tuyết làm đến qua. Cho nên, lần này chiến bại, nàng không có tiếc nuối, ngược lại cảm thấy có thể đụng tới đối thủ như vậy, để cho mình ý thức được chênh lệch, ngược lại là một loại may mắn. Cảm ơn. Đây là nàng bị chu sát thời điểm, từ đáy lòng nói hai chữ. Dù sao huyễn thiên chi cảnh cũng không phải chết thật người. 9 cái trực tiếp chiến tử 4 cái, đến đón lấy căn bản không có lo lắng. Tại Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú cửu kiếm bạo sát phía dưới, còn lại 5 người căn bản không phải đối thủ. Phốc phốc phốc, loại này không lưu tình chút nào chém giết mỹ nhân hình ảnh, nhìn đến ước vạn người tê cả da đầu. May mắn đây là huyễn thiên chi cảnh, bằng không Lý Thiên Mệnh chính mình cũng đến cấn đến hoảng, song lại bất kể nói thế nào. Các nàng đều là mỹ hảo biểu tượng A. 10 người hỗn chiến. Không. Đây là một trận đi săn. Một cái thợ săn, 9 cái con mồi. Đông hoàng kiếm sở hướng,
căn bản không ai cản nổi. Tử Diệu Tinh là địa phương nào, có thể sinh ra ngươi dạng này quái vật? Hoang nguyên giới, Độc Cô Khuynh Thành, hóa thân phong bạo, tại tám cái, Hắc Yên Phong Ma, Thức Thần Yểm Hộ phía dưới chạy trốn, nhưng vẫn đang bị Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh đuổi kịp. Muội muội, hữu duyên gặp lại. Lý Thiên Mệnh không có trả lời vấn đề của nàng, mà chính là nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi gọi các nàng tỷ tỷ, muội muội, Độc Cô Khuynh Thành cũng không nguyện ý. Bây giờ một kiếm này bổ xuống, nàng chỉ có thể cười khổ, không có chút nào dám cự tuyệt. Vạn kiếm thần niệm gào thét mà xuống, đem Hắc Yên Phong Ma bao quát Độc Cô Khuynh Thành triệt để rào sát. Phốc phốc, lại lần nữa vỡ nát. Còn lại một cái. Lý Thiên Mệnh quay đầu, để mắt tới cái cuối cùng, đến từ Xích Tuyền Song Tinh, Diêu Mễ Mễ. Đều không cần Lý Thiên Mệnh động thủ, nàng đều sắp bị huỳnh hỏa bọn họ năm cái nuốt. Ai ai ai, người có thể hay không thương hương tiếc ngọc a? Xú phôi đản, ỷ vào lợi hại không nổi sao? Diêu Mễ Mễ khóc không ra nước mắt. Nàng quỷ thần thân thể thật đúng là đầy đủ mãnh liệt, ăn huỳnh hỏa bọn họ tốt nhiều thần thông, cứ thế mà ngưng tụ không tan. Nàng còn trốn thoát, hướng Lý Thiên Mệnh bên này hướng. Uy, để ngươi những thứ này cộng sinh thú đi ra a, ta muốn chết trong tay ngươi. Nàng chạy bộ tư thế lanh lợi, run lên một cái, còn thật có ý tứ. Không sai, ta thật là khó lường. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Diêu Mễ Mễ thở hồng hộc chạy đến trước mắt hắn, cắn tiểu răng nanh chừng lấy Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười khúc khích, nói, ta thật chưa thấy qua người lợi hại như vậy, nhớ qua đi các ngươi Tử Diệu Tinh tìm ngươi chơi a, đáng tiếc chúng ta ngăn cách quá xa. Đừng suy nghĩ cô nương, hiện thực thế giới đụng tới, quỷ thần tộc cùng chúng ta chính là sinh tử chém giết, hằng tinh nguyên chiến tranh rồi. Lý Thiên Mệnh nói, cho nên a mới phát giác được tiếc nuối a, dù sao theo ta được biết. Ngươi thực lực như vậy, tại Thanh Hư chiến trường đều là hạng nhất, không sai biệt lắm là tinh không vạn tộc đỉnh phong a. Lúc trước xem thường ngươi, thật sự là không có ý tứ, tính toán tiểu nữ tử có mắt như mù, về sau nếu là đụng tới, đừng tìm ta tính toán ha. Diêu Mễ Mễ mở to hai mắt, làm bộ đáng thương nói. Nàng đây là nũng nịu. Dạng này một cái sở sở động lòng người tiểu hồ ly, là cá nhân đều không tàn nhẫn nổi. Yên tâm đi ngươi. Chúng ta về sau đụng không lên. Nói, Lý Thiên Mệnh đem thô to Đông Hoàng kiếm, đâm vào thân thể của nàng. Chán ghét, người tốt thô lỗ. Diêu Mễ Mễ nhìn chằm chằm trên thân cự kiếm kia, mặc dù là thiên hồn, hơn nữa còn có nhói nhói cảm giác, nhưng chẳng biết tại sao, còn có thể cảm giác được dị dạng. Nhìn thấy ngươi về sau, đột nhiên cảm giác được ta Xích Tuyền Song Tinh nam nhân, đều tẻ nhạt vô vị. Chu Môi nói xong một câu nói sau cùng này, nàng cũng chậm chậm tiêu tán. Ai, ngay từ đầu các ngươi không phải như vậy nói a? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nói đến, hắn cũng cảm thấy này một đám cô nương tuy nhiên đều có đặc sắc, nhưng cũng không tính chán ghét đi. Mà lại, trong đó một số còn thật có ý tứ. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh minh bạch, trật tự tinh không tuy nhiên rất lớn, nhưng là nhân tâm, lại có thể dán cực kỳ gần. Thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Là gặp mặt thì tàn sát lẫn nhau, vẫn là luận bàn giao lưu, còn có thể cảm nhiễm người khác. Hắn đều mê hoặc, chính mình biểu hiện ra cường hãn thiên phú về sau, các nàng sẽ tôn kính chính mình. Có thể phát hiện, những thứ này đến từ phương xa dị tộc, bọn họ không lại tiếp xúc không thể thành, càng không như trong tưởng tượng lãnh khốc như vậy. Tất cả mọi người, kỳ thật đều không khác mấy mà. Mới vừa rồi cùng Diêu Mễ Mễ nói chuyện cảm giác. Để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trật tự tinh không bên trong một loại gọi là ấm áp, đồ vật. Đây không phải mỹ mạo của nàng cùng địa vị mang tới, mà là sinh linh cùng sinh linh ở giữa, tại không có tranh chấp thời điểm, trên bản chất một loại hài hòa ở chung, lẫn nhau hiếu kỳ cảm giác. Có thể hiện thực lại nói cho hắn biết, thế giới bản chất cuối cùng vẫn là tàn khốc. Siêu Mễ Mễ chỗ Xích Tuyền Song Tinh, không biết tại trật tự tinh không cái góc nào, nàng đến từ quỷ thần tộc. Có lẽ Xích Tuyền Song Tinh thì là quỷ thần tộc địa bàn, có thể ta lại cảm thấy nàng đáng yêu. Thế mà, Thiên Lang Tinh cũng là quỷ thần tộc, Tử Diệu Tinh cùng trật tự chi địa đều đã từng chạm qua bọn họ, ta lại cho rằng bọn họ âm hiểm, tàn nhẫn, là sinh tử cừu địch. Đây hết thảy, chỉ là huyễn thiên chi cảnh cùng hiện thực thế giới khác nhau, mà không phải Xích Tuyền Song Tinh cùng Thiên Lang Tinh trên bản chất có khác nhau. Vũ trụ rất phức tạp, tâm phức tạp hơn, hy vọng vạn tinh bầu trời chiến trường. Có thể cho ta đáp án. Làm hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ lực lượng,
nắm kéo hắn tiến về mới chiến trường. Có thể đoán được, 10 cái hằng tinh nguyên thế giới, bởi vì nhìn qua biểu hiện của hắn, mà lâm vào lâu dài tĩnh mịch bên trong. Tất cả chinh chiến, vạn tinh bầu trời chiến trường, người, tại mỗi người hằng tinh nguyên thế giới bên trong, đều là anh hùng giống như nhân vật, đại biểu cho toàn thế giới vinh diệu. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất tham dự vạn tinh hải chi chiến, thì nhẹ nhõm vào cuộc, phù này hợp mọi người trong lòng đối với hắn mong muốn. Bất quá! Hắn lấy một địch chín, duy nhất một lần thu thập 9 cái hằng tinh nguyên thế giới thiên chi kiều nữ, thô bạo xé mở thông hướng nhất cấp thanh hư chiến trường thông đạo, loại này chiến tích vẫn phấn chấn nhân tâm, nhấc lên từ diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong người tuổi trẻ cuồng nhiệt. Tại cái này màu phát sáng hồ điệp thế giới nội bộ, rất nhiều tuổi trẻ tu luyện giả, mang vô cùng hướng tới, sùng kính ánh mắt, bắt đầu đem Lý Thiên Mệnh xem như là thần tượng của bọn hắn. Vì thế ức ức vạn người cùng một chỗ gieo hò, tạo thành bao phủ toàn bộ huyễn thiên chi cảnh khí lãng, lại lan đến gần tử diệu tinh, làm đến cái này tử sắc mỹ diệu tinh thần đều sôi trào lên. Vinh diệu. Cái từ này nói tiểu rất nhỏ, nói đại lại rất lớn. Tối thiểu sinh ở tử diệu tinh những người tu luyện, đều hy vọng đại biểu tử diệu tinh thiên tài, có thể tại cường giả như rừng trật tự tinh không, sáng chế kết quả, thu hoạch tự hào cùng tán thưởng. So với ngay từ đầu thì giấu che đại dịch, cũng không có công bố chiến đấu chi tiết diệp thần. Lý Thiên Mệnh sơ nhập vạn tinh bầu trời chiến trường, thì biểu hiện được tương đương kinh diễm. Cái này sẽ chỉ để hắn tại tử diệu tinh, thu hoạch cao hơn chống đỡ. Cái này nhất định hữu dụng. Muốn chinh phục một cái ngôi sao, thành làm một cái tinh thần đế hoàng, sáng tạo mới thiên mệnh hoàng triều, thành tựu mới, hỗn độn thần đế, vạn chúng trèo trống, vinh diệu sở quy, chính là bước đầu tiên cơ sở. Cho dù là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được. Vạn vạn ức chúng sinh trèo chống hội tụ vào một chỗ, đó cũng là làm cho cá nhân hắn đế hoàng thần ý, tiếp tục phát sinh thuế biến, trưởng thành. Hắn tại tử diệu tinh địa vị, danh vọng, theo hắn tại vạn tinh bầu trời chinh chiến, chỉ sẽ tiếp tục tăng lên. Cái này cũng để Lý Thiên Mệnh chính mình, đối tương lai thanh hư chiến trường chinh chiến tràn đầy chờ mong. Huyễn thiên chi cảnh, hồ nước trúc nhỏ. Thần dụ công chúa nhìn không chuyển mắt, quan sát xong cái này lấy một địch chín nhất chiến. Kết thúc rất lâu, nàng cũng xuất thần rất lâu. Thẳng đến nửa ngày sau nàng mới phát hiện, bên người còn đứng lấy một cái người trung niên áo đen. Hoàng thúc, sao ngươi lại tới đây? Thần dụ công chúa có chút xấu hổ hỏi. Cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hồi lâu, mới phát hiện ta đây. Trấn quốc đế soái thản nhiên nói. Nàng nhìn đến quá xuất thần, tâm tình ba động rất lớn, thì ngươi cái này lão cốt đầu, nơi nào có cái kia thanh niên lóa mắt đâu. Thần quốc đế soái trên bàn tay, đại hoang, chế nhạo nói. Đại hoang thúc thúc nói đùa. Thần dụ công chúa lắc đầu nói. Không nói cười, hiện tại đã biết rõ đi, ngươi quá sớm đem trọng yếu nhất tiền đặt cược cho hạ, đó cũng là một loại mạo hiểm. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, ta muốn là Lý Thiên Mệnh, khẳng định cũng sẽ không đối, Diệp thần Uyển Uyển, có cảm giác. Trấn quốc đế soái không khách khí nói. Hoàng thúc đem ta coi thường, đã lựa chọn Diệp thần. Ta liền sẽ theo một mực. Thần dụ công chúa nói. Đã như vậy, vậy liền làm tốt đem Lý Thiên Mệnh, làm cho này cả đời địch nhân lớn nhất chuẩn bị đi, đừng có lại ôm có hy vọng. Trấn quốc đế soái nói. Ừm. Thần dụ công chúa gật đầu. Muốn phía dưới dạng này quyết tâm vẫn là thật khó khăn. Bởi vì Lý Thiên Mệnh mỗi một lần kinh diễm biểu hiện, đều tại rung động nội tâm của nàng. Hắn hết thảy đều đang cảnh cáo tất cả mọi người, cùng hắn đối nghịch không có kết cục tốt. Thế mà, thần diệu hoàng triều cùng tử tiêu đế cung lẫn nhau là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần đứng đội, người nào đều không có đường lui. Vừa nói đến đây, quang mang lóe lên, một cái bạch y thiếu niên bước vào trong lương đình. Thấy hai người về sau, hắn cười nhẹ một tiếng, nói, trò chuyện cái gì đâu, hai vị. Nhìn Lý Thiên Mệnh biểu hiện đâu, hắn lập tức muốn tiến nhất cấp thanh hư chiến trường, muốn cùng một chỗ suy nghĩ sao. Trấn quốc đế soái hỏi. Hắn a, bạch y thiếu niên mặt mũi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc, lại lâm vào lạnh lùng bên trong. Suy nghĩ đi. Ầm ầm, vạn tinh hải chấn động. Tự các nàng chín nữ tử bị đánh bại về sau, vạn tinh hải triệt để phá vỡ. Dưới chân cái kia vô tận tinh thần quang mang lật bay lên, đem Lý Thiên Mệnh che lại, cuốn vào cuồn cuộn tinh thần đại hải. Rầm rầm rầm, hắn thiên hồn bị thôi động hướng về phương xa mà đi. Lập tức liền phải vào nhất cấp thanh hư chiến trường. Lý Thiên Mệnh thu thập tâm tình một chút,
làm xong nghênh đón mới khiêu chiến chuẩn bị. Ong ong ong, bốn phía tinh quang lưu chuyển, biển cả hóa thành dòng nước lũ, thôi động Lý Thiên Mệnh tiến lên. Lý Thiên Mệnh tựa như là nằm tại một cái cự hình trơn bóng bậc thang phía trên, hướng về phía trước phi tốc đi vòng quanh, càng lúc càng nhanh. Thẳng đến hết thảy chung quanh đều mơ hồ. Kích thích. Một trận long trời lỡ đất, phía trước xuất hiện chướng mắt thanh sắc quang mang. Rất hiển nhiên, đã đến mục đích. Thì vừa mới cái kia một trận trượt, đoán chừng ta đều tại dị độ ký ức không gian, đi tới vô số khoảng cách. Vạn tinh bầu trời chiến trường, nhất định tại vô cùng địa phương xa xôi. Rầm rầm rầm. Phía trước chói mắt thanh quang càng ngày càng sáng, thẳng đến đêm sao trời trơn bóng bậc thang phía trên Lý Thiên Mệnh chìm ngập. Ông! Một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh còn ở bên tai chấn động, thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng. Tiếp đó, tất cả tiếng vang cùng tinh thần màu phát sáng đều trong nháy mắt im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới biến đến đứng im, tĩnh mịch. Vừa rồi còn siêu cao tốc độ trượt Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên ở giữa liền đứng im tại một cái trong không gian hư vô. Nơi này chính là dị độ ký ức không gian. Hắn hướng chung quanh nhìn qua, cái này quỷ dị thế giới hấp thụ lấy thiên hồn trí nhớ, biến đến vô cùng kỳ quái, vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh thậm chí nhìn đến dài ra mấy cái đầu huỳnh hỏa, chính trên không trung sói mòn, còn có một số quỷ dị đồ đằng, đồ án, rất nhiều sinh linh hình dáng ký hiệu, trên mặt đều có nụ cười quỷ quyệt. May mắn, hắn chỉ là thiên hồn tiến đến, tùy thời có thể rời đi. Không phải vậy lâu dài lưu tại thế giới như vậy, người khẳng định đến nổi điên. Như vậy, vạn tinh bầu trời chiến trường ở đâu? Dưới chân băng lãnh thanh quang rất hiển nhiên, cho nên Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới thân thể hắn mới. Wow! Cái này là thật lòng một tiếng tán thưởng. Tại dưới thân thể của hắn, xuất hiện một cái mộng ảo thanh sắc vật sáng, giống như là một khối bằng phẳng hình tròn thạch đầu. Nó tại Lý Thiên Mệnh trong mắt không ngừng phóng đại, chứng minh Lý Thiên Mệnh tại rơi xuống, tại ở gần nó. Các loại tới gần về sau, hắn mới bất ngờ phát hiện, đây cũng không phải là thạch đầu, mà chính là một cái đang đánh mở thanh sắc vỏ sò. Ông! Đến lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh mới nhìn ra thể tích của nó, khoảng chừng Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh hơn trăm lần. Dạng này một cái trời xanh vỏ sò mở ra, tựa như là hai mảnh sát nhập bầu trời, ở trước mặt hắn một phân thành hai. Trong đó bộ tách ra chướng mắt thanh sắc thần quang, đem Lý Thiên Mệnh trực tiếp nuốt vào. Tử Diệu Tinh đệ tử Lý Thiên Mệnh, Huyễn Thiên Thần tộc Thanh Hư chiến trường, hoan nghênh ngươi. Một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh, tiếp tục ở bên tai chấn động. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình giống như là bị một cái thanh sắc vỏ sò cự thú nuốt, loại kia hít thở không thông, cảm giác tử vong vô cùng chân thực. Hắn từng tại dị độ ký ức không gian thương tổn tới Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh một con kia hồ điệp, lúc ấy nó thì cho thấy sinh mệnh đặc thù. Mà cái này, Thanh Hư chiến trường, đạt tới Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh gấp trăm lần lớn nhỏ, vừa rồi cái kia vỏ sò mở ra cảm giác, tựa như là dưới biển sâu cá voi hé miệng, nuốt vào vô số tôm cá. Quá rung động. Đừng nói là Lý Thiên Mệnh, cái này như thương thiên một dạng to lớn thanh sắc vỏ sò, cái kia hai phiến sắc tựa như là hai mảnh trời, loại này lớn nhỏ đặt ở hiện thực thế giới, cảm giác liền Tử Diệu Tinh đều có thể nuốt vào đi. May mắn loại này cảm giác hít thở không thông, chỉ kéo dài trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền đạt tới một cái hoàn toàn mới huyễn thiên chi cảnh. Vạn tinh hải chỉ là quá độ chi địa, cái này thanh hư chiến trường mới là một cái khác huyễn thiên chi cảnh. Không ngoài dự liệu, cái này mê huyễn thế giới, tối thiểu đạt tới Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh gấp trăm lần, Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, liền có thể cảm nhận được một loại thế giới bao la, không có cuối cảm giác. Hắn tại vừa rồi cái kia thanh sắc vỏ sò bên trong. Bịch! Hắn rơi trên mặt đất, rốt cục có loại dẫm tại thực trên đất cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái xanh thế giới màu xanh lục, tầm mắt đi tới chỗ, khắp nơi đều là thương thiên cổ thụ, toàn bộ thế giới đều là đơn điệu xanh biếc, thì liền thổ địa bên trên đều dài hơn đầy rêu xanh, hồ nước cùng trong hải dương cũng nổi lơ lửng màu xanh biếc lục bình. Không chỉ là như thế, trong không khí tồn tại một loại nồng đậm khói xanh, loại này khói xanh cực kỳ ngăn cản tầm mắt. Làm đến Lý Thiên Mệnh bây giờ bị vây ở mê chướng bên trong, căn bản nhìn không được bao xa, thậm chí thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, hơi xa một chút thanh âm, đều hoàn toàn nghe không được. Đây đại khái là thanh hư chiến trường thiết lập, thế giới rất lớn, mà người cảm quan có khả năng chạm đến phạm vi lại rất nhỏ, cái này để người ta chỗ thân trong đó, càng có một loại sương mù nồng nặc cảm giác. Mùi vị kia, Lý Thiên Mệnh ngửi một cái, hắn phát hiện trước mắt cây cối,
rêu xanh rất nhiều, có thể trong không khí cũng không có thảo mộc tươi mát vị đạo, ngược lại có một loại khiến người ta tương đương khó chịu mùi hôi, hắn rất nhanh liền nghĩ tới, loại vị đạo này gọi là hải sản, hơn nữa còn là bắt đầu hư thối đại hải sinh vật vị đạo. Liên tưởng tới vừa mới cái kia to lớn thanh sắc vỏ sò, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến trước mắt đồi núi, hồ nước, không phải là một loại sò hến thân thể, hoặc là thi thể. Thối quá! Huỳnh Hỏa vừa ngoi đầu lên, khuôn mặt nhất thời biến thành thanh sắc, trực tiếp lùi về Lý Thiên Mệnh trên thân, tiếp tục làm hình xăm đi. Lý Thiên Mệnh dẫm lên tràn đầy rêu xanh mặt đất đi lên, đi một bước hãm một bước, làm hắn đi vào một cây đại thụ trước đó thời điểm, hắn xuất ra Đông Hoàng kiếm đột nhiên một bổ chạm, nhất thời đại thụ kia tận gốc mà đứt, ầm vang sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi mù. Không có có vòng tuổi. Đứng tại gốc cây trước đó, Lý Thiên Mệnh đưa tay sờ một chút, loại kia chạm đến cảm giác có chút quái dị, mềm nhũn, dù sao không phải bình thường cây cối cảm giác. Thậm chí để hắn dùng mình chính là, cọc gỗ này phía trên lại còn thẩm thấu ra một chút xanh biếc sền sệt chất lỏng, hắn dính một chút cầm lên người, quả nhiên là mùi máu tươi vị đạo, hơn nữa còn có điểm, hải dương, cảm giác. Ta đi, cái này Giang Sơn Đại Lục, không phải là một cái sò hến thân thể a? Liền gốc cây này cái cây, nói không chừng đều là nó xúc tu. Hoặc là nói lông tơ. Lý Thiên Mệnh phiền muộn hỏi. Khụ khụ, tiểu lão đệ, người nơi này giải phương thức có vấn đề. Huỳnh Hỏa ông cụ non nói. Vậy ngươi nói một chút. Đần, nơi này là huyễn thiên chi cảnh a, hết thảy quỷ dị, đều đến từ huyễn thiên thần tộc thiết lập, bọn họ bọn này ngu ngốc, thì là cố ý thiết lập thành này quỷ dị dáng vẻ, để cho ngươi cảm giác được thần bí, đối cái này vạn tinh bầu trời chiến trường sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Huỳnh Hỏa chắc chắn nói. Ngốc tất. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng nó có cái gì tính kiến thiết ý nghĩ đây. Có điều, thanh hư chiến trường bản chất là cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng ta tại cái này giao chiến, mà lại ta chỉ là thiên hồn tiến đến thôi. Nhiều nhất nơi này cũng chỉ là một cái khác tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Thân ở dạng này khói xanh tràn ngập quỷ thế giới khác, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, liền cây cối lá cây đều không lắc lư, toàn thế giới đều cùng chết một dạng, trong lòng vẫn là có chút hãi đến hoảng. Đi lên xem một chút. Dưới chân đại lục này đồi núi hoành hành, khắp nơi đều là cao sơn khe sâu, nguy cơ tứ phía. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến bay đến chỗ cao, phía trên muốn là vũ khí chẳng phải nồng đậm, có lẽ có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Ông! Hắn phóng lên tận trời. Vù vù! Đại khái vọt lên trăm vạn mét hai bên, Lý Thiên Mệnh thì dừng lại, cũng không dám nữa đi lên. Đó là bởi vì, trên đỉnh đầu hắn, bầu trời, xuất hiện vô số lít nha lít nhít, thanh sắc chân châu. Mọi người đều biết, vỏ sò loại sinh vật sẽ sinh ra trân châu, bất quá như thế dày đặc, khổng lồ như vậy trân châu, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên gặp. Nói ngắn gọn, trên đỉnh đầu hắn bầu trời, toàn bộ đều bị thanh sắc trân châu cho lấp kín. Thậm chí ngay cả đầy trời thanh sắc vũ khí, đều là cái này trên trân châu bao phủ mà ra, cho nên trên trời khói xanh ngược lại càng dày đặc hơn. Cái kia tràn ngập khói xanh. Để cái này đầy trời, thanh sắc trân châu, thoạt nhìn như là lít nha lít nhít con mắt màu xanh, quả thực có một loại trong mộng cảnh hắc ám đại thủ 100.000 thái cổ tà ma mắt kép trùng kích lực. Lý Thiên Mệnh đi lên thời điểm, hắn còn rõ ràng cảm giác được, trong đó không ít thanh sắc trân châu, nháy một cái ánh mắt, còn có không ít chuyển hướng hắn, nhìn hắn chằm chằm. Cho nên cùng nói những này là trân châu, chẳng bằng nói là thanh hư chiến trường ánh mắt. Trải rộng bầu trời lít nha lít nhít mắt xanh, nhìn nhiều vài lần thì đầy đủ gọi người rợn cả tóc gáy. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh vội vàng đi xuống, về tới trên mặt đất, lúc này mới dễ chịu một chút, dù sao tại vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy trên trời có ánh sáng. Thật là một cái địa phương cổ quái, cho nên, thanh hư chiến trường, chiến chính là cái gì? Lý Thiên Mệnh mang hiếu kỳ, bắt đầu bước chân, xuyên thẳng qua tại cao sơn, rừng rậm cùng sương mù dày đặc ở giữa, đi thăm dò cái này một cái huyễn thiên thần tộc chế tạo siêu cấp chiến trường. Tinh không vạn tộc tối đỉnh cấp thiên tài, mới có thể ở chỗ này gặp gỡ. Không thể không nói, nơi này cũng rất giống như là một mảnh, hắc ám rừng rậm, ai cũng nhìn không thấy người nào, nhưng nếu là một khi đụng tới, khả năng liền muốn giao chiến, chém giết, thậm chí phân ra sinh tử. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh dừng bước. Sau lưng có chút động tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế mà phía sau của hắn ngoại trừ cái này một mảnh quỷ dị thanh sắc rừng rậm, không có vật gì. Đúng vào lúc này, một chiếc lá theo Lý Thiên Mệnh trước mắt bay xuống.
Điều này khiến cho Lý Thiên Mệnh chú ý. Phải biết, theo hắn đi vào cái thế giới này đến bây giờ, hắn rõ ràng phát hiện, nơi này lá cây là không sẽ chủ động rơi xuống, bởi vì nó căn bản sẽ không khô héo. Trước mắt bay xuống, cũng là lá xanh. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, dùng tay trái hắc ám tí bắt được cái này một mảnh lá xanh. Vừa mới trong nháy mắt, hắn dùng ánh mắt xéo qua ngắm đến cái này lá xanh bên trên có chữ. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhạy bén, hắn hiện tại mở ra quan chiến quyền hạn, hắn trên chiến trường hết thảy, Tử Diệu Tinh bên kia đều là có thể nhìn thấy, cho nên hắn mới lựa chọn dùng tay trái nắm lấy cái này lá cây, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước. Kể từ đó, người bên ngoài không sẽ chú ý đến cái kia lá cây có huyền cơ gì. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám tí, bản thân thì có mắt. Hắn ngay đầu tiên thì thông qua con mắt này, nhìn đến cái này trên phiến lá văn tự. Chỉ thấy trên đó viết, người hữu duyên, người có thể tính đến, thăng tới bầu trời chiến trường tới tìm ta đi, ta sẽ để ngươi trở thành huyễn thiên chi cảnh kỳ tích. Muốn biết ta là ai không? Nhắc nhở ngươi một câu, Viêm Hoàng Đại Lục, Hỗn Độn Thiên Lao, Đông Hoàng Cảnh, Chu Tước Quốc, Ly Hỏa Thành, Hỏa Lăng Sơn, Giếng, nghĩ tới sao? Lý Thiên Mệnh mắt trợn trắng. Ngươi đều nhắc nhở thành dạng này, ta còn không hiểu. Đây rõ ràng cũng là cái kia cho Lý Thiên Mệnh thiên vị kết giới người. Lý Thiên Mệnh chính là cầm hắn thiên vị kết giới, mới có thể đi vào Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, mới có thể đi tới nơi này vạn tinh bầu trời chiến trường. Lúc ấy cầm tới cái kia, linh hạch, thời điểm, hắn liền để Lý Thiên Mệnh đi huyễn thiên chi cảnh truy tìm hắn thần tích. Lý Thiên Mệnh sau khi xem xong, trực tiếp đem cái kia lá cây cho bóp nát. Hắn hiểu được, cái này tồn tại chỗ lấy dùng loại phương thức này nhắc nhở chính mình. Nói rõ hắn cũng không muốn khiến người khác biết. Thanh hư, thiên khung, chí tôn ba đại chiến trường, chỉ có đánh xuyên qua cấp 9 thanh hư chiến trường, mới có thể tới thiên khung chiến trường, bất quá, ta có cơ hội. Lý Thiên Mệnh lúc này mới vừa tới thanh hư chiến trường, gấp cũng không gấp được. Hơn nữa nhìn cái này nhắc nhở, giống như cũng không có gì nóng nảy ý tứ. Lại là vị kia mắt bị mù đại năng, muốn cho người đưa truyền thừa đâu. Huỳnh Hỏa chua chua mà nói. Khó mà nói. Thậm chí là chuyện tốt hay chuyện xấu, là bẫy dập vẫn là truyền thừa, cũng không tốt nói. Chính vì vậy, hắn cũng không có quá nhiều chờ mong, chỉ là đem chuyện nào đặt tại thân phía trên, tiếp tục tại cái này, thanh hư chiến trường, tiến lên. Cho đến bây giờ, hắn liền thanh hư chiến trường quy tắc đều không làm rõ ràng đây. Hắn hướng phía trước hành tẩu. Nửa canh giờ trôi qua, hắn không có đụng tới người, cũng không có đụng đến bất kỳ nguy hiểm nào. Tại cái này đi dạo, chẳng phải là lãng phí thời gian. Đang lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy thời điểm, phía trước nơi xa đột nhiên có một đạo hào quang màu đỏ thắm, xuyên thấu thanh sắc mê vụ, đột nhiên ngút trời. Xì xì xì. Huyết quang tiêu tán, tiếp tục tồn tại. Qua tối thiểu 10 hơi thời gian, cái kia một đạo ngút trời hồng quang vẫn còn, hơn nữa còn tại di chuyển nhanh chóng, chính hướng về Lý Thiên Mệnh cái phương hướng này mà đến. Đây là cái gì đồ chơi? Lý Thiên Mệnh cảnh giác. Không ai trả lời. Một đoàn sương mù. Lại làm không rõ ràng, cái kia một đạo ngút trời hồng quang liền muốn hướng về hắn cái phương hướng này va chạm mà đến rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh, người vẫn còn chứ? Thời khắc khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh còn nước còn tát, hô một tiếng. Ông! Một cái mọc ra cánh nhỏ lông tơ thú nhỏ hoạt động một chút xuất hiện tại hắn trước mắt, một mặt ngạo kiều phốc linh cánh, thật cao vung lên cái mũi, đối Lý Thiên Mệnh nói. Kêu gọi ta có gì lúc? Ta không có quyền hạn tại thanh hư chiến trường thời gian dài xuất hiện. Lý Thiên Mệnh vẫn thật không nghĩ tới nó có thể chạy ra đến. Thừa dịp nó tại, hắn liền vội hỏi, người xem một chút phía trước đồ chơi kia là cái gì? Huyễn Thiên Tinh Linh nhìn lại, thản nhiên nói, không có gì, cũng là hoàn thành bách nhân trảm, chữ đỏ, sắp đạt được chúng ta Huyễn Thiên thần tộc ban cho trọng bảo, chỉ cần hắn kiên trì một ngày không bị chém giết, liền có thể đạt được bảo vật, nếu là bị giết. Kẻ giết người liền có thể thay vào đó, đạt được hắn bảo tàng, đương nhiên, cũng phải kiên trì cả ngày thời gian. Chữ đỏ, có ý tứ gì, Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao. Cũng là trên đỉnh đầu tên biến đỏ, Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu hắn, Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, hai chữ còn ở đây. Hiện tại là màu trắng. Mỗi lần giết một người, tên liền sẽ biến đỏ một chút, giết đầy 100 cái. Màu đỏ liền có thể đỏ cả, đồng thời bạo phát hồng quang trong lúc đó người chung quanh đều có thể trông thấy ngươi, chỉ muốn kiên trì cả ngày bất tử,
liền có thể đạt được bảo vật, lại có thể thăng lên cấp 2 thanh hư chiến trường. Nhưng nếu là trong một ngày bị giết, người khác liền có thể thay thế ngươi, không cần giết đầy 100 người, trực tiếp chữ đỏ. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Quy tắc này cùng lúc ấy Đông Hoàng kiếm cảnh vực chi chiến, Đông Hoàng kiếm cao lượng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều rất kích thích. Trước mắt cái kia đạo hồng quang, đó là tương đương chói sáng, tương đương với cái này hoàn thành bách nhân trảm, sắp thăng cấp lại đạt được khen thưởng gia hỏa, trở thành chung quanh tu luyện giả trong mắt con mồi. Một ngày thời gian, tiếp tục bại lộ, không ngừng bị đuổi giết. Kể từ đó, vượt qua một ngày này, khả năng so hoàn thành bách nhân trảm đều muốn khó. Kẻ đến sau đem giết chữ đỏ người, ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít, không cần nguyên một đám đi giết người, bất quá cũng phải lần nữa tính toán thời gian, thẳng đến về sau người cũng tiếp tục cả ngày, mới có thể thăng cấp lấy được phần thưởng. Càng là cao đoan thanh hư chiến trường, khẳng định càng oanh động, Lý Thiên Mệnh muốn đến thiên khung chiến trường, cũng nhất định phải đi lên. Tại thanh hư chiến trường nếu là bị giết, lại là kết cục gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau một tháng mới có thể lại đi vào. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Cái này cũng chẳng có gì, thì là có chút lãng phí thời gian. Bất quá theo tổng thể trên quy tắc nhìn, muốn tại thanh hư chiến trường thăng cấp lại đạt được khen thưởng, vẫn tương đối nạn, dù sao tất cả mọi người muốn trèo lên trên, mặc kệ người nào chữ đỏ, đều lại nhận nhầm vào. Liên quan tới cái này thanh hư chiến trường quy tắc, Lý Thiên Mệnh ngược lại là minh bạch. Đương nhiên cũng không bài trừ, thanh hư bên trong chiến trường vẫn còn có mê hoặc. Hắn hỏi đến nơi đây, đã không có thời gian, bởi vì vị kia vừa mới chữ đỏ tồn tại, trên đầu mang một cái đỏ thẫm ánh sáng, vọt thẳng đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Còn không có gặp người đâu, Lý Thiên Mệnh liền thấy phía trước cái kia đỏ rực 6 cái chữ. Thứ 7 mặt trời, huyết đồ. Đây là chữ đỏ người lai lịch cùng tên. Vì gắng gượng qua một ngày này, hắn nhất định phải không ngừng bất quy tắc phi nước đại, khiến người ta đuổi không kịp hắn, một khi bị vây công, người nào đều phải chết. Tuy nhiên nơi này chết, không phải thật sự chết, nhưng ở cái này muốn giết 100 người rất tốn sức, hơn nữa còn sẽ cho người khác làm áo cưới, còn muốn một tháng không thể vào đến, cái kia đả kích cũng lớn. Thứ 7 mặt trời. Cái này hằng tinh nguyên thế giới danh xưng, để Lý Thiên Mệnh thấy hứng thú. Thứ 7, rõ ràng là một cái số hiệu, hơn nữa còn có, mặt trời, danh xưng, cùng viêm hoàng đại lục dân chúng đối, trật tự chi địa, xưng hô giống nhau, trong này có huyền cơ gì a? Lý Thiên Mệnh tâm lý cấp tốc lóe qua những vấn đề này. Có số hiệu, có thứ 7, vậy liền rất có thể có thứ nhất, thứ 2, thậm chí thứ 9, thứ 10. Phải biết, trật tự chi địa chung quanh vô cùng xa xôi phạm vi bên trong, đều không có bất kỳ cái gì hằng tinh nguyên thế giới tồn tại, đương nhiên sẽ không thiết lập đệ nhất trật tự chi địa, thứ 2 trật tự chi địa loại này tên. Có số hiệu, đại biểu chính là tới gần, cũng là lẫn nhau có liên lụy. Nói như vậy, chứng minh trật tự tinh không bên trong, khẳng định là có một ít hằng tinh nguyên dày đặc khu vực, lẫn nhau tại hiện thực thế giới liền có thể giao lưu, mà không phải như trật tự chi địa một dạng, độc thủ nhất mảnh vô cùng tinh không, còn thiết lập rất nhiều, chạm gác, phòng bị. Thứ 7 mặt trời, huyết đồ. Dù là chung quanh khói xanh lại nồng đậm, làm hắn đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt thời điểm, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Dù sao trên đỉnh đầu hắn tên quá chói mắt, cái này đỏ tươi tên. Để bất luận kẻ nào nhìn, đều có một loại hận không thể chém hắn một đao xúc động. Giết hắn, lại kiên trì một ngày, liền có thể tuôn ra trang bị. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, thì ngăn cản ở tại trước mặt. Đối phương trong nháy mắt này, cũng thấy được hắn tồn tại, hắn ánh mắt đầu tiên thứ nhất mắt quét về Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu tên, làm hắn nhìn đến danh tự cũng chưa quen thuộc về sau, hắn một chút thở dài một hơi, hiển nhiên hắn bởi vậy phán đoán, Lý Thiên Mệnh đối nó uy hiếp không lớn. Ngược lại là bộ dáng của hắn, để Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Này trong mắt người có điểm sao, rõ ràng là một cái quỷ thần tộc, mà lại hắn cùng Dạ Lăng Phong loại này nhiên hồn tộc khác biệt, Dạ Lăng Phong cùng nhân tộc cơ hồ không có khác nhau, nhưng là cái này một vị quỷ thần tộc, tuy nhiên hình thể đại khái là nhân hình, nhưng bộ da toàn thân đều màu đỏ sậm, có điểm giống là côn trùng áo giáp, thậm chí cùi trỏ, trên đầu gối còn có gai nhọn dài ra, phía sau lưng một đầu hình dáng như độc bò cạp cái đuôi dài đạt 2-3 mét. Kéo tại trên mặt đất như cùng một cái trường thương. Hai tay cùng Lý Thiên Mệnh hắc ám tí tương tự, càng giống là móng vuốt, phá lệ bén nhọn, lại nhìn lên bộ mặt, chóp mũi tỉ mỉ cao thẳng, ánh mắt hiện lên hình tam giác hình, từng sợi tóc dựng thẳng lên, mỗi một cây đều có gạo hạt lớn như vậy, có điểm giống là con nhím,
lộ ra phá lệ hung hãn. Nhất làm cho Lý Thiên Mệnh kinh thán, tinh không vạn tộc, thần kỳ chính là, hắn trái trên vai hữu, mỗi người còn có một cái thu nhỏ đầu. Cái này hai cái đầu lớn nhỏ tương đương với vừa ra đời trẻ sơ sinh đầu, tuy nhiên không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ 5 tấm đều đủ, ngũ quan khuôn mặt đều là trung ương đầu ấn tỷ lệ thu nhỏ. Nhất làm cho Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên là, hai cái này cái đầu nhỏ, rõ ràng có mỗi người thần thái, nói rõ bọn họ có tự mình ý thức. Một cái thân thể, ba cái ý thức. Dạng này, thần kỳ huyền diệu, đều nhanh bắt kịp trật tự chi địa, vô mộng tiên tộc. Tinh không vạn tộc thần kỳ, sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh đối cái này một mảnh mênh mông mà thần bí tinh không càng thêm hướng tới. Vừa tới đến vạn tinh bầu trời chiến trường, càng làm cho Lý Thiên Mệnh minh bạch, theo nhiên hồn tộc, thiên lang hoàng tộc, thiên hồ ma tộc, lại đến trước mắt cái này một cái quỷ thần tộc, điều này nói rõ quỷ thần tộc là một cái phân loại đông đảo tộc quần. Mà lại, trong bọn họ khác biệt chi nhánh huyết thống, khả năng so với nhân tộc ở giữa, thức thần tu luyện giả cùng ngự thú sư huyết thống càng xa. Chạm mặt trong chớp nhoáng này, đối diện sáu con mắt đều để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Chớ cản đường, lăn đi. Trung gian cái kia lớn nhất đầu âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cái đầu hẳn là chủ thể, khống chế toàn thân, tạm thời đem, huyết đồ cái tên này, cho chính hắn sử dụng. Nghe được lão đại của chúng ta mà nói không có. Lăn đi à. Huyết đồ bên trái bả vai đầu dùng bén nhọn thanh âm rít lên nói. Lại không thức thời điểm, lập tức đem ngươi tâm can phổi đều cho móc ra. Lão đại của chúng ta đã hoàn thành bách nhân trảm, không kém ngươi một cái. Bên phải bả vai đầu nói. Thanh âm của hắn càng giống là nữ tính, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, cái này mới nhìn ra nguyên lai cái này cái đầu là, nữ tướng, bất quá, trên thực tế dạng này nàng, cũng thì tương đương với một cái, đầu, ký sinh tại huyết đồ trên thân, giới tính cũng không trọng yếu. Đương nhiên, đến cùng là ký sinh, vẫn là cộng sinh, vẫn là cùng một chỗ trưởng khống thân thể, hoặc là lấy hắn thần kỳ phương thức cùng tồn tại, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn tò mò. Các ngươi đe dọa ta, là sợ ta ngăn trở tốc độ của ngươi, khiến người khác đuổi theo a. Lý Thiên Mệnh nói. Theo câu nói này, gọi là huyết đồ đỉnh phong thiên tài liền có thể phán đoán, bất luận cái gì đụng tới, chữ đỏ, hắn thời điểm, đều khó có khả năng buông tha hắn. Trong hôm nay, hắn huyết đồ là nhất cấp thanh hư chiến trường bảo tàng lớn nhất. Giết! Huyết đồ hoàn toàn không có nói nhảm, quất ra một thanh tinh hồng to lớn yêu đao. Hóa thành một đạo huyết quang hướng về Lý Thiên Mệnh chặt chém mà đến. Xoát xoát xoát. Đầy trời đều là máu tanh đao cương, đối phương cái kia cường hãn nhục thân tố chất vào lúc này triển lộ không bỏ sót, nhất làm cho Lý Thiên Mệnh sợ hãi than là, hắn tại đối phương cái kia não trái phải túi trên ánh mắt, đều thấy được điểm sao. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hai cái này biết thần thông? Trong lòng của hắn vừa lóe qua ý nghĩ này, liền thấy huyết đồ trái trên vai hữu cái đầu nhỏ đột nhiên hé miệng. Cái kia trong mồm phun ra hai đạo xương máu, nồng đậm xương máu trong nháy mắt ngưng kết thành hai cái dài trăm thước xương máu thú chảo, tại chỗ hướng về Lý Thiên Mệnh đập mà đến. Cái này rõ ràng là thần thông. Ngưu bức a. Hồn ma tuy nhiên ba đầu sáu tay, nhưng ba cái đầu một cái ý chí, Lam Hoàng cũng giống như thế, gia hỏa này một cái thân thể ba cái ý chí, thân thể từ huyết đồ cái này chủ thể khống chế, có thể cái kia hai cái đầu nhỏ, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Còn có thể thi triển thần thông, rõ ràng có thể điều động nhất định tinh luân nguyên lực. Thức thần, ra. Tại cái này vội vàng ở giữa, Lý Thiên Mệnh không có để huỳnh hỏa bọn họ đi ra, mà chính là chỉ một ngón tay, một cái đem kỷ nguyên thần kiếm nổ bắn ra mà ra. Từ đông thần thái hạo kiếm bắt đầu, cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm cự kiếm trước tiên cùng cái kia 100 mét thú chảo sông vào cùng một chỗ, ngay sau đó tây minh tổ ma kiếm, thiên nhất đế kiếm, vô lượng giới vương kiếm chờ một chút lao vút mà ra. Liên tục 67 kiếm xông vào, đem cái kia hai đại thú chảo xé rách. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, đối phương còn không có thần dương vương cảnh tinh luân nguyên lực, nhưng cái này thần thông uy lực, khoảng cách diệp thần cũng không xa, nếu như hắn cũng là tinh tướng thần cảnh 12 cấp, cùng thần dương vương cảnh cần phải đều có lực đánh một trận. Quay lại ổn định một số, để Tiểu Phong cũng tới vạn tinh bầu trời chiến trường xông vào một lần, hắn có thể đánh bại Long Nhân Xá, không có chút nào kém. Tại đối với giết thời khắc, hắn đổ là rất nhẹ nhàng. Rầm rầm rầm, huyết đồ thần thông bị áp chế trở về, bản thân của hắn đao cương cũng bị Lý Thiên Mệnh thức thần tiêu trừ, thức thần trường kiếm uy lực trong nháy mắt đem chung quanh rất nhiều cây cối xé rách thành phấn vụn, khắp nơi đều bị tước bay một mảng lớn. Cái này màu xanh biếc đất đai bị tạc nứt về sau,
vậy mà tuôn ra rất nhiều xanh biếc chất lỏng, người xem tê cả da đầu. Tại Lý Thiên Mệnh áp chế xuống, huyết đồ hung hăng đập xuống đất, lật lăn lông lốc vài vòng mới đứng lên. Cái gì, đáng chết, ngươi dám ngăn cản chúng ta tôn quý, huyết đồ điện hạ, con đường, ngươi biết chúng ta huyết đồ điện hạ là ai chăng? Lý Thiên Mệnh, ngươi xong đời, các ngươi Tử Diệu Tinh cũng xong đời, chúng ta, huyết ma địa ngục, đại quân, nhất định sẽ diệt vong các ngươi Tử Diệu Tinh. Huyết đồ đập xuống đất, cái kia bên trái trên bờ vai đầu cũng nện đến mắt nổi đom đóm, gia hỏa này tựa như là thằng hề, trực tiếp dùng bén nhọn thanh âm gọi mắng lên. Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, chúng ta huyết đồ điện hạ vốn không muốn phản ứng ngươi, ngươi bây giờ chọc giận hắn, ngươi xong đời. Chúng ta huyết ma tộc thiếu chủ, không phải ngươi có thể đối kháng. Bên phải bả vai đầu gọi giống vậy rầm rĩ. Hai gia hỏa này biểu lộ cực kỳ hung ác, không giống như là người, giống như là dã thú. Cái này xấu xí điên cuồng bộ dáng có thể hù sợ người bình thường, nhưng ở Lý Thiên Mệnh trong mắt, xem ra có chút thiểu năng trí tuệ. Huyết ma địa ngục, huyết ma tộc, trên đỉnh đầu hắn đây không phải là, thứ bảy mặt trời, sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ ra bảy chuôi thức thần trường kiếm, hắn muốn nhiều tìm hiểu một chút cái này nhất cấp thanh hư chiến trường, càng tìm hiểu một chút thiên địa vũ trụ tinh không vạn tộc, liền không muốn hù sợ đối phương. Ha ha, ngươi biết cái đếch gì? Thứ bảy mặt trời sớm đã bị chúng ta huyết ma địa ngục cho nô dịch, phía trên tất cả nhân tộc, đều thành chúng ta nô lệ, đã từng thứ bảy mặt trời, hiện tại là chúng ta huyết ma tộc khu vực săn bắn, cái gọi là thức thần tu luyện giả cùng ngự thú sư, đều là người của chúng ta xúc. Chúng ta thiếu chủ chỉ là dùng thứ bảy mặt trời danh ngạch tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường mà thôi, đần độn. Bên trái bả vai đầu âm thanh cười to, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng đắc ý. Cả người lẫn vật, người làm xúc sinh. Cái này cùng Viêm Hoàng Đại Lục nhân tộc, đã từng bị 9 tầng địa ngục quỷ thần tộc nô dịch lịch sử, sao mà tương tự a? Chỉ là quy mô hoàn toàn khác biệt thôi. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình không hiểu rõ lắm quỷ thần tộc. Theo vừa mới Diêu Mễ Mễ đến xem, bọn họ cũng có đáng yêu cùng người tính một mặt, thế nhưng là Thiên Lang Tinh, huyết ma địa ngục. Cái này một số quỷ thần tộc hung ác tàn bạo lên, dù là chỉ là đôi câu vài lời, Lý Thiên Mệnh đều có thể tưởng tượng đến cái kia bị nô dịch. Thứ bảy mặt trời, phía trên chúng sinh, ngay tại tiếp nhận hạng gì bi ai vận mệnh. Có lẽ, đây chính là trật tự tinh không diện mục thật sự. Tinh không vô tận, xem ra vô cùng yên tĩnh. Có thể đây là nhược nhục cường thực khu vực săn bắn. Một người thua, bất quá là chết. Một cái hằng tinh nguyên thế giới thua, hoặc là thế giới hủy diệt, hoặc là đời đời kiếp kiếp làm cả người lẫn vật. Vũ trụ tàn khốc, cho dù là kéo ra một góc của băng sơn, cũng có thể làm cho đầu người theo lạnh đến cái đuôi. Dạng này một sự thật, để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chính mình lực lượng nhỏ bé, đồng thời cũng để cho hắn đối trước mắt vị này, huyết đồ, sinh ra một số sát tâm. Có lẽ, cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh cũng là nhân tộc đi. Cái kia hai cái bả vai đầu làm càn, đắc ý, trong mắt dữ tợn, để Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Bất quá, huyết đồ, bản thân ngược lại là rất ít nói chuyện, ánh mắt của hắn ra sát niệm cùng lạnh lùng. Cũng không loại kia tiểu nhân đắc chí dữ tợn. Im miệng. Hắn chỉ nói hai chữ này, trên bờ vai cái kia hai cái đầu mới câm như hến, chỉ có thể dùng dữ tợn ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tựa như là đang trách cứ Lý Thiên Mệnh làm đến bọn hắn bị huyết đồ quát lớn như thế. Anh em, ta lần thứ nhất thấy huyết ma tộc, cái này hai đồ vật, có tính hay không thân thể ngươi một bộ phận a? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm cái kia huyết đồ hỏi. Ngươi tu vi giống như không tệ. Bất quá, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Huyết đồ lạnh lẽo nhìn lấy hắn, lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu thức thần trường kiếm, đã xuất hiện kiếm thứ 8. Há, quên đi, ta hứng thú cũng không phải rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Tránh thức vội vã rời đi là huyết đồ, Lý Thiên Mệnh ngăn cản, hắn nhất định phải giết người. Sau đó trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn nhất thời biến đến hung tàn hơn. 333. Quỷ thần tộc kinh điển nhất, biến thân, xuất hiện, lúc trước bồ đề đều có thể dựa vào bản lãnh này, biến thành nửa người nửa sói đồ vật. Cái này, huyết ma tộc, lại biến thành cái gì? Huyết đồ thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, càng thêm tráng kiện, thô bạo, dữ tợn, từng cây tinh hồng gai nhọn toát ra, trở thành trên người hắn lớn nhất vũ khí sắc bén. Bất quá, kinh người nhất chính là, hắn trái bả vai phải tại thời khắc này, theo thân thể của hắn xé rách đi ra. Trực tiếp rơi trên mặt đất, đến đón lấy hai cái này bộ phận bắt đầu nhúc nhích biến hình, lấy trên bờ vai hai cái đầu làm căn cơ, vậy mà dài ra thân thể mới, trong lúc nhất thời,
ba người tướng mạo một chút có khác biệt, huyết đồ, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Bên phải một cái hình thể, quả nhiên là nữ tính, nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mà thướt tha, tóc dài cũng càng lâu một chút. Đinh đinh, ba người mỗi một cái đều cầm lấy vũ khí. Mỗi một cái trong mắt đều có điểm sao. Càng kinh khủng chính là, bọn họ mỗi một cái đều giống như so vừa mới, huyết đồ, mạnh hơn, khí huyết càng thịnh vượng. Ta đi, người cái này hoàn toàn là ba người A, đây là gian lận A. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Bất kể nói thế nào, vạn tinh bầu trời chiến trường là lấy một mình làm đơn vị, làm ký sinh, hồn ma, không tại cộng sinh thú cùng thức thần trong phạm vi, cũng không thể tiến đến. Ha ha, huyễn thiên chi cảnh phán đoán chúng ta là một cái chiến đấu cá thể, chúng ta cũng là một cái. Đây là chúng ta huyết ma tộc chủng tộc thiên phú, người biết cái gì? Bên trái vị kia, huyết đồ, âm lãnh nói ra. Bọn họ hai cái này thân thể, trước kia thuộc về thứ bảy mặt trời nhân tộc. Mà lại đều là đế tôn hậu nhân, thần kỳ A. Trung gian vị kia chân chính, huyết đồ, cười lạnh một tiếng. Đây là hắn đối Lý Thiên Mệnh nói dài nhất một câu nói. Sau khi nói xong, ba người bọn hắn lập tức cùng một chỗ động thủ. Trước kia là nhân tộc. Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng đến, cái này huyết ma tộc làm cho hai cái nhân tộc, thành vì chính mình thân thể một bộ phận. Cái này mặc dù là chủng tộc thiên phú, nhưng quá trình kia... Rất hiển nhiên là diệt tuyệt nhân tính, mà lại, bây giờ hai cái này ồn ào một nam một nữ, ý thức của bọn hắn đến cùng là ai? Là cái kia hai cái bị, đồng hóa, nhân tộc. Hiển nhiên không có đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn đem, huyết đồ, phụng làm chủ tử, có lẽ tại đồng hóa thân thể thời điểm, chẳng những có huyết mạch xâm lấn, còn có tinh thần trấn áp đi. Lý Thiên Mệnh có hứng thú giải càng nhiều, đáng tiếc huyết đồ không có cho hắn hiểu rõ thời gian. Ba người này theo ba phương hướng. Thần thông cùng chiến quyết cùng một chỗ thi triển. Chí ít từ giờ trở đi, bọn họ thì tương đương với ba cái thuần chính quỷ thần tộc đỉnh phong thiên tài, hai bên hai vị cùng huyết đồ có như vậy một số chiến quyết phía trên khác biệt, nhưng khác biệt không tính lớn. Chết! Trong lúc nhất thời, biển máu ngập trời, như là có ba đầu tinh hồng cự thú hướng về Lý Thiên Mệnh đánh giết mà đến. Kết thúc! Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lẽo, làm vì nhân tộc một viên, có chút thị tộc cừu hận thiên không sai tồn tại. Ông, thanh thứ 9 kỷ nguyên thần kiếm tai kiếp vòng bên trong sinh ra. 9 đại kỷ nguyên thần kiếm toàn bộ hội tụ. Chanh chanh, bàng bạc kiếm khí bạo phát ra. Giết, Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, trên thân bao hàm băng phong lưu ly thụ ở bên trong tất cả nguyên tố thần tai kiếm khí toàn bộ hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Có băng phong lưu ly thụ về sau, kiếm của hắn thể tăng cường tốt đại một cái cấp bậc, đây là hắn còn không có hấp thu song song tình huống dưới. Xoẹt. 9 đại kỷ nguyên thần kiếm ở tại bên người ngang dọc. Kiếm thể, dung hợp, thức thần, 3 hợp 1. Lý Thiên Mệnh hai tay che Đông Hoàng kiếm, toàn thân kiếm khí mãnh liệt, trong tay chỉ có một thanh kiếm, hắn lại trong chớp mắt này thi triển ra 6 kiếm, trong một chớp mắt 6 kiếm cùng phát, 6 đại thần long thần kiếm, bao quát ma long kiếm huyết phủ sinh ở bên trong, trong một chớp mắt dung hợp lại cùng nhau. Cái này 3 đại uy lực bên trong, dung hợp kiếm đạo cùng kiếm thể phù hợp. Thức thần trường kiếm thì cùng Lý Thiên Mệnh phối hợp hình thành kiếm trận, tại cái này kiếm trận bên trong, Lý Thiên Mệnh bản nhân Đông Hoàng kiếm, là vạn kiếm hợp nhất, lục long hội tụ chi địa, càng là 6 đại thần tai kiếm khí trùng kích cùng một chỗ. Bởi vì thuộc tính bất hòa, bộc phát ra mạnh nhất lực sát thương một chút. Lấy điểm làm trung tâm, lấy thức thần kiếm trận là hỏa lực bao trùm, một chiêu chỉ thuộc về thức thần tu luyện giả siêu tuyệt kiếm chiêu, uy lực đạt tới 7 cảnh thần quyết đỉnh phong, tại thời khắc này bỗng nhiên bạo phát. Không có có thần thông, không có cộng sinh thú. 6 kiếm hợp 1. 9 đại thức thần. Nhất kích tất sát. Oanh. Một chiêu này hầu như nghiền ép tư thái. Lý Thiên Mệnh giết tại phía trước nhất, cùng trung gian huyết đồ trong nháy mắt va chạm vào nhau. Đông Hoàng kiếm tay nâng kiếm rơi. 6 kiếm hợp 1 thần uy, trong nháy mắt phá nát huyết đồ chiến quyết. Thức thần càng là xé rách hắn thần thông. 9. Huyết đồ trừng to mắt, hô lên một chữ này. Cửu kiếm sinh ra. Thì đã định trước hắn đã thua. Tại cực hạn khó có thể tin bên trong, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm bạo sát mà ra, chỉ là thần tai kiếm khí liền đem huyết đồ rảo sát. Huyết đồ điện hạ, làm hai cái, huyết đồ, trùng sát mà đến, bị Lý Thiên Mệnh 9 đại thức thần trường kiếm hóa thành vạn kiếm thần niệm, trực tiếp hội tụ thành 2 cỗ dòng nước lũ, mỗi người thi triển khác biệt cửu long thiên kiếp kiếm cơ sở kiếm quyết cho vạn kiếm xuyên tâm. Phốc phốc phốc.
vạn kiếm càn quét mà qua, đối phương ba cái chiến đấu thể trực tiếp thần hình câu diệt. Hoàn toàn không có cùng Lý Thiên Mệnh đối kháng tư cách. Cái kia hai cái hai bên, huyết đồ, bị Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt bạo sát, ánh mắt của bọn hắn càng khó có thể tin. Tại cái này khó có thể tin bên trong, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy một số nước mắt. Cái này rất kỳ quái, chỉ có thể nói rõ một chút, bọn họ trên bản chất vẫn là cái kia bị đồng hóa, hấp thu, nhân tộc, chỉ là linh hồn của bọn hắn ý chí, bị ô nhiễm, bị tẩy não, chỉ còn lại có đối, huyết đồ, cuồng nhiệt sùng bái. Đây quả thật là quá bi ai, đây là cái gì tà ác thủ đoạn. Dù là, giết, huyết đồ, nhặt được một cái, bách nhân trảm, tiện nghi, Lý Thiên Mệnh tâm tình vẫn là không thoải mái. Hắn vậy mà vì trật tự tinh không bên trong, một cái tên là thứ bảy mặt trời, không biết ở phương nào thế giới mà cảm giác được thương cảm cùng bi ai, thiên địa vũ trụ tranh phong quá mức vô tình, có lúc tử vong cũng không phải là lớn nhất thống khổ, bị người đồng hóa vì thân thể một bộ phận, nhục thân cùng linh hồn đều bị người nô dịch, thành vì mình chán ghét nhất thân thể người một bộ phận, còn muốn đối nó quỷ bái. Cái này chẳng lẽ không phải nhất làm cho người dùng mình thống khổ sao? Cái kia hai cái bả vai đầu lúc trước làm cho càng phách lối, đem huyết độ ủng hộ đến càng cao, chỉ có thể nói rõ càng bi ai. Dù là ngăn cách rất rất xa, dù là chỉ là đời này đơn độc một lần gặp gỡ, Lý Thiên Mệnh tâm tình đều rất khó bình tĩnh trở lại. Bởi vì đồng dạng nhân tộc huyết mạch, ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn hắn, như là chính mình tao ngộ. Có lẽ cái này là nhân gian coi như tồn tại mỹ hảo biểu tượng đi. May mắn, chính mình không phải một cái lạnh lùng người. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh tràn đầy dư thừa tình cảm. Theo thời gian sói mòn, Lý Thiên Mệnh cũng không có làm dịu tới, bởi vì hắn nhớ tới Thái Dương Đế Tôn cùng Lý Vô Địch, cái này không thể nghi ngờ để tâm tình của hắn biến đến càng thêm trầm trọng. Trên thế giới này tồn tại có thể, huyết mạch xâm lấn, đem thân thể người khác biến thành của bản thân huyết ma tộc, cái kia Thái Dương Đế Tôn, có thể hay không cũng có tương tự phương thức, bằng không, hắn giam giữ ta nghĩa phụ, đến cùng vì cái gì? Nghĩa phụ ta chỉ là hỗn độn thiên lao bên trong một kẻ phàm nhân, may mắn phá kiếp nắm giữ bát kiếp, nếu không phải có tình huống đặc biệt, hắn làm sao lại ngăn cản Thái Dương Đế Tôn, tốt để cho chúng ta chạy trốn lực lượng. Trong này vấn đề rất lớn. Huyết ma tộc, để Lý Thiên Mệnh tin tưởng Thái Dương Đế Tôn, thủ đoạn cực đoan, sẽ là một loại khả năng. Thí nghiệm phẩm, thức thần, cộng sinh thú. Thậm chí Lý Thiên Mệnh có thể xác định. Hắn tuy nhiên không biết cụ thể chi tiết là cái gì, chỉ khi nào tiếp tục như vậy, hắn nghĩa phụ kết cục, có lẽ thật không thể so với vừa rồi cái kia hai cái la hét, huyết đồ điện hạ, thất hồn người tốt bao nhiêu. Nhưng hắn lại có thể làm cái gì? Hắn tận khả năng tăng lên chính mình, tận khả năng học tập cửu long thiên kiếp kiếm, tử tiêu đế cung cùng vạn tinh bầu trời chiến trường là hắn chỗ có thể tìm tới tăng lên chính mình nhanh nhất phương thức. Thế nhưng là bày ở trước mặt hiện thực, vẫn là để hắn chỉ có thể tâm loạn như ma. Dù là chỉ là lãng phí một chút thời gian, đều có thể đoán được Lý Vô Địch xuống tràng. Chiếu ta nói, người muốn nhiều như vậy có ích lợi gì, tính mạng của ta tạm thời cũng không dài, nhưng ta cũng minh bạch, trên thế giới có một số việc cũng là không cải biến được, thì ngươi bây giờ điều kiện này, duy nhất có thể làm cũng là cầm lấy binh khí tu hành, vận khí tốt, ngươi còn có thể bắt kịp, vận khí không tốt, thì báo cái thủ đi, thì nghĩa phụ của ngươi người kia, hắn đổ là hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn trở về, trọng yếu nhất chính là đừng đem hắn bảo bối nữ nhi mang về, người ta có thể thật vất vả đem nàng đưa ra tới. Huỳnh Hỏa là sớm nhất làm bạn nó, tự nhiên cũng là có thể nhất cảm nhận được tâm tình của hắn người.